mấy học viên ngự thú tháp cưỡi trên lưng ngân điêu, bay trên không trung dò xét. Nữ có nam có, đều là ngự thú sư trong ngũ đại huyền sư. Thời gian 3 năm, đã trôi qua 2 năm rưỡi. Cuộc tranh đoạt bách tháp bảng càng ngày càng kịch liệt. Nghe nói hiện tại đã không phải chỉ là giết thi tà đơn giản như vậy. Rất nhiều học viên đều canh giữ ở những con đường nhất định phải đi qua khi quay về vạn tượng tháp, trắng trợn cướp lấy thi cung mà người khác góp nhặt vài năm. Yến Tử Vũ lại lần nữa bước chân vào đệ nhất bách tháp bảng, điểm tích lũy đạt tới trên 10 vạn, bỏ xa các học viên khác ở phía sau. 2 năm nay cả thần tấn vương triều biến hóa rất lớn, lại có mấy vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất hiện một cách kinh ngạc, danh chấn thiên hạ. Nghe nói thiên toán thư sinh đã sắp soạn xong thượng sử thi bảng và hạ sử thi bảng, chia ra cũng có hàng chục suất. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa đều được phân vào thượng sử thi bảng, còn muốn tăng thêm 2 suất nữa. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù của vạn tượng tháp chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của thượng sử thi bảng. Có tin tức tiết lộ, xếp hạng đệ nhất thượng sử thi bảng chính là một người thần bí. Ngay cả thiên toán thư sinh cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được khí tức người này đã xuất thế, chỉ là còn chưa hiện thân tại tu tiên giới. Hạ sử thi bảng đều là thế hệ thiên tài cấp bậc sử thi mới sinh. Nếu như công chúa La Phù không tiến vào được thượng sử thi bảng, rất có thể sẽ xếp hạng đệ nhất ở hạ sử thi bảng. Các ngươi đừng quên còn có 2 con ma của phong gia kia. Yêu ma chi tử thiên phú bẩm sinh đương thời có 102, một khi đột phá cảnh giới thiên mệnh, nhất định như tiềm long nhập hải sẽ rong ruổi vạn dặm. Tiểu tà ma cũng mới 14 tuổi mà thôi, tu vi đã có khả năng sắp so sánh được với Yến Tử Vũ. 2 người bọn họ đều là người cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị đệ nhất nhân của hạ sử thi bảng. Ta nghe nói thiên toán thư sinh vẫn còn đang soạn bảng xếp hạng thế lực lớn mới. Mỗi ngày đều đứng ở trên tháp chuông ngắm sao trời, nghiền ngẫm thiên tượng và khí hậu khác nhau ở từng khu vực, sau vài bữa cũng sẽ đưa ra. Chuyện này ta cũng nghe nói. Đồn đại triều đình thần tấn vương triều cũng không xếp hạng đệ nhất, có thế lực truyền thừa từ thuở xa xưa đã vượt qua thần tấn vương triều. Những lời này các ngươi có lẽ ít nói thì tốt hơn, căn bản không phải cảnh giới những người chúng ta có khả năng đàm luận. Quý Tâm Nô lên tiếng nhắc nhở. Mấy học viên ngự thú tháp này lập tức không dám nói nữa, loạn tượng thiên hạ đã bắt đầu xuất hiện, ai dám nói lung tung nếu như truyền ra ngoài, ngày hôm sau phỏng đoán sẽ gặp ách khó khăn. Một người học viên ngự thú tháp phá vỡ sự yên lặng, nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời, trong mắt đột nhiên cả kinh mà nói. Các ngươi thử nhìn xem tại sao lại có một đám mây đen đang trôi lại đây, chẳng lẽ có tà nhân tiến vào vạn tượng tháp? Quý Tâm Nô ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám mây đen phô thiên cái địa đè ép lại đây, tựa như ngàn vạn quân mã bay qua trời cao, nửa bầu trời đều bị tràn ngập. Một cỗ khí tức khủng bố vô song. Đè nén làm cho mấy con ngân điêu mà bọn họ đang cưỡi đều lạnh run, không thể khống chế đành lao xuống đến mặt đất. Dưới mặt đất cũng không yên tĩnh, thật giống như cả vỏ quả đất đều đang vận động, làm cho người ta kìm lòng không đậu hai chân như nhũn ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chỉ thoáng chớp mắt, cả bầu trời đều đã bị mây đen dày đặc bao phủ, khiến mặt trời đều hoàn toàn bị che khuất, cả thiên địa đều trở nên đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Những tôn sư và thái thượng tôn sư của ngự thú tháp đều sớm bay ra, đứng trên dị thú, trên người lượn lờ linh mang, tựa như ngàn vạn vị thần Phật đang huyền không đứng thẳng. Một vị thái thượng tôn sư ra tay, thu lại Quý Tâm Nô cùng mấy vị học viên trở về, rơi xuống dưới chân ngự thú tháp, sợ bọn họ bị uy lực địa kiếp gây tổn thương. Kiếp khí địa kiếp thật mạnh mẽ, rốt cuộc là người phương nào muốn độ địa kiếp. 4 vị phó tháp chủ ngự thú tháp cũng bị kinh động. Đứng ở trên cao tháp cao mấy chục tầng mà nhìn bầu trời, rồi lại nhìn chăm chú mặt đất. Cả dị thú và dị cầm trong ngự thú tháp đều bắt đầu bất an, vội vàng bắt đầu di động. Có con ngửa đầu lên trời giống to, có con quỳ rạp trên mặt đất run rẩy. Ầm, 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 ầm. Một dòng sông dài dị thú chiến hồn bay ra từ tầng thứ 66 của ngự thú tháp. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn bay ra từ bên trong, tựa như thiên hà vắt ngang trời. Dị thú lao nhanh, khí thế hào hùng. Một người thiếu niên áo trắng bay tại phía trước tiên, tựa như một đạo sao băng xẹt qua màn đêm. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn đều đi theo phía sau hắn, tựa như một bộ phận linh hồn của hắn đang chạy vội theo hắn. Kiếp vân, mây độ kiếp trên bầu trời, nham hà, dòng nham thạch dưới mặt đất cũng bắt đầu khởi động bay đi theo phương hướng cùng với hắn, đều đuổi theo hắn. Một người,
đã dẫn động phong vân thiên địa. Thiếu niên áo trắng kia là yêu ma chi tử Phong Phi Vân, hắn bế quan 2 năm trong dị thú hồn cảnh, hiện nay xuất quan lại dẫn tới cảnh tượng long trời lở đất, xem ra là hắn muốn độ địa kiếp. Thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều quả nhiên không phải chỉ là có được hư danh, khí thế độ kiếp dường này, căn bản không người có thể so sánh. Ta sớm nên đoán được là hắn. Mấy ngàn con dị thú chiến hồn phía sau hắn kia là chuyện gì xảy ra? Ngự thú tháp tôn sư, thái thượng tôn sư, phó điện chủ, cơ hồ các tu sĩ thế hệ trước đều đuổi theo về hướng về chân trời, muốn nhìn thấy cảnh tượng đẳng cấp thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều độ địa kiếp ra sao. Quý Tâm nô mắt nhung mơ màng, nhìn chăm chú đàn dị thú chiến hồn ở chân trời tựa như đại dương bao la hùng vĩ. Phong Phi Vân trở nên càng cường đại hơn, có lẽ hắn thật sự có thể giúp chính mình báo thù, chính mình không có nhìn lầm người. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Phong Phi Vân bay tại phía trước tiên, phía sau là đàn dị thú chiến hồn khổng lồ, còn có kiếp vân trên trời cao. Trên mặt đất bắt đầu khởi động nham hà, nơi nào nó đi qua đều khiến rất nhiều tu sĩ tiền bối thần tháp thánh địa đều phải kinh ngạc xuất hiện. Trên cao tháp, một ông lão tóc bạc râu bạc trắng nhìn thấy dưới hắc vân có dòng nước lũ dị thú chiến hồn đang bay qua, trong mắt đúng là kinh hãi nên cũng đi đuổi theo. Phong Phi Vân rốt cục bay đến một mảnh núi non trùng điệp hoang dã. Đã đến bên rìa vạn tượng tháp thì chợt ngừng lại liền độ địa kiếp ở chỗ này. Rất nhiều tu sĩ tiền bối vạn tượng tháp đều đã chạy tới, đứng ở xa xa, không hề tiến vào gần. Bọn họ cũng đều biết yêu ma chi tử đã tuyển xong xuôi chỗ để độ kiếp. Thần vương và tháp chủ võ tháp tự mình giáng xuống, trôi nổi trên bầu trời, hộ tống cho Phong Phi Vân độ kiếp. Kiếp khí địa kiếp càng ngày càng mạnh mẽ, cả mặt đất đều bắt đầu rung động, rất nhiều nơi đều vỡ vụn. Một dòng sóng lửa nóng bỏng phun trào ra từ lòng đất. Phong Phi Vân hai mắt kiên định, thân thể chấn động, 9876 con dị thú chiến hồn đều bay vào trong thân thể, dung nhập hòa tan vào huyết nhục, cả người trực tiếp lọt vào lòng đất, trong nháy mắt liền nhập vào trong lòng đất. Vừa rồi ta có nhìn hoa mắt. Tháp chủ võ tháp Trương Phách Đạo chố mắt đứng nhìn, không thể tin được quanh cảnh vừa mới nhìn thấy kia. Chung quanh đã sớm là một chốn âm thanh dựng tóc gáy. Tất cả mọi người cho là chính mình nhìn hoa mắt, có người đồng thời thu mấy ngàn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, điều này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của sức tưởng tượng của bọn họ. Mà ngay cả thần vương đều là hai mắt khựng lại. Rất khó có thể tin nổi. Ầm, 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 ầm. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất đã chảy tới từ phương Bắc xa xôi. Nó tỏa ra sóng lửa hừng hực, tuy rằng thân đang ở trong lòng đất. Nhưng mà một cỗ sóng nhiệt kia đã đập vào mặt mà đến. Những cây cổ thụ chọc trời trên mặt đất tham thiên cổ mộc trong nháy mắt héo rũ. Dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng lao ra từ một vùng núi non trùng điệp, tựa như con hỏa long dưới lòng đất với khí thế kinh người. So sánh với tu sĩ khác độ địa kiếp thì càng hung dữ mạnh mẽ hơn, thật giống như nó muốn phải cuốn trôi lại đây cả mặt đất. Phong Phi Vân chui vài trăm thước xuống trong lòng đất, lượn lờ trong dòng nham thạch nóng chảy. Trên thân thể hào quang bùng phát, dày đặc như một tầng sương mù. Chúng vật lộn với những dòng sông lớn từ nham thạch nóng chảy này. Dòng nham thạch nóng chảy thứ nhất có đường kính ước chừng một trượng, dòng nham thạch nóng chảy thứ hai cũng đã có đường kính to hai trượng, dòng nham thạch nóng chảy thứ ba cũng đã đạt tới đường kính ba trượng. Nham thạch nóng chảy so sánh hỏa diễm đều phải đáng sợ hơn. Chúng bao vây lấy một vùng khí đỏ đậm, trong nháy mắt liền nấu chảy dung luyện đất đá thành chất lỏng. So sánh thiết thủy đều phải nóng bỏng hơn. Đến khi dòng nham thạch nóng chảy thứ 6 chạy tới, nó đã có kích cỡ to 6 trượng, cũng chính là 20 thước, tựa như một dòng sông cuốn đến. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 7 đạt tới kích cỡ 7 trượng, hình dáng biến thành một con mãng xà lớn đang quay cuồng không dứt trong lòng đất. Một quyền tung ra đã đánh đầu của nó vỡ sọ vụn ra, lại ngưng tụ trong nháy mắt rồi giọt một cái đã nuốt Phong Phi Vân vào trong nham thạch nóng chảy. Ầm. Phong Phi Vân phá vỡ thân thể con mãng xà lớn, bay ra từ trong nham thạch nóng chảy, lớp sương mù bao bọc trên thân thể bị nham thạch nóng chảy làm cháy đến mỏng đi không ít. Khó trách địa kiếp khó độ như thế, hơn phân nửa tu sĩ đều chết ở trong địa kiếp. Nham thạch nóng chảy thật sự là dòng nọ so sánh dòng kia khủng bố hơn, uy lực tăng lên theo lần. Từ lòng đất truyền đến rung động điên cuồng mãnh liệt, dòng nham thạch nóng chảy thứ 8 xuất hiện. Tựa như một mảnh biển lửa xuất hiện đã hút lấy Phong Phi Vân vào bên trong. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 9 ngay sau đó lao nhanh ra ngoài,
cực kỳ lợi hại, phần đầu của nó tựa như mũi kiếm sắc nhọn, thân dài mấy chục dặm, phần đuôi tựa như một sông lớn bằng hỏa diễm. Long lão đầu, người thử nói sư đệ hắn có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy. Trương Phách Đạo tuy là đại đệ tử của thần vương, nhưng mà lại lúc nào cũng có thể có dáng vẻ tùy tiện, dám gọi thẳng thần vương là lão đầu. Thần vương nhìn vào hắc vân ở trên trời cao, im lặng không đáp. Ta cho rằng hẳn là sẽ có 12 dòng. Sách cổ ghi chép, năm đó Nạp Lan Hồng Đào độ địa kiếp liền đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy, cũng không biết dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 rốt cuộc là có hình dáng như thế nào. Sư đệ có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, hẳn là cũng có thể đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trương Phách Đạo nói, trên người thần vương đột nhiên nổi lên một cỗ long hoàng khí, cũng không có chút xíu dáng vẻ tuổi già sức yếu, cả người đều bắt đầu trở nên lợi hại, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Rốt cục đến đây đi. Một cái bàn tay thật lớn xé rách lớp hắc vân, từ trên bầu trời rơi xuống. Nó to như một quả núi cao lớn vậy, uy thế đặc biệt cường thịnh khác thường đang nệ về hướng mặt đất. Lớn mật, cũng dám đánh tới vạn tượng tháp. Trương Phách Đạo cầm trong tay một cây gậy màu đen, vung lên giữa trời. Cây gậy biến thành một ngọn núi lớn như vậy, đánh cho một bàn tay thật lớn kia nát vụn ngang trời. Có người không muốn thấy Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp, để rồi trưởng thành nên đã ra tay từ cách mấy ngàn dặm, muốn phải loại trừ hắn. Người vừa mới ra tay chính là một bán bộ cự kình, nhưng mà chỉ là thử dò xét tính công kích, chứ cũng không đem hết toàn lực. Tại một phương hướng khác, một màn nước sinh ra trên bầu trời, có khí tức cự kình dao động. Một cái đỉnh cổ bay ra từ trong màn nước mà đánh lại đây. Đó là một kiện linh khí cổ, đầu mâu liền nhằm thẳng Phong Phi Vân đang độ địa kiếp trong lòng đất. Yêu ma chi tử uy hiếp thật sự quá lớn, khiến cho rất nhiều người cảm giác bất an. Thần vương đã cảm giác được ít nhất có 5 cỗ khí tức cự kình, đều ẩn náu ở ngoài ngàn dặm, ngăn cách thiên cơ trên người để vô phương tra ra chuẩn xác vị trí của bọn họ. Đỉnh cổ này cao chừng 100 thước, nó có 7 cái chân, 16 đôi tai, dùng 100 vạn cân thanh đồng chế tạo. Trên bề mặt khắc ấn thú vân, lưu động hỏa diễm, chính là một kiện linh khí cổ, đã từng xuất hiện tại thu tiên giới, được xưng là Sơn Nguyệt Đỉnh. Đây là một kiện tam phẩm linh khí, uy lực tuyệt đối khủng bố, đã từng có 2 vị cự kình đều bị đánh chết dưới Sơn Nguyệt Đỉnh. 100 năm không xuất hiện, lúc này linh khí lại xuất hiện lần nữa, ý nghĩa không thể so sánh tầm thường. Phủ Nam Thái là tuyệt đối không có khả năng có được linh khí cấp bậc tam phẩm, khẳng định đến từ một tòa tiên gia đại giáo hoặc là môn phiệt tu tiên đứng đầu. Ống tay áo thần vương vung lên một cái, một con trường long màu vàng bay ra từ ống tay áo, nện vào trên Sơn Nguyệt Đỉnh. Trường long đập vào Sơn Nguyệt Đỉnh làm nó bay ngược trở về, biến mất trên trời cao. Loại sát khí khủng bố đến mức như Sơn Nguyệt Đỉnh đều xuất hiện, đối phương chỉ sợ có siêu cấp cự kình cấp bậc thiên mệnh đệ bát trọng đến đây. Trương Phách Đạo có hơi lo lắng, chiến ý trên người tràn đầy, mắt hổ trợn lên nhìn một chỗ hoang dã ở ngoài vài ngàn dặm. Cự kình sở dĩ được xưng là cự kình, đó là bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí tối cao nhất, thuộc về những người trên đỉnh cao nhất trong tu tiên giới của thần Tấn Vương Triều, tựa như cây cột chống trời chống đỡ cho cả một mảnh thế giới. Loại người này đều được xưng là cấp bậc lão tổ. Đồng dạng là cự kình, nhưng tu vi cũng có chênh lệch tương đối lớn, chỉ có điều là các tu sĩ tu vi thấp vô phương biết được mấy thứ này thôi, nên vẫn cho rằng cự kình chính là tồn tại hạng vô địch. Lão tổ đã sống mấy trăm năm, khí tức trên người đã lớn lao vô biên vô tận, có rất nhiều đệ tử tu tiên cả đời cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy mặt bọn họ. Nên cuối cùng có cảm giác bọn họ chính là tồn tại như thể thần tiên, làm sao còn dám đi suy đoán lực lượng của bọn họ. Mà sự thật thực lực của cự kình cũng là mỗi người không giống nhau, cự kình bình thường chính là cảnh giới thiên mệnh đệ thất trọng, đó cũng là thực lực phổ thông nhất, cơ hồ 90% cự kình đều là cảnh giới này. Tu vi đạt tới thiên mệnh đệ bát trọng, liền được xưng là siêu cấp cự kình. Hạng người này đã lĩnh hội được vô thượng thiên đạo, rất ít tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực, số lượng ít đến đáng thương, so sánh cự kình bình thường phải cường đại hơn nhiều. Cự kình thiên mệnh đệ cửu trọng được xưng là thượng vị cự kình, loại nhân vật cấp bậc này càng rất ít ỏi hơn, cơ hồ hoàn toàn ẩn giật lánh đời, đã chuẩn bị bắt đầu độ thiên kiếp. Nếu không phải phát sinh thiên địa đại nạn, nhân vật như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Đương nhiên còn có vô thượng cự kình, cũng được xưng là sử thi cự kình, cũng chính là thiên tài cấp bậc sử thi đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ cửu trọng, người như thế có chiến lực thiên hạ vô song, đương thời khó tìm.
dù sao trước khi thiên địa biến hóa, cả một thời đại mới xuất một thiên tài cấp bậc sử thi mà thôi. Hơn nữa thiên tài cấp bậc sử thi chưa chắc có thể tu luyện tới thiên mệnh đệ cửu trọng, một nửa trong đó đều chết non trên đường tu luyện, căn bản không đạt được cấp bậc vô thượng cự kình. 2 năm trôi qua, cả thần tấn vương triều đều đã bắt đầu rung chuyển. Các nơi nhìn như yên tĩnh, cũng đã có sóng ngầm mãnh liệt, nhân vật cấp bậc siêu cấp cự kình xuất thế thì cũng không coi là điều kỳ quái. Thần vương đáp, một khi loạn thế bắt đầu, thánh địa đệ nhất thiên hạ vạn tượng tháp này nhất định sẽ biến thành một cái xác không. Không chỉ có học viên thế hệ trẻ tuổi sẽ rời khỏi đây mà ngay cả nhân vật cấp bậc tháp chủ bách tháp thánh địa đều sẽ rời đi không ít. Người vừa mới ra tay là thuộc về đâu? Trương Phách Đạo cũng không lại tùy tiện nữa, mà hỏi nghiêm túc. Thần vương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đáp. Nhân vật cấp bậc cự kình đều đã siêu phàm thoát tục, tự che giấu được chính mình khá sâu. Nhưng mà người có thể mang theo loại cấp bậc linh khí như Sơn Nguyệt Đỉnh cũng không nhiều, ít nhiều ta cũng đã đoán được một chút. Những người này đều đến có chuẩn bị, không có khả năng liền như vậy mà hù dọa bọn họ rút lui. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất lại bị vỡ ra vô số lỗ hổng, có nham thạch nóng chảy tràn ra trên mặt đất. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 10 đã phun trào ra rồi, nó dẫn đầu 9 dòng nham thạch nóng chảy khác đan vào thành một cái võng, vây khốn Phong Phi Vân ở bên trong. Không gian trong nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, dòng nham thạch càng ngày càng dày đặc. Đây là nham thạch nóng chảy sinh ra trong địa kiếp, nếu dính vào trên người là có thể hòa tan ra người, coi như là thân thể tu tiên giả cũng không thể đỡ nổi. Long hổ chi khí do Phong Phi Vân đánh ra trên bàn tay đều bị nham thạch nóng chảy làm hao mòn trong nháy mắt, cuối cùng hắn không thể không xuất ra miểu quỷ ban chỉ, lấy vật thần hộ thân mới có thể ngăn cản đạo nham thạch nóng chảy này. Đây mới là dòng nham thạch nóng chảy thứ 10 mà thôi, cũng đã làm cho Phong Phi Vân phải dùng tới linh khí. Địa kiếp quả nhiên không phải ngon ăn như vậy độ, tu vi càng cao, tính nguy hiểm cũng lại càng lớn. Kế tiếp phải đối mặt chính là khiêu chiến càng khủng bố hơn. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, tuyệt đại đa số nhân vật cấp này vào lúc độ địa kiếp đều là đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hạng người tinh hoa vô song, nhưng mà dưới sự công kích của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, rất nhiều người đều trọng thương mà chết. Phong Phi Vân cũng không dám nơi lỏng một chút xíu, thân thể đã căng lên, 40 đạo thần thức đều thả đi ra ngoài. Hắn chỉ cần dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện, liền lập tức ra tay, nắm giữ tiên cơ. Ầm ầm ầm. Không lâu lắm, dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất thế, đất đá ở chỗ lòng đất quanh Phong Phi Vân, toàn bộ bắt đầu hòa tan trong nháy mắt, toàn bộ đều công kích về hướng tới Phong Phi Vân. 6 bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ bị công kích đến liên tiếp bại lui. Hoàng thổ thuật, xích hồng thuật, Phong Phi Vân đánh ra 2 đạo ngũ hành thuật pháp để chống đỡ lực lượng của nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy chính là bao hàm thổ chi lực và hỏa chi lực, xích hồng thuật và hoàng thổ thuật chính là để dùng vào khống chế nham thạch nóng chảy, hóa thành thứ có ích cho chính mình. Trong lúc Phong Phi Vân ngăn cản lực lượng nham thạch nóng chảy, chân thân của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện, hình dáng rất giống như một thủ chảo to đến mấy chục dặm. Nó bay ra từ trong lòng đất, kéo thân thể Phong Phi Vân vào lòng bàn tay. Thủ chảo thật lớn. Nhiệt độ của ham thạch nóng chảy càng đáng sợ hơn, lực lượng của thủ chảo cũng không gì sánh kịp. Phong Phi Vân để miểu quỷ ban chỉ trôi nổi trên đỉnh đầu, 6 bức thần đồ bảo vệ tại 6 phương vị. Bát quái huyền văn nổi trên đỉnh đầu, vạn gia đăng hỏa được dẫm dưới chân, phía trước là U Minh thần tháp, phía sau là Tứ Dương cổ đỉnh, bên trái thần vương phi thiên, bên phải bách quỷ phó yến. 6 bức thần đồ, tựa như 6 thế giới. Tiểu diễn thuật thiên đấu linh đài. Chung quanh thân thể Phong Phi Vân hiện ra 40 tòa đài cổ trắng tinh, chúng bảo vệ tại 40 góc độ nhỏ xung quanh thân thể. Có 2 tầng bảo vệ, hắn không tin vẫn còn không ngăn được dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Ầm. Thủ chảo của nham thạch nóng chảy rốt cục xiết lại, nó ép cho 6 bức thần đồ đều phải co rút thu nhỏ lại. Đành tiếp xúc với thiên đấu linh đài vào cùng một chỗ. Phá cho ta. Phong Phi Vân 2 tay hướng về phía trước mà chống đỡ, 40 tòa thiên đấu linh đài lao ra về 40 phương hướng, 6 bức thần đồ cũng phóng về hướng 6 phương vị.
cứ như thế trực tiếp làm nứt vỡ dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, cả người liền bay nhanh đi ra ngoài. Mà đúng lúc này dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 xuất hiện. Yêu ma chi tử vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, thiên tư quả nhiên cao hơn các thiên tài cấp bậc sử thi khác. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong truyền thuyết rốt cục xuất hiện, đây chính là loại địa kiếp mà chỉ có nhân vật cấp bậc tiên hiền thánh bia mới có thể gọi tới. Rất nhiều tu sĩ đều là vì thấy dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong địa kiếp mà mới chạy tới. Đây chính là một thời điểm có tính lịch sử, mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể được nhìn thấy một lần. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 cũng không phải lao ra từ dưới mặt đất, mà chính là từ phóng xuống từ trên bầu trời. Có người nhìn thấy là lao ra từ một ngôi sao, rồi như thác nước thần đỏ đậm chút xuống, cảnh tượng kia thật thần kỳ không sao diễn tả nổi, vô phương dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 lại đáng sợ như thế, không chỉ có uy lực địa kiếp của vực ngoại, bên ngoài vòm trời còn có một tia uy phong thiên kiếp, hai thứ dung hợp vào cùng với nhau. Thiên kiếp uy và địa kiếp uy kết hợp hòa tan vào với nhau, rất giống là thiên bản địa kiếp. Nhưng so sánh với thiên bản địa kiếp thì càng lợi hại hơn. Người nào có thể vượt qua địa kiếp với dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, thiên tư đều đã là cấp bậc yêu nghiệt. Do đó đưa tới thiên kiếp uy để loại trừ là một điều rất bình thường. Đó là, lại có người ra tay xuất thủ liền giấu ở phía sau dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Phía sau nham thạch nóng chảy có 3 món linh khí cùng rơi xuống theo. Lấy Sơn Nguyệt Đỉnh làm chủ, ngoài ra còn có 2 món nhị phẩm linh khí khác, đều là loại có lực công kích siêu phàm, chính là được cự kình xuất ra. Một cỗ linh khí chi uy này trực tiếp nện cho rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều phải bị gây tổn thương, miệng phun tiên huyết máu tươi. Mặc dù cách xa nhau trên trăm dặm, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng linh khí. Linh khí do tu vi cấp bậc cự kình phóng ra, cho dù chỉ là nhất phẩm linh khí thì cũng đều có thể lấy uy lực của linh khí để hủy diệt một tòa thành trì, đây mới là lực lượng đích thực của linh khí. Huống chi bây giờ còn là một món tam phẩm linh khí cùng với 2 món nhị phẩm linh khí nữa cùng xuất hiện, uy lực liền càng đáng sợ hơn. Thần vương trước tiên liền đánh ra món linh khí thứ nhất của chính mình, cũng là một món tam phẩm linh khí, hình dáng giống như ngọc ấn. Nó đồng thời đón đỡ được 3 món linh khí, không có để cho uy lực linh khí ảnh hưởng việc độ địa kiếp của Phong Phi Vân. Lại nhiều lần ra tay xuất thủ, thực sự đã khinh ta già lão, không dám giết người ư. Thần vương lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cầm trong tay ngọc ấn trực tiếp xông đi ra ngoài, long khí trên người vần quanh, uy thế chấn động trời cao. Thần vương vẻn vẹn xuất ra một tòa ngọc ấn, trực tiếp đánh bay cả 3 món linh khí trở về, đó cũng không phải nói linh khí của đối phương không đủ lợi hại, mà là lực lượng của thần vương thật sự quá cường đại. Soạt, thân thể thần vương vừa động, liền đã đuổi giết đi tới, xuất hiện ở cách ngoài ngàn dặm, bắt đầu cùng đánh đồng thời với 3 vị cự kình mới ra tay. 2 tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, có 2 vị nhân vật cấp bậc cự kình không ngăn được thần vương công phạt, trong nháy mắt bị đánh cho trọng thương liền bỏ chạy về hướng chân trời. Thần vương phóng ra ngọc ấn, hung hãn nện một kích nện trúng một vị cự kình mà giết chết. Một vị cự kình ngã xuống khiến mặt đất bị nhuộm đỏ. Trên mặt đất có hỏa diễm đỏ rực màu máu thiêu đốt, thật lâu không tắt. Đây là năng lượng cuối cùng sau khi một vị đại nhân vật ngã xuống, huyết dịch có khả năng thiêu đốt 3 tháng trong đất đá mới có thể dập tắt do năng lượng đã cạn kiệt. Nhân vật cấp bậc cự kình đã rất khó bị giết chết, cho nên mới được trở thành cự kình. Nhưng mà hiện tại một người trong đó lại chết ở trong tay thần vương, tuyệt đối làm kinh động sợ hãi lòng người. Long Xuyên Phượng, người đã sống hơn 800 năm, huyết khí đều còn không có suy yếu. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới tu vi thượng vị cự kình? Một âm thanh vang dội cất lên. Người này xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh để chặn thần vương giết chết một vị cự kình bị thương khác. Đây là một ông lão đã ngoài lục tuần, đầu đội mũ cổ, quanh thân có xương lạnh lượn lờ, bản thân cao quý bức người. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh để đối đầu với thần vương. Đã biết rõ là ngươi, Bắc Minh chức thương. Thần vương nói, người này là chú của Thái Tể đương triều Bắc Minh Mặc Thủ, cũng là một trong các cường giả đứng đầu gia tộc Bắc Minh. Là thiên kiêu cùng một thời đại với thần vương, đã từng đánh nhau 3 lần thì Bắc Minh chức thương đều thua ở trong tay thần vương.
Phong Phi Vân chính là kẻ hẳn phải chết, Long Xuyên Phượng ngươi không giữ được hắn. Bắc Minh Chức Thương cười lạnh nói. Động vào truyền nhân của ta, đó chính là đang tìm chết. Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt trợn lên giận dữ của thần vương, hai đạo hoa văn vàng rực bay ra, như hai tia chớp chém qua trong không trung. Bắc Minh Chức Thương vội vàng bật lui mà bay lên đám mây. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh, ngăn chặn đạo hoa văn vàng rực này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thần vương cầm lấy linh khí màu vàng, ở trong tay ngưng tụ ra một thanh cự đao, một đao liền chém đi ra ngoài. Đây là đệ ngũ đao của Long Hoàng Đao Quyết, Long Ảnh vàng rực đã ngưng tụ thành thực chất. Nó chém cả bầu trời thành hai nửa, so sánh với Long Hoàng Đao Quyết của Phong Phi Vân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ầm, 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 ầm. Năng lượng của Sơn Nguyệt Đỉnh bị nện đến thiếu chút nữa tan vỡ, trên bả vai Bắc Minh Chức Thương bị nứt ra làm xuất hiện một vết máu thật lớn. Lão bị Long Hoàng Đao Quyết chém gây tổn thương, lượng lớn tiên huyết máu tươi phun trào ra. Long Xuyên Phượng ngươi, ngươi thật sự đã đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng, thượng vị cự kình. Bắc Minh Chức Thương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần vương đáp, coi như chỉ dùng lực lượng thiên mệnh đệ bát trọng, cũng có thể trong vòng ba chiêu đánh cho ngươi bị thương nặng. Thần vương và Bắc Minh Chức Thương lại giao đấu lần nữa, các loại tuyệt học linh thông đều đánh ra. Có uy lực của linh thông thì có thể so với chiến uy của linh khí. Vẻn vẹn ba chiêu, Bắc Minh Chức Thương miệng phun tiên huyết. Lại lần nữa bại lui. Thất bại này liền làm lão không dám dừng lại, phải cướp đường bỏ chạy. Long Xuyên Phượng, coi như ngươi lợi hại, nhưng mà hôm nay cũng không phải chỉ có gia tộc Bắc Minh ta ra tay, còn có kẻ so với ta càng mạnh hơn. Muốn giữ được Phong Phi Vân, là phải trả giá đắt. Bắc Minh Chức Thương thoát cực nhanh, lão thi triển thuật pháp nghịch thiên, trong nháy mắt đều đã không thấy bóng người. Ngươi đi được sao? Thần vương hôm nay là thật sự nổi giận. Tính toán muốn giết người lập uy. Đã yên lặng quá lâu, uy lực chết chóc ngày nào đều bị người quên lãng, lại đều bắt đầu xông đến định giết truyền nhân của chính mình, thật đúng là chẳng khác nào không thèm để ý đến chính mình. Không giết người, liền không thể dọa người. Soạt, thần vương bàn tay vung lên, một đạo đao lãng bay ra từ trong tay, biến thành một con long ảnh mà bay đến chân trời, chém về phía Bắc Minh Chức Thương. Long Hoàng Đao Quyết đệ lục đao. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, vang vọng ngàn dặm. Một trận mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, cực kỳ diễm lệ. Lại có cự kình ngã xuống. Long Xuyên Phượng, xem như ngươi lợi hại. Bắc Minh Chức Thương đã dùng viên cự kình bị trọng thương kia để chặn Long Hoàng đao khí của thần vương, còn lão thì nhân cơ hội đào tẩu. Chạy trốn đúng là rất nhanh. Thần vương muốn tiếp tục ra tay xuất thủ, nhưng mà phía sau lại truyền đến dao động cường đại. Có người thừa dịp thời gian ngắn ngủi bà rời khỏi đây, lại hạ sát thủ đối với Phong Phi Vân. Thân hình thần vương vừa động, một mặt bà vừa bay nhanh về, một mặt xuất ra ngọc ấn trong tay, lực lượng linh khí liền ầm ầm bay ra, làm cho cả bầu trời đều bị lôi đình bắn ra bốn phía. Lại có hai vị bán bộ cự kình và một vị cự kình bị nện thẳng vào người, thân thể đều bị chấn áp thành huyết vụ, mà nổ tung trong hư không. Uy lực của thần vương, quả thực không người có thể ngăn. Trên người có những đóa huyết hoa, trăm đạo long khí đều lượn lờ quấn quanh ở trên người. Bà chấn giữ ở ngay tại chỗ. Nếu kẻ nào muốn chết, lại ra tay thử xem. Âm thanh giống như trận sóng nện cho tầng mây loạn lạc. Chung quanh đều im lặng đến dị thường, những kẻ đang ẩn náu tại chỗ này lại không có một người nào dám lên tiếng trả lời. Huyết dịch cự kình đang thiêu đốt, huyết dịch bán bộ cự kình nhuộm đỏ cả nửa quả núi. Làm cho người ta có một loại cảm giác như tu la chàng trong ngày tận thế. Khí thế của thần vương quá mạnh mẽ, đều đã ghét chết ba vị cự kình và hai vị bán bộ cự kình, uy lực chết chóc đến mức này, người phương nào có thể địch. Phong Phi Vân độ địa kiếp ở trong lòng đất, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được đại chiến như trời long đất lở ở trên mặt đất, tuyệt đối là những người cấp bậc cự kình đang đánh nhau. Lực lượng dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. So sánh với trong tưởng tượng của Phong Phi Vân đều đáng sợ hơn. Nó phá vỡ cả 6 bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ và thiên đấu linh đài, hòa tan tầng hào quang bao trùm bề mặt lớp da của Phong Phi Vân. Làn da và huyết nhục bị địa kiếp chi khí phạm tới, may là hắn đã nấu chảy dung luyện hơn 9.000 con dị thú chiến hồn, nên mới chặn được nham thạch nóng chảy luyện hóa. Mái tóc trên đỉnh đầu Phong Phi Vân bị cháy xém một nửa, rất nhiều chỗ trên người đều là máu thịt lẫn lộn.
hắn phá vỡ dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 rồi vọt ra từ bên trong. Phong Phi Vân vượt qua được dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, chẳng lẽ đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng? Người này còn đang nói chưa dứt lời, lại im bặt mà ngừng. Phong Phi Vân lại không lao ra từ lòng đất, mà ngược lại chui về hướng chỗ sâu trong lòng đất, cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều dùng thần thức cảm ứng được Phong Phi Vân, phát hiện thân thể của hắn đang chui xuống rất nhanh hướng về địa tâm. Từ ban đầu chỉ sâu vài trăm thước dưới lòng đất, hắn đã chui xuống đến hơn 1.000 thước, tiếp theo là 2.000 thước. Vẫn còn cắm đầu lao xuống phía dưới, đều nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi thần thức của mọi người. Thần thức bị tầng đất thật dày ngăn cản, mặc dù là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, đều chỉ có thể thi triển thần thức thăm dò sâu 1.000 thước dưới đất. Trên gương mặt thần vương có sự mừng rỡ mà cũng có âu lo, bà nói. Đây là dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong truyền thuyết. Tất cả mọi người bao gồm Trương Phách Đạo trong đó đều bị sửng sốt, lần đầu tiên nghe nói đến việc có dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Bọn họ đều cho là độ địa kiếp vượt 12 dòng nham thạch nóng chảy cũng đã là cực hạn. Thần vương nói, trong kỳ sự lục ghi lại những chuyện kỳ lạ từng ghi chép, trên một vùng đất tại thần tấn vương triều này đã từng xuất hiện một vị nhân tài tuyệt thế, thiên phú bẩm sinh thực đáng kinh ngạc vô cùng. Vào lúc độ địa kiếp từng kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 kia tồn tại ở địa tâm, nhất định phải chìm vào trong biển dung nham ở địa tâm thì mới có thể độ kiếp. Tại sao ta chưa nghe nói qua chuyện này? Trương Phách Đạo trợn mắt há hốc mồm, tu tiên giới có rất nhiều chuyện lạ, nếu như tu vi không hề đạt tới một bước kia, liền vĩnh viễn đều không thể biết. Đó cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều người như thể ếch ngồi đáy giếng vậy. Thần vương liếc xéo hắn một cái, rồi nói. Vị nhân tài tuyệt thế này chính là nhân vật sinh ra vào mấy vạn năm trước. Đúng lúc đó thì thần tấn vương triều đều còn chưa có sinh ra. Vậy vị nhân tài tuyệt thế kia sau này đạt tới trình độ như thế nào? Trương Phách Đạo trở nên hưng phấn. Nhân tài có thể đưa tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, thành tựu tương lai đều không phải chuyện đùa, có thể vô địch tại một thời đại. Mà sư đệ của chính mình lại kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13, điều này có ý nghĩa thiên phú bẩm sinh của hắn càng cường đại hơn, tương lai thành tựu càng đáng sợ hơn. Trương Phách Đạo tự nhiên kích động mà hưng phấn. Thần vương lắc đầu, đáp. Biển dung nham ở địa tâm kia, há là người tu vi thần cơ đại viên mãn có thể đi ư. Vị nhân tài tuyệt thế kia bị ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13, độ kiếp thất bại, bị nham thạch nóng chảy thiêu thành cho tàn. Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Trương Phách Đạo lập tức biến mất. Địa kiếp càng mạnh, như vậy khó khăn vượt qua địa kiếp cũng lại càng lớn, một khi thất bại, liền tan thành cho bụi. Địa tâm, có một cỗ lực lượng đang kéo Phong Phi Vân, khiến cho thân thể của hắn không kìm nén nổi cứ chìm xuống phía dưới. Những đất và đá tảng này đều phải nhường đường cho hắn. Càng là xuống phía dưới, cũng càng tỏ ra nóng bức. Cuối cùng xèo xèo một tiếng. Nó rơi vào trong đại dương từ nham thạch nóng chảy. Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, bèn xuất ra thanh đồng linh chu. Hắn đứng ở trên linh chu trên, đỉnh đầu trôi nổi long mã hà đồ, cứ như vậy mà chắn dòng nham thạch nóng chảy cấp chắn linh chu ở ngoài. Nham thạch nóng chảy ở nơi này đều là tình trạng bình thường của nham thạch nóng chảy, mà cũng không hung dữ mãnh liệt giống như nham thạch nóng chảy địa kiếp, cũng không có lực phá hoại mạnh như nham thạch nóng chảy địa kiếp. Lại đi tới địa tâm nham hải. Phong Phi Vân đầu đầy mồ hôi, đánh ra tất tần tật linh khí toàn thân, toàn lực xông vào trong thanh đồng linh chu. Nơi này chính là địa tâm, không biết là chỗ sâu bao nhiêu dưới đất. Căn bản không phải tu sĩ có tu vi như hắn có khả năng tới được, chỉ là một cỗ lực đè ép của lớp đất thì cũng đã có thể ép cho thân thể người ta tức thì nổ ung. May là hắn có được thanh đồng linh chu, lúc này mới có thể gượng gạo ngăn cản. Đi tới một chỗ như vậy. Quả thực không thua đi tới địa ngục, chỉ cần một vận động hơi mạnh một chút của địa tâm thì Phong Phi Vân nhất định chết không toàn thây, coi như là có được thanh đồng linh chu cũng vô dụng. Quá trình độ địa kiếp trong biển dung nham ở địa tâm này, tỷ trọng thành phần may mắn rất lớn. Nếu như vận số không tốt, căn bản không cần nham thạch nóng chảy địa kiếp đến công kích đánh, thì cũng đã chết ở dưới lực lượng tự nhiên của lớp đất. Đây không phải một chốn để nán lại lâu dài. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 để độ địa kiếp vì sao vẫn còn không hề xuất hiện. Phong Phi Vân vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy,
thì trong biển dung nham kia liền có một đạo hỏa diễm khổng lồ cuốn đến đây, nó đi qua trong biển dung nham. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong quá trình độ địa kiếp xuất hiện. Không ngờ nó lại biến thành một hình người khổng lồ, một trường tức thì nện về hướng Phong Phi Vân. Đây là sức mạnh mặt đất và nham thạch nóng chảy ngưng tụ mà thành. Nắm đấm này, so cùng thủ chảo ở dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 thì rất giống nhau. Chỉ có điều là dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 vẻn vẹn chỉ có một thủ chảo, mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 cũng là một hình người cự nhân nham thạch nóng chảy với hình hài trọn vẹn. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu trên. Hắn vừa phải gánh chịu lực đè ép cua mặt đất, vừa phải ngăn cản cự nhân làm bằng nham thạch nóng chảy này. So sánh với việc ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 thì khó khăn lớn gấp hàng chục lần, làm cho người ta cảm giác bị nghẹt thở, cảm giác không thể ngăn cản. Không thể chịu thua. Tuyệt đối không thể chịu thua. Một khi chịu thua chính là bỏ mạng. Phong Phi Vân cắn răng, trong mắt chiến ý lại sinh ra lần nữa, đánh cho ta. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Phong Phi Vân xuất hết tất cả thủ đoạn ra ngoài, muốn liều chết đánh cược một lần, miểu quỷ ban chỉ, lôi hỏa châu, bạch thạch đao, lại thêm dùng thần thức để ngưng tụ chu thiên hám tiên trùy. 9876 đạo dị thú chiến hồn trong thân thể cũng đều xuất ra toàn bộ, biến thành một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn y, phô thiên cái địa sông tới. Chân thân của Phong Phi Vân cũng khống chế thanh đồng linh chu, rẽ sóng mà đi, sông về hướng cự nhân từ nham thạch nóng chảy để sông tới. Dầm, dầm, dầm. Có hơn 1000 con dị thú chiến hồn bị nấu chảy dung luyện thành khói xanh, Phong Phi Vân há to miệng thổ huyết, hắn đã bị thương nặng. Mà ngay cả 40 đạo thần thức đều bị đánh cho ỉu xìu, thiếu chút nữa tiêu tan đành bay trở về trong óc. Nhưng mà đúng là hắn vẫn còn đánh nát dòng nham thạch nóng chảy thứ 13, hắn không tiếc sức đánh cược một lần, cuối cùng cũng là thu được hồi báo. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị đại địa chi khí giết chết. Vận số thật sự là xui, không ngờ lại đưa tới địa kiếp đáng sợ như thế. Cuối cùng may là vượt qua. Trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giật thột một cái. Hắn cảm giác được từ chỗ sâu hơn trong lòng đất lại truyền đến một cỗ lực kéo ra. Thân thể lại lần nữa chìm về hướng biển dung nham rồi chìm xuống đi. Biển nham thạch ở địa tâm, tồn tại dưới đáy mặt đất. Nó hòa tan đá thành bùn, nấu chảy kim loại, nhiệt độ cực kỳ cao, là một chốn nhân loại tuyệt tích. Cuộc sống tại thế giới này đối với mọi người mà nói, thì nơi đó thần bí khó lường, tồn tại rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Cũng như thể khoảng không vũ trụ mênh mông. Rất có thể tồn tại một chút sinh vật kỳ dị không sao diễn tả nổi. Ngọn nguồn địa kiếp chính là biển dung nham ở địa tâm, là một cỗ lực lượng mặt đất kỳ dị đáng sợ. Có tu sĩ nói, cỗ lực lượng này đến từ chính địa ngục trong truyền thuyết, cũng có người tưởng tượng mặt đất kỳ thật chính là một vị chúa tể, là bậc tồn tại cùng chủng loại như thiên đạo thần bí, nằm ở chính giữa địa tâm. Thân thể người ta là có giới hạn, những giới hạn này căn bản vô phương thay đổi. Ví dụ như người bình thường không có khả năng trong một phút đồng hồ chạy 100 dặm, cũng không có khả năng tuổi thọ vượt qua 200 tuổi, những điều này là do thân thể giới hạn. Mục đích của tu tiên chính là để phá bỏ giới hạn này. Một khi lực lượng thân thể đạt tới một điểm tới hạn, liền sẽ đưa tới một trận kiếp nạn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn, thân thể mới có thể phá bỏ giới hạn, vượt qua điểm tới hạn để phát sinh tẩy trừ biến đổi về bản chất. Tu tiên giả gọi nó là siêu phàm thoát tục. Tu sĩ một khi vượt qua địa kiếp, thân thể sẽ tiếp nhận địa khí, có khả năng dễ dàng dẫn động địa tượng. Đây chính là một loại tẩy trừ biến đổi, phá bỏ gông cùm xiềng xích cho thân thể, cho nên có khả năng sinh sống 500 năm, vượt rất xa tuổi thọ người bình thường. Đây là bản chất của việc tẩy trừ biến đổi, dựa hết vào tu luyện là vô dụng, chỉ có độ kiếp mới có thể làm được. Ở trong mắt người bình thường, tu tiên giả có thể sinh sống 500 năm quả thực cũng đã là thần tiên. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu, đỉnh đầu có long mã hà đồ, linh khí toàn thân đều sáp nhập vào trong linh chu. Hắn khởi động một khu vực rộng để ngăn chặn lực lượng của biển dung nham. Thân thể chìm về hướng phía dưới. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 có lực phá hoại thật là kinh người. Không ngờ lại đã hủy hoại 1345 con dị thú chiến hồn, còn làm cho 3482 con dị thú chiến hồn bị thương nặng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 không biết sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Trong tay Phong Phi Vân nắm hai khối chân diệu linh thạch, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang cấp tốc hút ra linh lực trong linh thạch,
cố gắng đến mức lớn nhất khôi phục lực lượng của bản thân. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, khẳng định đã là một dòng cuối cùng, không có khả năng lại sẽ xuất hiện dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Chỉ có thiên tài cấp bậc truyền kỳ thì lúc độ địa kiếp mới có thể đủ sức đưa tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Phong Phi Vân có đánh giá rất đúng đắn đối với thể chất của bản thân mình. Mặc dù đã kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, nhưng mà so với thiên tài cảnh giới cấp bậc truyền kỳ thì hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Thể chất lúc đầu của Phong Phi Vân vốn không thích hợp tu tiên, đều là do hắn tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân, mạnh mẽ tăng lên phẩm chất huyết dịch. Lại dùng Phượng Hoàng huyết rèn luyện đầu khớp xương. Còn dùng hơn 9.000 con dị thú chiến hồn để tăng thêm sức bật cho thân thể, mới đạt tới thiên tư hiện nay. Mấy người giống như Tô Quân và Đông Phương Kính Thủy là thiên tài bẩm sinh, còn Phong Phi Vân cũng là thông qua chính mình cố gắng để trưởng thành lên thiên tài sau này. So với bọn hắn tu luyện thì càng khó khăn gian nan hơn. Đối với việc vượt qua dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp thứ 14 thì Phong Phi Vân cũng không hề nắm chắc một chút xíu nào. Nhưng mà hắn lại nhất định phải chiến, hơn nữa không thể sợ chiến. Ầm. Thanh đồng linh chu rốt cục ngừng lại, nó trôi nổi trong nham thạch nóng chảy dày đặc. Linh mang bao bọc, như ngọn đèn chiếu rọi trong biển lửa, thật lâu không thôi, không ngừng dao động. Phong Phi Vân thu hồi viên chân diệu linh thạch vẫn chưa hấp thu xong đang cầm trong tay, chuẩn bị nghênh đón một vòng khiêu chiến mới. Thần cơ đã bắt đầu tẩy trừ biến đổi. Trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ, giống như tiên ngọc, linh khí trong đan điền đã khôi phục 7 tầng, dị thú chiến hồn không sai biệt lắm đều đã đạt tới trạng thái hưng thịnh. Còn sống hay là chết, liền ở một lần đánh cược này. Phong Phi Vân thân như cây tùng đứng thẳng tắp, trên người có một cỗ khí tức sắc bén tựa như một tảng thần thạch chôn sâu trong lòng đất đang sắp sửa phá tan gông cùm xiềng xích, hào quang chiếu rọi trong thiên địa. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 thật lâu không thấy đến. Ngược lại là ở vị trí trong đan điền của Phong Phi Vân cũng không biết bị lực lượng gì làm sao động, mà lại bắt đầu rung động kịch liệt. Ở trong đan điền có chấn khí va đập làm sinh ra một cỗ lực lượng nhiệt. Là một điểm ánh lửa đỏ đậm, sinh ra trong đan điền. Nguy rồi, dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 lại không phải công kích từ bên ngoài đến, mà là công kích từ trong cơ thể ra. Sắc mặt Phong Phi Vân hơi đổi. Đan điền chính là bộ phận quan trọng nhất mà cũng là yếu ớt nhất của tu tiên giả. Một khi có tổn hại, liền biến thành một phế nhân, không bao giờ có thể bước lên con đường tu tiên nữa. Cho nên tu tiên giả bình thường đều sẽ làm nhiều loại bố trí để bảo vệ đan điền. Nhưng mà lực lượng địa kiếp lại đột nhiên sinh ra từ trong đan điền, cực kỳ quỷ dị. Điều này làm cho Phong Phi Vân có hơi trở tay không kịp, linh khí và dị thú chiến hồn đều không thể tiến vào trong đan điền. Hiện tại nửa phần tác dụng đều không phát huy ra ngoài nổi. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Mặc dù ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn không hoảng loạn, bình tĩnh trả lời. Trong đan điền có thần cơ, nền tảng hàng đầu trên con đường tu tiên. Nó đã ngưng tụ luyện ra khá kiên cố, trực tiếp nhằm về hướng đốm lửa mới sinh ra kia mà đánh tới. Hắn muốn kết liễu nó đi trước khi dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 sinh ra. Ầm. Thần cơ đụng vào đốm lửa, không chỉ có không khiến cho đốm lửa nhỏ này bị diệt, ngược lại khiến cho nó bành trướng gấp hàng chục lần, biến thành một con thoi chất lỏng nho nhỏ, tựa như con rắn nhỏ bằng nham thạch nóng chảy. Trong đan điền hoàn toàn trắng xóa, ánh lửa bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Bất kể Phong Phi Vân dùng dạng công kích gì thì dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này cũng không bị diệt, hơn nữa càng ngày càng to lớn. Đã trở nên như con mãng xà lớn hung ác. Không thể lại tiếp tục như vậy, nếu không đan điền nhất định sẽ bị nham thạch nóng chảy làm căng phồng sắp sửa nổ tung toát ra. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể bị thiêu đốt chết tại đây, ở chỗ sâu trong địa tâm, hóa thành một đám tro bụi. Lúc trước thanh đồng linh chu có khả năng tiến vào trong đan điền, lấy lực lượng thần bí của nó thì có lẽ có khả năng trấn áp dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nhưng mà một khi thanh đồng linh chu bị thu vào đan điền, như vậy bản thân Phong Phi Vân phải gánh chịu chính là biển dung nham phô thiên cái địa, cũng là một con đường chết. Ầm. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu đánh vào đan điền, mà ngay cả thần cơ đều không thể ngăn cản nó. Lực lượng mãnh liệt mênh mông, khiến cho thân thể Phong Phi Vân rung mạnh, trong miệng không ngừng trào máu ra. Ầm. Lại đánh lần nữa.
đan điền đều bắt đầu xuất hiện vết rách, có linh khí tràn ra từ bên trong. Không thể lại ngồi chờ chết, nhiều nhất chỉ đánh 3 lần nữa thì đan điền sẽ bị nghiền nát, tu vi bản thân đều sẽ phó mặc sự đời. Nhưng mà hiện tại lại không thể tránh được, dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này quả thực miễn dịch đối với bất cứ công kích gì. Hơn nữa càng công kích nó ngược lại trở nên càng cường đại. Không chống cự, là chết. Chống cự, bị chết nhanh hơn. Khó trách nhiều thiên tài như vậy với tài hoa hơn người đều chết ở dưới địa kiếp. Thiên phú bẩm sinh càng cao, địa kiếp cũng càng biến thái. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này, căn bản là vô phương chống đỡ, không người có thể vượt qua. Ầm. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 công kích càng lợi hại hơn, đan điền đều đã có vô số vết rạn, linh khí trên người Phong Phi Vân cũng không biết trôi đi bao nhiêu. Mà ngay cả vầng sáng trên thanh đồng linh chu đều trở nên càng ngày càng tối tăm ảm đạm, tựa hồ sắp bị nham thạch nóng chảy phá vỡ phòng ngự. Không có khả năng không phá giải được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, trên đời này nhất định là có người cũng có thể vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nếu như hắn đều có thể thành công, tại sao ta không thể? Tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Trời muốn tiêu diệt ta liền phá trời. Đất muốn tiêu diệt ta liền phá đất. Thân thể Phong Phi Vân đều đã bị rách vài chỗ, có những đạo huyết vân kéo dài trên thân thể. Những thứ có trong giới linh thạch đều bay ra, có linh thạch, có linh khí, có bạch cốt. Các loại đồ đều được điểm qua một lần trong đầu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoặc có thể tìm ra biện pháp phá giải. Đó là... Phong Phi Vân đưa tay tìm tòi, cầm lấy một khối thẻ bài màu đen vào trong tay. Đúng là một cái thần bài trấn quan tài gỡ xuống từ trên quan tài gia chủ Phong ra đời thứ nhất. Thần bài này tỏa ra khí lạnh bức người, sau khi được lực lượng thánh bia kích thích thì nó đã xảy ra biến hóa rất lớn. Toàn thân đều tỏa ra ánh sáng đen, trên mặt trên có khắc ấn 3 chữ cổ xem không hiểu. Còn có những hình người khác ở trên bề mặt. Những người này giống như đều tựa hồ có linh hồn, chìm nổi trôi giạt, nhảy lên trên thần bài. Những người này đều cực kỳ giống như những nhân tài Phật Tàm Tử, Tử Ngọ, Long Khương Linh, công chúa La Phù được lưu danh trên thánh bia. Mặc kệ, liều mạng. Phong Phi Vân cầm thần bài màu đen dài một thước vào trong tay, mạnh mẽ dung nhập hòa tan nó vào thân thể, đánh về hướng về trong đan điền. Thể tích linh khí có khả năng trở nên to lớn hơn hay nhỏ đi. Một món linh khí khổng lồ có khả năng giấu ở trong tay áo, thậm chí là trong lỗ chân lông trên da. Lôi hỏa châu liền được Phong Phi Vân giấu ở trong lỗ chân lông lòng bàn tay, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể dung nhập vào thân thể. Chỉ có dụng cụ thánh linh mới có thể dung nhập vào thân thể, ví dụ như thanh đồng linh chu. Thần bài màu đen này đương nhiên không có khả năng là dụng cụ thánh linh, sau khi dung nhập hòa tan vào thân thể thì thân thể rất có thể sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng này mà nổ tung. Nhưng mà hiện tại Phong Phi Vân cũng không có biện pháp khác. Chỉ là cảm giác được trên thần bài màu đen này có khí lạnh thấu xương, theo bản năng hắn muốn dùng nó để ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Lúc này căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn, chỉ chậm một khoảnh khắc liền có thể sẽ bị dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 nện đến phá vỡ đan điền. Có lẽ có khả năng dùng thân thể cường đại để ngăn cản. Phong Phi Vân làm như vậy mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng mà lại cũng không phải không có nửa phần suy nghĩ. Dù sao hiện tại đã là đang vượt qua một vòng địa kiếp cuối cùng. Một khi vượt qua, sẽ bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, liền có khả năng dung nhập hòa tan luyện pháp khí bổn mạng vào trong đan điền. Nếu như thời gian đắn đo được chuẩn, tốc độ cũng đủ nhanh, sau khi thần bài màu đen tiến vào đan điền mà phá hủy được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Vậy trước khi cả khối thần bài màu đen vỡ ra thì sẽ tế luyện nó thành pháp khí bổn mạng. Một chữ, nhanh. Hai chữ, tốc độ. Thần bài màu đen biến thành chùm tia sáng đen, lọt vào trong đan điền mênh mông rộng lớn, đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, nguy nga mà to lớn. Tựa như một khối thánh bia màu đen, trôi nổi ở trong đan điền. Ba chữ cổ trên thánh bia màu đen trở nên yêu dị, giống như đang nhỏ máu. Tất cả hình ảnh tiên hiền đều hiện ra, trở nên càng thêm sống động hơn, ánh mắt thành kính, khí thế hèn mọn. Giống như người hầu thấy chủ nhân. Biến hóa này, lại lần nữa nằm ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân. Thánh bia màu đen phóng ra khí lạnh, tràn ngập cả đan điền.
nó trực tiếp chấn áp về hướng dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 mà đè nó đi xuống. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 cũng đều không chịu thua chút nào, hung tính bừng bừng, tựa như con đằng xà, rắn biết bay cuồng mãng xông lại đây, rồi đâm đầu vào thánh bia màu đen. Trên thánh bia màu đen có uy danh khiếp người, có mây thần đen tuyền chấn động. Những người trên đó giống như đang niệm chú, làm phát ra những tràng thiên âm minh mông cuồn cuộn. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 bị nó mạnh mẽ chấn áp, mà xẹp dần về phía đáy đan điền, đâm thủng bức vách vô cùng lớn của đan điền hải, không ngờ đã mở ra trung đan điền. Đan điền chia làm 3 phần, thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền. Tu sĩ dưới cấp thiên mệnh, tu luyện chính là thượng đan điền. Tu sĩ trên cấp thiên mệnh, tu luyện là trung đan điền, cũng được xưng là tử phủ trung cung. Trung đan điền so sánh thượng đan điền khổng lồ gấp vạn lần. Mênh mông khó lường, che giấu vô tận thần bí. Coi như tu tiên giả bỏ ra một đời cũng không cách nào thăm dò xong xuôi trung đan điền. Thân thể chính là một kho báu lớn, thai nghén được lực lượng khổng lồ có thể sánh với vũ trụ. Mà đan điền liền chiếm cứ tầng thứ 7 của kho báu này. Chỉ có mở được trung đan điền, mới xem như sơ bộ bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân tu luyện ra thần cơ, vào lần thứ nhất xông vào trong trung đan điền. Bị dòng khí mù mịt trong trung đan điền tử phủ hòa tan, biến thành những đạo thần mang, sau đó lại ngưng tụ thành hình một lồng, ở trong trung đan điền khởi động một mảnh không gian nho nhỏ. Kỳ thật một mảnh không gian này cũng không coi là nhỏ, chỉ là so với cả trung đan điền mà nói, thì lại chỉ là một góc núi băng. Xoẹt! Thánh bia màu đen cũng biến thành một luống sáng đen, lọt vào trong trung đan điền, xoay quanh thần cơ đang khởi động ở trong không gian, hấp thu dòng khí mù mịt bên trong tử phủ. Đây là mở đầu việc tế luyện pháp khí bổn mạng. Khối thiết bài màu đen này có lai lịch thần bí, lực lượng càng là không thể suy đoán. Trên bề mặt có hình ảnh 18 vị nhân tài, đại biểu cho ý chí người mạnh nhất tại mỗi một cảnh giới. Nếu như có thể tế luyện nó thành pháp khí bổn mạng của mình, cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này địa kiếp đã trôi qua, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên thanh đồng linh chu, bắt đầu toàn lực tế luyện pháp khí bổn mạng. Một bước này vẫn là cực kỳ mấu chốt, một kiện pháp khí bổn mạng cường đại rất nhiều lúc đều là con bài chưa lật cuối cùng của tu sĩ, có thể phát huy ra được tác dụng nghịch chuyển sinh tử. Thượng đan điền tự động chữa trị các vết rạn, linh khí bên trong đều chút về hướng xuống trong trung đan điền, tựa như chảy vào một cái động không đáy, căn bản là vô phương lấp đầy. Toàn bộ 360 tòa mệnh huyệt trong thân thể Phong Phi Vân đã mở cả ra, liền như 360 vòng xoáy cấp tốc hấp thu linh khí trong thiên địa. Trước chảy vào thượng đan điền, sau đó lại rơi xuống trung đan điền. Đây là một quá trình cuồn cuộn không dứt. Sau khi linh khí chảy vào trung đan điền, liền bị sương mù mờ mịt bên trong tử phủ đồng hóa, chuyển biến thành linh khí của tử phủ, mức độ thuần khiết so sánh với trước kia thì cao hơn mấy lần, uy lực trở nên càng cường đại hơn. Thánh bia màu đen đang hấp thu sương mù mờ mịt của tử phủ, khí tức cũng càng ngày càng gần giống với Phong Phi Vân. Thật giống như muốn dung hợp chung một chỗ cùng với hắn. Hóa thành một bộ phận thân thể của hắn. Vô tận linh khí, cũng như nước thủy triều tụ tập lại đây, tràn vào mệnh huyệt, rồi cuồn cuộn không dứt lọt vào đan điền, chuyển biến thành linh khí tử phủ. Không gian trung đan điền mặc dù khổng lồ vô biên vô tận, nhưng mà có thể để cho Phong Phi Vân lợi dụng lại chỉ có một mảnh không gian kia do thần cơ khởi động, kích cỡ tương đương với thượng đan điền vậy. Trừ phi tu vi lại tăng lên lần nữa, thì thần cơ mới có thể khởi động không gian lớn hơn nữa. Dung nạp càng nhiều tử phủ linh khí, tiếp xúc với tử phủ linh khí càng thuần khiết hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thần cơ lại được tu sĩ xem trọng như vậy. Bởi vì chỉ có thần cơ mới có thể mở rộng không gian trong trung đan điền thành không gian vô biên vô hạn. Nếu như thần cơ không đủ chắc chắn, thì sau khi khởi động một mảnh không gian nho nhỏ, liền không thể lại bành trướng lần nữa. Thần cơ mà không thể bành trướng, tự nhiên không thể tích góp càng nhiều linh khí hơn. Tu vi cũng vì thế mà dừng lại ở đây, sẽ không tăng trưởng một phân. Rất nhiều tu sĩ chính là bởi vì thần cơ không yên, cho nên tu vi suốt đời đều đình chỉ tại cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Cho dù có tu luyện mấy trăm năm, thì cũng vẫn chỉ có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng như trước, cuối cùng một khi đại nạn 500 năm đến, liền hưởng áo xô gà cúng. Đương nhiên cũng có tu sĩ bởi vì là thể chất không tốt, trong trung đan điền tử phủ nhân khí không đủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đình chỉ tại thiên mệnh đệ nhất trọng, cả đời cũng không thể lại có thành tích. Có điều tu sĩ thế này đã rất khá, ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh,
tại thần Tấn Vương triều tuyệt đối được xem như đại nhân vật, còn có thể Tiêu Dao sống thêm mấy trăm năm. So với những người bình thường không thể tu luyện kia thì tốt hơn nhiều lắm. Phong Phi Vân theo đuổi tự nhiên không chỉ có thế, bởi trong mắt của hắn, thiên đạo liền không có điểm cuối. Thánh bia màu đen được hoàn toàn tế luyện thành pháp khí bổn mạng, nối liền với tử phủ trung cung của Phong Phi Vân thành một khối, thật giống như biến thành một bộ phận thân thể. Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của nó, một luồng tin tức khí tức từ trên thánh bia màu đen tuôn ra, truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Vũ hóa đài. Phong Phi Vân lẩm nhẩm trong miệng ba chữ này, chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của ba chữ cổ trên thánh bia màu đen sao? Vậy khối thánh bia màu đen này đích thực có tên gọi là Vũ hóa đài. Tin tức trong Vũ hóa đài có niên đại từ thuở cực kỳ xa xưa, hơn nữa mang theo một cỗ khí tức cực kỳ dũng mãnh. Bởi vì văn hóa khác biệt thật sự quá lớn, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể từ trong một luồng tin tức này hiểu rõ một số thứ mấu chốt, địa cực truyền tống cổ trận đài. Võ hóa thiên cung, khí vận thạch, ách nan thân vẫn. Những từ này cũng có hơi lộn xộn, căn bản không đoán được rốt cuộc nó muốn biểu đạt ý tứ gì. Trong những từ này, Phong Phi Vân chỉ biết tới địa cực truyền tống cổ trận đài. Chính là trên bán đạp sơn kia có một tảng đá cao 33 trượng từ xưa đến nay ở trong tế đàn và thánh hồ. Những thứ khác liền cũng không có một chút đầu mối nào. Phong Phi Vân phát hiện một chuyện kỳ quái. 18 người trên Vũ hóa đài giống như lại đều đã rơi xuống, biến thành từng đạo bóng người hư ảo đang trôi nổi tại 18 phương vị của Vũ hóa đài. Bọn họ lưu lại một tia linh hồn, dĩ nhiên thật sự bị in dấu lên trên một khối Vũ hóa đài này. Vì lưu danh thánh bia, lại chính là dâng hiến một tia linh hồn cho Vũ hóa đài. Phong Phi Vân nhìn bóng dáng 18 người này, có thể cảm giác được trong linh hồn chi lực của bọn họ truyền đến một sự hèn mọn kia. Long lão đầu, như thế nào lại không hề có động tĩnh gì cả, chẳng lẽ? Trương Phách Đạo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Ánh mắt kia, thật giống như hắn khi còn bé bị thần vương lừa đi tu tiên thì giống nhau như đúc. Muốn ăn bánh bao, vậy liền tu tiên đi. Muốn hút canh thịt nóng, vậy liền tu tiên đi. Bánh bao ở đâu, canh thịt ở đâu? Trương Phách Đạo giờ phút này cũng đang tìm kiếm, chỉ hy vọng Phong Phi Vân có thể đi ra từ trong lòng đất. Nhưng mà lão lại thất vọng cực độ, trên mặt đất cũng không có một chút động tĩnh nào. Thần thức vô phương dò biển dung nham ở địa tâm, cũng không cách nào biết ở địa tâm kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thần vương mặc dù cố nén tinh thần, nhưng mà sau khi đợi ba canh giờ thì cũng không nhịn được bắt đầu gãi đầu. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có người nào vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mặc dù là vị nhân tài đã từng ngang dọc trời đất, cuối cùng cũng chết ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Phong Phi Vân xem ra là chết ở dưới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Từ chỗ tối vọng đến đây một âm thanh, chính là một vị cự phách, không có hiện thân, tựa hồ là đang trao đổi với người nào đó. Lại một âm thanh khác nói. Ừ, đã không có động tĩnh, sợ là độ kiếp thất bại, chết ở chỗ sâu trong địa tâm, hài cốt không còn tồn tại. Dù vậy, hắn cũng đã làm kinh ngạc thiên hạ, dù sao đưa tới địa kiếp thứ 13. Tại phiến xứ sở thần Tấn Vương triều này, từ xưa đến nay, nhân vật như vậy chỉ xuất hiện có hai người. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh, tên sẽ được đưa vào sử sách. Sau vạn năm cũng có người sẽ từ sách cổ đọc thấy tên của hắn. Ở cách đó không xa, trên một đỉnh núi cao đen ngòm, có năm ông lão người mặc thanh cư quan bào, sắc mặt âm trầm, mặt trắng không râu. Một ông lão đứng ở phía trước nhất kia, cái mũi khoằm khoằm, mắt một mí, môi mỏng lạnh nhạt. Ở trong tay như ưng chảo có cầm một quyển màu vàng đút vào tay áo, trên bề mặt có thêu hình long đồ. Mặc dù ống quyển này không hề mở ra, nhưng mà đều có thể cảm nhận được trên bề mặt ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ kia, có thể đè cho tu sĩ cảnh giới thấp, bị ép tới quỳ trên mặt đất. Tây cung tổng quản, xem ra Phong Phi Vân đã chết ở trong địa kiếp. Đế chỉ này đã không hề cần phải mở ra, có khả năng đưa về thần đô. Một ông lão âm thanh the thé, mềm mại êm ái vô lực như là nữ nhân, nhưng mà lại mang theo vài phần thô kệch. Năm ông lão này chính là thái giám truyền chỉ chạy tới từ thần đô. Dẫn đầu đúng là Tây Cung Tổng Quản, một trong năm vị đại thái giám của đế cung. Trước khi chúng ta xuất cung lần này, Hoa Thần Phi Nương Nương cũng đã nhắc nhở qua. Đế chỉ nhất định phải chờ tới sau khi Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp mới có thể mở ra, sợ rằng chính là hắn chết ở trong địa kiếp.
Tây cung tổng quản hai mắt âm u, nhưng mà lại ẩn chứa hai chủng loại cực âm chi lực, khiến cho bốn vị lão thái giám phía sau hắn kính sợ không thôi. Hoa thần phi nương nương quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở. Xem ra nàng đã sớm ngờ tới Phong Phi Vân không qua được cửa ải này. Hoa thần phi chính là một trong tứ đại thần phi, cũng là mẹ đẻ của công chúa La Phù. Tây cung tổng quản có hơi tiếc rẻ nói. Phong Phi Vân đích thật là thiên tài hàng đầu từ lúc thần tấn vương triều khai triều tới nay, không ngờ lại đưa tới đợt địa kiếp thứ 13. Chỉ tiếc là không đánh lại được địa kiếp mà bỏ mạng. Ai, thật sự đáng tiếc, đi thôi, xuất cung 2 năm, là lúc nên về thần đô. Một áng mây lành thần thánh lấp lánh lao ra từ lòng đất, tựa như một vầng mặt trời chói chang phá vỡ mặt đất, bay thẳng lên 9 tầng trời. Trên người tỏa hào quang vô biên vô tận, chiếu sáng một nửa bầu trời. Phong Phi Vân chạy ra khỏi mặt đất, mấy ngàn con dị thú chiến hồn bay tại phía sau hắn, tựa như một dòng sông dài, ào ào mênh mông, từ mặt đất bay thẳng lên trời cao, cuối cùng toàn bộ đều lọt vào thân thể Phong Phi Vân. Rốt cục vượt qua 14 dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp, lại thấy ánh mặt trời. Phong Phi Vân huýt sáo một tiếng, trong miệng thốt ra trăm đạo linh khí của tử phủ, trực tiếp bắn tan nát kiếp vân trên bầu trời. Mây mù tan đi, thiên địa lại lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Những tu sĩ lúc trước đều đã tính toán buồn bã rời khỏi đây, ai nấy đều vội vàng xoay người, khó có thể tin nổi nhìn chăm chú trăm đạo linh khí của tử phủ trên bầu trời, cằm đều phải rơi rụng ở trên mặt đất. Phong Phi Vân lại đã vượt qua địa kiếp, lao ra từ lòng đất, cái này. Rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi công kích làm cho người ta không thể tin này, tâm linh đang run rẩy. Hắn vừa mới vượt qua địa kiếp mà thôi, lại liền hộc ra 100 đạo linh khí của tử phủ. Chẳng lẽ hắn thật sự vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 trong địa kiếp sao? Không có khả năng, không có khả năng. Ở chỗ này sửa chữa một cái, người, lỗi chính tả cự kình kỳ thật là cự phách. Cự phách bo, so sánh tại mỗi một phương diện ở vị trí cao nhất chính là nhân vật. Phong Phi Vân độ kiếp không chết, một bước lên trời cao, trở thành một vị độ kiếp giả duy nhất trong lịch sử thần tấn vương triều còn sống đi ra từ biển dung nham ở địa tâm. Đệ nhất nhân kiệt trong lịch sử. Tu sĩ thế hệ trước đều phải kinh động sợ hãi, ai nấy đều nhìn thiếu niên áo trắng đang huyền không đứng thẳng. Dáng người anh kiệt, liền giống như ngôi sao tử vi cuồn cuộn quật khởi phía chân trời. Mây tím đầy trời làm hắn càng có phong thái vị tiên dáng trần trước khi hạ phàm. Chúc mừng thần vương, chúc mừng thần vương, lệnh đồ hiện nay vượt qua địa kiếp, tiến vào thiên mệnh đệ nhất trọng, không bao lâu nữa nhất định một bước lên trời, thiên hạ đều nhường bước. Ai nha, vừa mới đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng còn có uy thế như vậy, không đầy 10 năm, nhất định vô địch khắp thiên hạ. Những tôn sư này của vạn tượng tháp đều đến đây chúc, thần vương cũng là có chút tự đắc, cảm thấy kiêu ngạo vì cái tên đồ đệ này của mình. Quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này. Tương lai có thể đạt tới độ cao như thế nào, sẽ nhìn trình độ cố gắng. Phốc, tai ách phát sinh. Một cây thần mâu xé gió mà đến. Nó như con thần long bay lên không, xuyên thủng ngực Phong Phi Vân mới bay ra từ lòng đất. Trên ngực hắn lộ ra một lỗ thủng thật lớn, máu tươi rơi xuống từ trời cao, vãi khắp mặt đất. Ngoài dự liệu của mọi người, có cường giả vô địch lại ra tay đúng vào lúc này, làm cho Phong Phi Vân bị thương nặng. Bộ quần áo trắng trên người Phong Phi Vân nhuộm đỏ máu, hắn rơi xuống từ trên bầu trời mà ôm lấy ngực, bàn tay dính đầy huyết. Hắn mạnh mẽ đánh ra một chưởng hướng về mặt đất, lúc này mới đứng vững thân hình. Hai chân tiếp xúc đến mặt đất, một tay chống đỡ, thân thể gắng giữ ở tư thế nửa quỳ, bụi mù bay khắp mọi nơi. Vẫn còn dám ra tay. Thần vương giận dữ, biết rõ ngài tỏa trấn ở chỗ này. Lại vẫn còn lại nhiều lần triển khai sát thuật, cũng không có nể mặt ngài chút nào. Thân hình chợt lóe, thần vương liền đã biến mất ngay tại chỗ, lọt vào trong hư không. Từ bên trong truyền đến âm thanh va chạm kịch liệt, tiếng long ngâm vang dài, không dứt bên tai. Trương Phách Đạo bay xuống trước mặt Phong Phi Vân, rồi đỡ hắn lên. Sư đệ, thế nào? Không chết được. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng rồi đứng dậy, trên bàn tay tràn ngập mây tím. Một trường đặt vào ngực, lỗ thủng trên ngực liền lấy khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Người mới ra tay chính là một nhân vật cấp bậc cự phách. Nếu không phải Phong Phi Vân thể chất dũng mãnh,
đã dùng phượng huyết luyện cốt thì một mâu vừa rồi kia là có thể xé cho thân thể của hắn thành mảnh nhỏ. Trên mặt Trương Phách Đạo đầy vẻ tức giận, lão nói. Bọn họ cũng là nhìn ngươi vượt qua địa kiếp, khiến cho những người nào đó cảm giác sợ hãi, cho nên mới chẳng nề hà trả giá mà ra tay đối với ngươi như thế. Phốc! Một cái lỗ thủng kia trên ngực Phong Phi Vân lại lần nữa nổ tung, trên mặt bao phủ một cỗ khí xoáy quỷ dị, căn bản vô phương khép lại. Trương Phách Đạo bị dọa đến hoảng sợ, rõ ràng thấy vết thương kia đều đang khép lại, hiện tại lại bục ra lần nữa. Phong Phi Vân sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Vết thương này không phải tầm thường. Lão vội vàng đánh ra linh khí trong thân thể, trợ giúp Phong Phi Vân dưỡng thương. Ầm. Mây mù tan đi, thần vương dưới chân đạp một vị cự phách người mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp vị cự phách này nằm trên mặt đất, nện cho mặt đất nứt ra tạo thành từng lỗ hổng. Rất bá đạo, lại dùng chân đạp cự phách, khiến cho đối phương ngay cả lực để đánh lại cũng không có. Thiên hạ không người có thể cứu hắn, trong vòng 3 ngày sẽ toàn thân hư thối hóa thành huyết mù. Vị cự phách Tử Minh Thi Động này cất tiếng cười dài. Diêm Vương hủ huyết, khụ khụ, thần vương, người coi như giết ta cũng vô dụng, Phong Phi Vân đã trúng chí tôn thần độc của Tử Minh Thi Động. Diêm Vương hủ huyết, phàm là tu sĩ nghe được cái tên này đều toàn bộ trong lòng phát lạnh, kìm lòng không đậu mà lui về phía sau, tránh Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Tại thời đại từ thuở xa xưa, Diêm Vương hủ huyết của Tử Minh Thi Động khiến cho mọi người thiên hạ phải sợ hãi, quả thực giống như là lá bùa địa ngục Diêm Vương đòi mạng. Phàm là tu sĩ dính vào một giọt Diêm Vương hủ huyết, bất kể tu vi rất cao thì đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa phàm là người trúng Diêm Vương hủ huyết, những tu sĩ ở quá gần hắn thì cuối cùng cũng chết đi mà không hiểu ra sao cả, thân thể biến thành thi tà, trên người mọc đầy thi mao. Loại thần độc chân quý dị thường, coi như là Tử Minh Thi Động cũng chỉ còn lại có vài giọt, trở thành món đồ chân quý nhất, so sánh linh khí đều quý giá hơn. Cơ hồ đều là dùng để đối phó nhân vật tối cao nhất của tu tiên giới. Cũng không nghĩ Tử Minh Thi Động vì định giết Phong Phi Vân, lại cũng mang đến một giọt Diêm Vương hủ huyết. Thần vương nổi giận, mái tóc bạc trên đầu phá vỡ mũ vàng kim màu, trực tiếp một cước đạp chết vị cự phách này. Khiến cho máu tươi bắn ra, bắt đầu bùng cháy trong không khí, biến thành một mảnh hỏa vân. Thật sự là đáng sợ, thần vương vẫn có uy lực chết chóc vô song như trước. Trong cùng một ngày liền giết chết 4 vị cự phách, một trận chiến này chỉ sợ sẽ làm người đời lại rung động lần nữa, không ai còn dám đến khiêu khích. Ai, thần vương đó cũng là bị buộc nổi giận, dù sao thật vất vả thu được một đệ tử tài hoa hơn người, lại bị người ta đánh cho trọng thương. Nhưng lại trúng Diêm Vương hủ huyết, chỉ sợ là muốn phế. Diêm Vương hủ huyết, ai? Thần vương quay lại, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, một tay đặt lên trên cổ tay của hắn. Ánh vàng rực rỡ lóng lánh từ giữa ngón tay tràn vào trong thân thể Phong Phi Vân. Lỗ thủng trên ngực Phong Phi Vân liền bắt đầu khép lại lần nữa, nó bị linh khí vàng rực bao trùm, mắt thấy sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Không ngờ lại nứt ra từng đạo huyết vân, vẫn còn tỏa ra những tia huyết khí. Thần vương ánh mắt như điện, lại ngưng tụ lần nữa khí tức trung cung tử phủ khí, điều động long hoàng chi khí của bản nguyên, nguồn gốc thân thể, mạnh mẽ khiến cho các tia máu trên ngực Phong Phi Vân ngưng lại. Ầm. Diêm Vương hủ huyết ngưng tụ thành một vị quỷ ảnh, hung ác đáng sợ, in dấu ở vị trí trên ngực Phong Phi Vân, phát ra một cỗ tà khí hủ thực, trực tiếp đẩy lui thần vương ra ngoài. Đây là hơi độc ngưng tụ thành Diêm Vương hồn ảnh, nó đang di chuyển khắp toàn thân, rồi hủ thực thân thể. Phong Phi Vân sắc mặt càng tái nhợt hơn, có vẻ cực kỳ bệnh nặng, hắn nói. Vô dụng, sư phụ có lẽ không nên mạo hiểm. Tránh bị Diêm Vương hủ huyết xâm nhập thân thể. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đi theo ta mang ngươi đi đan tháp. Thần vương phất ống tay áo một cái, mang theo Phong Phi Vân bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng thần thánh, bay về hướng trung tâm vạn tượng tháp. Trương Phách Đạo hung hăng dậm chân, nghiến chặt hàm răng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Lão cũng bay về hướng đan tháp. Tất cả những tu sĩ còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Biến hóa này nằm ngoài dự liệu của mọi người, vạn tượng tháp thật vất vả bồi dưỡng ra một vị thiên tài ngang dọc trời đất, lại đã gặp tai ách như vậy. Đan tháp chính là con đường sống duy nhất của Phong Phi Vân. Nghe nói trong đan tháp ẩn cư một vị đại đan sư, mà ngay cả thái sư đương triều đều phải gọi ông ta một tiếng sư thúc,
bối phận so sánh tháp chủ đan tháp đều phải cao hơn gấp 2. Thần Tấn Vương Triều cũng chỉ có 2 vị đại đan sư, một vị là thái sư, một vị chính là vị tiền bối ẩn cư này. Nói về y thuật, vị tiền bối ẩn cư này vẫn còn trên cả thái sư. Tuyệt đối là đệ nhất nhân trong đan đạo giới của Thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà nghe nói vị tiền bối ẩn cư này đã không xuất hiện mấy trăm năm, rất có thể đều đã chết già. Vị tiền bối ẩn cư này đã mắc nợ thần vương một nhân tình rất lớn. Thần vương giờ phút này đi đan tháp, rất hiển nhiên chính là đi tìm ông ta. Vị tiền bối ẩn cư tất nhiên còn chưa chết. Thiên hạ nếu như vẫn còn có một người có khả năng giải độc Diêm Vương hủ huyết, cũng chỉ có ông ta. Rất nhiều người đều muốn hiểu cho rõ Phong Phi Vân rốt cuộc có thể sống sót được hay không, đều cũng bay đi về hướng tới đan tháp. Năm lão thái giám kia cũng là hai mặt nhìn nhau, biến hóa này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tây Cung Tổng Quản gắt gao túm túm đế chỉ trong tay áo mà nói. Chúng ta cũng đi xem một chút, nếu như Diêm Vương hủ huyết trên người Phong Phi Vân không thể giải, một đạo đế chỉ này có lẽ không nên mở ra thì tốt hơn. Một phế nhân lấy đâu ra tư cách nghe đế chỉ, càng không có tư cách lấy công chúa La Phù. Năm lão thái giám biến thành năm vệt sáng xanh, rồi bay về phía bầu trời. Tại đỉnh đan tháp, trong một gian phòng không nhiễm một chút bụi bặm. Một ông lão gầy đét tóc dài hơn 10 thước, đôi mắt trũng sâu đến đều đã không nhìn thấy ánh mắt. Lão đặt một ngón tay trên cổ tay của Phong Phi Vân. Nơi này chỉ có đại đan sư Bách Quả, Thần Vương, Trương Phách Đạo, còn có Phong Phi Vân. Những người khác cũng không dám đi vào. Sau một hồi lâu, Bách Quả đại đan sư mới thu hồi ngón tay, chau mày, không ngừng lắc đầu, trong miệng liên tục thở dài. Phong Phi Vân cực kỳ hiểu rõ đối với tình huống trong thân thể của mình, Diêm Vương hủ huyết căn bản không thể ngăn cản. Loại thần độc này làm ngay cả hắn đều đã nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Tiền bối không cần buồn rầu, sinh tử có mệnh phú quý tại trời. Phong Phi Vân thản nhiên ung dung, bắt đầu ho khan, khóe miệng lại tràn ra huyết dịch. Hắn vội vàng dùng ống tay áo lau khô. Bách Quả đại đan sư tán dương gật đầu, rồi nói. Người trẻ tuổi có thể nhìn sinh tử xem ra không sợ sệt như thế, đó là một chuyện tốt. Nhưng mà nhân mạng chính là thứ quý giá nhất trên đời này, cũng không thể xem thường từ bỏ. Phong Phi Vân cười nói. Nếu như có thể có lựa chọn, ai lại nguyện ý lựa chọn cái chết? Người có thể nói như vậy, liền tốt nhất trên đời. Bách Quả đại đan sư đứng dậy, vuốt vuốt vầng trán, nếp nhăn trên mặt vẫn không giãn ra. Thần vương đã đi tới, hỏi. Liệu có biện pháp giải Diêm Vương hủ huyết? Bách Quả đại đan sư lắc đầu, đáp. Loại thần độc Diêm Vương hủ huyết chính là được luyện ra từ trên thân thể một loại sinh vật ta mới nghe lần đầu. Muốn giải loại thần độc như vậy, ta ít nhất đều cần phải nghiên cứu 200 năm, mới có thể tìm ra biện pháp giải độc. Chính là chờ cho đến lúc đó. Ai? Thần vương có hơi thất vọng, nhìn nhìn Phong Phi Vân. Đây chính là đệ tử mà chính mình xem trọng nhất, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn liền chết đi như vậy, bà hỏi với vẻ có hơi không cam lòng. Chẳng lẽ ngay cả một biện pháp nhỏ nhoi cũng không có? Bách Quả đại đan sư đáp. Nếu như người khác, tự nhiên là chết chắc rồi, nhưng mà thân thể của hắn có cường độ hơn xa người bình thường. Hơn nữa trong thân thể có lực lượng dị thú chiến hồn khổng lồ, hơn nữa đưa tới kịp thì. Có biện pháp giải độc. Trương Phách Đạo hưng phấn không thôi. Bách Quả đại đan sư lắc đầu thở dài nói. Ta có một quả ngũ phẩm linh đan, chân quý 500 năm, có khả năng đảm bảo tính mạng nhất thời cho hắn. Nếu như không tranh giành đấu đá cùng người khác, chỉ an tâm tĩnh dưỡng thì có lẽ có khả năng sống thêm 2 năm. Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Đều là người đã chết một lần, còn có cái gì có khả năng làm hắn sợ hãi? Hắn nói, cả thần Tấn Vương Triều đều không tìm được vài viên ngũ phẩm linh đan, cần gì phải lãng phí trên người một kẻ hẳn phải chết như ta đây? Thần Vương đương nhiên khác tiếc nuối, vốn tưởng rằng chính mình tại tuổi già đã tìm được một vị truyền nhân, tiếp nhận tước vị thần Vương, nhưng mà hiện tại lại vướng vào tai ách. Bách Quả đại đan sư, lấy một viên ngũ phẩm linh đan kia cho hắn ăn vào đi. Món nợ nhân tình người thiếu với ta liền xem như đã được trả hết. Thần vương thương cảm nói không ra lời, đôi mắt già nua có hơi ướt át. Thần vương vốn tóc trắng xóa, một cỗ nhuệ khí trên người kia biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa. Thật giống như bỗng nhiên liền già đi mấy trăm năm, cũng không sinh ra sự uy nghiêm khinh thường thiên hạ nữa.
hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tất cả hy vọng trong lòng ngài đều gửi gắm trên người Phong Phi Vân, hiện tại lại như từ đám mây rơi xuống trên mặt đất. Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn ăn vào một viên ngũ phẩm linh đan kia, Diêm Vương hủ huyết trên người tạm thời được áp chế, nhưng Diêm Vương ấn ký ở trên ngực lại vẫn còn như trước, sắc mặt có vẻ bệnh hoạn, không có chút hồng hào nào, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Tựa như một người bị bệnh lao lâu ngày không khỏi. Tiểu bằng hữu này, 2 năm tới ngươi liền an tâm tĩnh dưỡng tại Vạn Tượng Tháp, cũng đừng lại để ý thêm tới tranh giành Bách Tháp bảng làm chi. Nhớ lấy nên tránh tranh đấu cùng người, nhường nhịn nhiều hơn, bớt tức giận, như vậy mới có được tuổi thọ 2 năm, nếu không. Ai? Bách Quả Đại Đan Sư dài dòng nói thêm mấy câu, cuối cùng đành là một chữ cũng nói không ra lời. Phong Phi Vân sắc mặt trầm tĩnh, nhưng mà cũng đã bắt đầu vận chuyển linh khí, căn bản không có ý tứ ngừng nghỉ. Nếu như mất đi tâm huyết, như vậy còn không bằng cứ chết được rồi. Vì sao tu vi của ta không tiến lại lui, đang không ngừng trôi đi? Phong Phi Vân kêu lên. Bách Quả Đại Đan Sư đáp. Diêm Vương hủ huyết không chỉ có hủ thực được thân thể của ngươi, lại còn đang hủ thực tu vi của ngươi. Trong 2 năm này tu vi của ngươi sẽ càng ngày càng thấp, cho đến lúc tu vi trôi đi hết sạch thì cũng là thời điểm sinh mệnh như hoa héo tàn. Trương Phách Đạo, mang người sư đệ quay về võ tháp. Đôi mắt già nua của thần vương nheo lại, thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Phong Phi Vân thật sâu liền buồn bã đi. Trong lòng Phong Phi Vân có chút cảm động, thần vương tuyệt đối là một vị sư phụ tốt. Một tiếng sư phụ này gọi lên cũng không uổng chút nào. Thân chúng Diêm Vương hủ độc, coi như là thiên tài vô song đều biến thành phế tài, mất đi tất cả giá trị. Nhưng mà thần vương lại vẫn coi hắn trở thành đệ tử của mình. Không chỉ có tự mình chữa thương cho hắn, vẫn còn lãng phí một nhân tình, chỉ vì để cho hắn sống lâu được thêm 2 năm. Nếu như thay đổi một người khác thì khẳng định đều đã là tránh không kịp đối với Phong Phi Vân, để mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Nhưng mà thần vương không có như thế. Lúc này mới có thể nhìn ra ai mới thật sự là người tốt đối với chính mình. Ai lại là tình vờ nghĩa giả. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Trong lòng ngài là thất vọng cỡ nào a? Phong Phi Vân nhìn bóng lưng thần vương buồn bã hơn nữa, trong lòng có chút cảm khái. Trương Phách Đạo bảo, sư đệ, cùng ta quay về võ tháp đi, võ tháp có ta và sư phụ tọa chấn, ai cũng không dám làm gì ngươi. Người mà Phong Phi Vân đắc tội cực kỳ nhiều, hiện nay hắn bị trọng thương không thể khỏi hẳn, những người đó liền không còn băn khoăn. Nếu như đã không còn thần vương bảo vệ, rất có thể hắn sẽ bị người làm nhục, sẽ bị người giết chết. Đi võ tháp yên tâm thanh thản chờ chết, chính là lựa chọn tốt nhất. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Đa tạ ý tốt của sư huynh, ta còn có rất nhiều chuyện nhất định phải đi làm. 2 năm cuối cùng này cũng không thể co đầu rút cổ trong võ tháp, bằng không chết cũng sẽ không cam tâm. Trương Phách Đạo tính cách kỳ quặc nhưng là người trọng tình nghĩa, làm người cũng cực kỳ thẳng thắn. Sau khi nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói thì không chỉ có không buồn. Ngược lại vẫn còn vỗ đùi trầm trồ khen ngợi. Lão nói, đây mới là sư đệ của Trương Phách Đạo ta, mặc dù là sẽ phải chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt, làm một người đàn ông thực sự. Phong Phi Vân cũng cười theo, vừa cười thì từ trong miệng liền tràn ra huyết dịch. Hắn lau khô huyết dịch, cười nói, sư huynh chẳng lẽ sẽ không sợ Diêm Vương hủ huyết trên người của ta? Nghe nói đi gần ta quá, cũng sẽ bị gặp tai ách. Trương Phách Đạo sắc mặt có hơi buồn bã, hắn nói. Ta là sư huynh duy nhất của ngươi, tự nhiên sẽ không quan tâm cái này. Cho dù có tai ách, lão tử cũng nện một quyền đánh trở về. Nhưng mà, rất nhiều người trước kia thân cận với ngươi, có lẽ. Sư đệ, 2 năm tiếp theo cần phải xem nhẹ chuyện nhân tình ấm lạnh một chút. Nếu không ngươi sẽ phát hiện sống ở trên đời này đích xác không là chuyện gì tốt đẹp. Phong Phi Vân gật đầu. Chỉ có lúc mà ngươi đứng ở chỗ thấp nhất, thì mới có thể nhìn ra ai mới là người tốt thực lòng đối với ngươi. Phong Phi Vân lấy thần vương lệnh ra, giao cho Trương Phách Đạo, để cho hắn chuyển giao trả lại thần vương. Chiếc lệnh bài này hiện nay đã mất đi giá trị, không cần phải. Lại đặt ở trên người của hắn. Trong cùng một ngày tin tức truyền ra, nhanh chóng liền truyền khắp cả Vạn Tượng Tháp, sau đó là cả Phủ Nam Thái, tiếp theo là cả Thần Tấn Vương Triều. Tất cả mọi người biết Phong Phi Vân trúng Diêm Vương hủ huyết, biến thành một phế nhân. Vốn tưởng rằng đệ nhất thiên kiêu Thần Tấn Vương Triều sau khi vượt qua địa kiếp, là có thể thần ưng dương cánh một bước lên trời, cũng không dự đoán rớt xuống khỏi đám mây.
Ngay cả bách quả đại đan sư đều chỉ có thể bảo lãnh 2 năm tính mạng cho hắn. Xem ra yêu ma chi tử là thật sự bị phế đi. Sống được thêm 2 năm chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, nghe nói tu vi của hắn đang trôi đi, sẽ càng ngày càng yếu, cho đến lúc tu vi trôi đi hết thì chết. Chỉ một phế nhân, quả thực chính là lãng phí ngũ phẩm linh đan. Nếu như có thể đưa ngũ phẩm linh đan cho ta, ta có thể tu luyện tới cấp bậc bán bộ cự kình. Tất cả mọi người đang nghị luận về chuyện của Phong Phi Vân, có người đang tiếc rẻ, cũng có người lại vỗ án trầm trồ khen ngợi. Yêu ma chi tử làm quá nhiều chuyện xấu, đây chính là báo ứng a. Mấy vị yêu nữ Xâm La Điện đều nói ra những lời giống như nhau. Chẳng bao lâu sau, 4 chữ yêu ma chi tử này từng khiến cho bọn họ đêm không dám ngủ, ăn cũng không yên sẽ mất đi. 5 lão thái giám kia cuối cùng vẫn không hề mở đế chỉ ra, trực tiếp quay trở về thần đô. Phong Phi Vân đã mất đi giá trị, căn bản tư cách tiếp chỉ cũng không có. Cái này giống như một trò khôi hài, vô số người đều cười nhạo ở sau lưng Phong Phi Vân. Quả nhiên là ôn thần nhập thể, tai ách lần này đây khiến cho hắn lại cũng không cách nào vùng lên. Ngày tiếp theo, thần vương truyền lệnh, thông cáo thiên hạ. Phong Phi Vân mặc dù chúng Diêm Vương hủ huyết, nhưng vẫn là truyền nhân của thần vương như trước. Nếu như ai dám động vào hắn, chính là đối địch với thần vương, phải giết. Sau khi thần vương truyền lệnh, mọi người liền càng đích xác tin hơn. Đích thật là tuổi thọ của Phong Phi Vân không còn nhiều lắm, đã không có khả năng lại trưởng thành, hoàn toàn sa vào làm phế nhân. Thần vương trong vòng một ngày giết chết 4 vị cự phách, uy lực chết chóc hiển hách, kinh ngạc thiên hạ. Dù sao Phong Phi Vân đều đã là người hẳn phải chết, mất đi uy hiếp. Những tu sĩ thế hệ trước tự nhiên sẽ không lại ra tay đối với hắn. Một phế vật thôi, căn bản không đáng vì hắn mà đắc tội thần vương. Đương nhiên tu sĩ thế hệ trẻ tuổi sẽ không xuất thủ lại là chuyện khác. Dù sao thế hệ trẻ tuổi tranh giành, coi như là thần vương cũng không xen vào, nhưng Phong Phi Vân trong thế hệ trẻ tuổi đã gây thù hằn không ít, còn đường tương lai xem ra khó đi dị thường. Phong Phi Vân rời khỏi Vạn Tượng Tháp. Trước khi đi ra khỏi Vạn Tượng Tháp, hắn và Quý Tâm Nô đã gặp nhau một lần. Quý Tâm Nô không có nói chút nào về chuyện bát thuật quyển, chỉ là muốn giữ Phong Phi Vân ở lại Vạn Tượng Tháp, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân từ chối khéo. Sắp tới lúc rời khỏi Vạn Tượng Tháp, Thiên Toán Thư Sinh đến đây đưa tiễn, cũng xem xét vết thương của Phong Phi Vân. Nhưng mà vị nhân tài thiên hạ không gì không biết này lại cũng không biết biện pháp hóa giải Diêm Vương hủ huyết. Phong huynh, ngàn vạn lần không nên từ bỏ. Thế giới này to lớn vô biên vô tận, tồn tại rất nhiều cao nhân tiền bối thần kỳ, ẩn cư tại chốn núi hoang đầm lầy lớn. Có lẽ sẽ có người có thể phá giải Diêm Vương hủ huyết. Thiên Toán Thư Sinh mở miệng an ủi. Phong Phi Vân sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, thản nhiên cười một tiếng, rồi nói. Ta sẽ không chịu từ bỏ sinh mệnh, mặc dù chỉ có khả năng sống thêm 2 năm, thì cũng muốn sống cho đặc sắc. Thiên Toán Thư Sinh nói. Lúc trước trong suy tính của ta, Phong Huynh và Tử Vũ chính là người cạnh tranh mạnh nhất ngôi vị đứng đầu bách tháp bảng. Nhưng mà cũng không nghĩ thiên ý khó dò, lại xảy ra biến đổi nguy hiểm đến mức này, quả thực khiến cho ta đều không thể dự liệu. Sau khi Phong Huynh rời khỏi Vạn Tượng Tháp thì có tính toán gì không? Phong Phi Vân cười nói. Ta muốn trở về lấy một vài món đồ thuộc về chính mình. Phong Phi Vân ngồi trên một chiếc đồng sa vàng úa, tay vung vẩy một cây roi, rút xuống trên lưng kỳ ngưu, rồi trên con đường cổ đạo tràn đầy lá rụng, hắn nghênh ngang đi. Lá vàng tung bay, sương chiều nặng nề, trời thu này có hơi hiu quạnh. Thiên Toán Thư Sinh đứng ở bên ngoài Vạn Tượng Tháp, áo trắng như tuyết bay. Nó múa phất phới ở trong gió thu. Hắn đưa mắt nhìn theo cỗ đồng xa biến mất trong chôn hoang dã mênh mông vô tận, đang thì thầm tự nói một mình. Vận mệnh và thiên cơ trên người hắn vẫn làm cho người ta không nhìn thấu như trước. Con đường phía trước ở phương nào? Lái xe mà đi, một mạch về hướng nam. Phong Phi Vân ngồi ở trên đầu xe, mặc áo vải chất phác, đầu đội một cái mũ cỏ để che gió lạnh. Hắn cũng không muốn để cho người thấy gương mặt bệnh tật của chính mình. Thân thể của hắn có vẻ cực kỳ yếu ớt, thỉnh thoảng lại ho ra máu, nhưng mà trong miệng lại vẫn còn ngâm nga được một khúc hí kịch. Hiện tại là lúc quay về Phong gia, trước khi chết, rốt cục vẫn có vài thứ cần thu hồi, có đôi người còn phải giết. Đồng Sa đi đến bên ngoài một mảnh rừng tùng, trước mắt bắt đầu trở nên rộng rãi, một tòa cổ thành xuất hiện ở trước mắt. Đã ra khỏi xứ sở Vạn Tượng Tháp, đi tới quận Thiên Hoa.
Tòa cổ thành này chính là cánh cửa vạn tượng tháp, cũng là chỗ mà ra vào vạn tượng tháp nhất định phải trải qua. Phong Phi Vân đánh xe tiến vào cổ thành. Trong cổ thành có rất nhiều tu sĩ, trong đó càng là có thể nhìn thấy học viên vạn tượng tháp mặc nho y màu trắng. Những học viên này vội vã đi qua, mang theo lượng lớn bạch cốt thi cung quay trở về vạn tượng tháp. Bọn họ vẫn còn tranh đấu vì xếp hạng bách tháp bảng, mà Phong Phi Vân cũng đã hoàn toàn thối lui khỏi trận tranh đấu này. Thậm chí còn rút lui khỏi võ đài người đời. Ở trong cổ thành này, Phong Phi Vân nghe được rất nhiều đàm luận về chính mình, cũng nghe được rất nhiều tiếng thở dài. Mọi người đều có cảm giác Phong Phi Vân hắn đã hoàn toàn suy sụp, không bao giờ có thể trở lại đến năm tháng cao chót vót đã qua. Yêu ma chi tử đã hoàn toàn phế đi. Đột nhiên hai tướng sĩ người mặc thiết giáp thần vũ quân ngăn ở trước đồng xa, bọn họ mang theo chiến đao, cưỡi trên lưng kỳ ngưu, trên người tỏa ra dị thú chiến hồn, mắt hổ lấp lánh hữu thần, từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào Phong Phi Vân. Trong đó một vị tướng sĩ thần vũ quân, nói vô tình lạnh như băng. Phong Phi Vân, đi theo chúng ta một chuyến đi. Đã xa vào là phế nhân, không cần lại phải tôn kính đối với hắn. Phong Phi Vân nhấc một góc mũ rơm lên, khóe miệng hơi nhướn một cái mà nói. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể bị người nhận ra. Chúng ta theo lệnh tướng quân chờ ngươi đã 2 năm. Vị tướng sĩ thần vũ quân khác nói không khách khí. Lệnh tướng quân, lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân hình như có linh tính liền hơi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về hướng phố cổ bên cạnh có một tòa lầu các dùng băng ngọc tạo ra. Lại chỉ thấy lệnh Đông Lai với thần khí uy nghiêm đứng ở trên đó, lưng đeo chiến đao, thân thể thẳng đứng, hồi lâu bất động tựa như một vị thần tượng. Người này quả là đích xác thật cố chấp, vì bắt hắn quy án mà lại chờ đợi ở bên ngoài vạn tượng tháp 2 năm đều không rời đi. Xem ra hắn là thật sự lập quân lệnh trạng, không bắt được Phong Phi Vân là sẽ không trở về. Thật đúng là một người quá ư nguyên tắc. Lệnh Đông Lai mắt nhìn xuống Phong Phi Vân ở phía dưới. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Vừa rồi hắn mới nhận được Ngọc Phi Phù từ thần đô truyền đến. Không cần lại bắt Phong Phi Vân về thần đô, trực tiếp giết chết tại chỗ. Đây là quân lệnh, hắn cũng phải làm theo. Phong Phi Vân tự nhiên cảm giác được trên người hắn có sát ý, đột nhiên linh giác vừa động, liền cảm giác được tại một phương hướng khác nổi lên đạo sát ý thứ hai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía đối diện, bên dưới trà phòng có một nữ nhân yểu điệu đang ngồi. Nàng đang đưa lưng về phía hắn mà thưởng trà. Gió thu xào xạc, thổi cái lạnh lẽo đến. Đạo sát ý thứ hai chính là truyền ra từ trên người thiếu nữ này. Cuối tiết thu, lá rụng phủ vàng con đường. Trên con đường cổ, gió mát hiu hiu, sát khí làm lạnh lòng người. Những tu sĩ này ai nấy đều cảm giác có điều không ổn, thân như chim yến lặng yên rời đi. Mà những con dị thú mọc đầy lân phiến, các loại đại cầm lông vàng lông trắng cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, chậm rãi rút đi. Đương nhiên cũng có tu sĩ tài cao mật lớn. Ví dụ như mấy người trẻ tuổi mặc nho sam trắng tinh kia đang ngồi uống rượu dưới sân rồng cột đồng, hay là mấy ông lão tóc hoa râm ngồi trên lầu vàng gác ngọc cao cao. Những người này đều giữ vẻ mặt rửng rưng, rất có tự tin đối với tu vi của chính mình, nên không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho bọn họ phải né tránh. Phong Phi Vân lấy ra từ trong ngực một tấm vải lụa trắng tinh, để tại khóe miệng ho khan 2 tiếng. Trên tấm vải lụa liền tràn đầy vết máu, sắc mặt trở nên càng tái nhợt hơn. Khiến cho rất nhiều tu sĩ đều đang suy đoán ma ốm này rốt cuộc là ai. Hai vị tướng sĩ thần vũ quân đứng ở đối diện Phong Phi Vân, cưỡi trên lưng kỳ ngưu, bộ thiết giáp màu đen trên người tỏa ra vầng sáng đen tuyền tối sầm. Một người trong đó rút ra chiến đao cầm trong tay, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lạnh liền hỏi. Phong công tử, người đã nghĩ tốt chưa? Phong Phi Vân cười mà không nói. Vị tướng sĩ thần vũ quân khác quát lên. Phong Phi Vân. Người đều đã trúng Diêm Vương hủ huyết, chẳng qua chỉ là một người sắp chết. Hôm nay người nhất định phải đi theo chúng ta, bằng không đừng trách thần vũ quân chúng ta ức hiếp kẻ yếu, đối phó một người thương tật tàn phế như ngươi. Cạch! Hắn quăng ra một bộ gông xiềng huyền vũ thiết xuống trước mặt Phong Phi Vân, thật giống như đang trách mắng phạm nhân. Tự mình đeo lấy gông sắt đi, nếu không chúng ta giúp ngươi. Phong Phi Vân ngồi ở trên đồng sa vàng úa, trên đầu đội mũ. Hắn trầm lặng không nói, ánh mắt vô thần, thân thể đang run rẩy, cũng giống như ông lão bị bệnh nguy kịch lúc chập tối. Thì ra là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Dưới sân rồng cột đồng, một nữ học viên vạn tượng tháp xoay người lại, đúng là đang tuổi đôi tám rạng rỡ,
dáng vóc cũng coi như xinh đẹp, vừa lúc nàng nhìn chăm chú phu xe của cỗ đồng xa kia. Một người nam nhân mặc nho sam màu trắng ngồi bên cạnh nàng nói thương tiếc. Ai, đáng tiếc anh tài của thế hệ, vốn có khả năng trở thành đệ nhất nhân kiệt thần Tấn Vương Triều, hiện tại lại sa sút đến như thế, bị người bức bách tựa như chó nhà có tang. Vận mệnh làm trò đùa với hắn, phồn hoa tan tác, thiên mệnh sớm suy. Phong Phi Vân mặc dù còn sống, nhưng mà cũng đã chỉ có 2 năm tuổi thọ, hơn nữa căn bản không thể động võ với người khác. Nếu không Diêm Vương hủ huyết sẽ chảy nhanh hơn, như vậy bị chết nhanh hơn. Mấy người học viên Vạn Tượng Tháp đều thổn thức không thôi. Trong đó có 3 người trước đây đã từng có quen biết với Phong Phi Vân, đều là học viên võ tháp. Nhưng mà hiện tại lại cũng không có người nào tính toán đi giúp hắn một tay. Dù sao hắn đã không phải truyền nhân thiên tư kiêu căng của thần vương, chẳng qua chỉ là một phế nhân đang có bệnh nguy kịch. Ai nguyện ý vì một người như thế mà đắc tội loại đại nhân vật như Lệnh Đông Lai? Mấy người học viên Vạn Tượng Tháp quen biết với Phong Phi Vân này đều quay đầu, làm bộ cũng không hề thấy cái gì. Đây là lòng người dễ thay đổi à? Phong Phi Vân môi có hơi phát run, hắn hỏi. Ta đều đã là người hẳn phải chết, chẳng lẽ các ngươi cũng không thể tha ta một mạng? Ha ha, tha cho ngươi một mạng, cười chết ta, cười chết ta. Yêu ma chi tử đại danh đỉnh đỉnh lại cũng đều nói ra những lời như vậy. Âm thanh của hắn trầm xuống, liền bảo. Phong Phi Vân, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin chúng ta có lẽ sẽ đến chỗ lệnh tướng quân nói mấy câu cầu tình giúp ngươi. Tên tướng sĩ thần vũ quân khác cũng là giữ nụ cười mỉa mai trên mặt, có chút cân nhắc nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Ai, ta vốn là không muốn giết người, các ngươi lại không nên ép ta. Phong Phi Vân run rẩy vươn một tay ra, chậm rãi giơ lên. Sau đó hắn chém xuống, một cơn gió lạnh thổi qua trên phố cổ. Phốc, vị tướng sĩ thần vũ quân đứng ở bên trái kia, cả người lập tức xé ra. Từ mi tâm đến dưới hông đều đặn chia thành 2 mảnh, bắn máu ra tưới khắp mặt đất. Ngay cả trên mình con kỳ ngưu hắn cưỡi đều sinh ra một vệt máu, thân thể cao lớn nghiêng sang một bên rồi ngã xuống. Xoạt xoạt xoạt. Trên con đường cổ để lại một vết đao sâu chừng 1 thước. Từ dưới chân Phong Phi Vân, một mực kéo dài cho đến cuối phố, trên mặt đất tràn đầy đá vụn. Đây là một đao do con ma ốm chém ra. Vị tướng sĩ thần vũ quân khác bị dọa đến toàn thân co rúm, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được. Nếu không phải thần vũ quân quanh năm rèn luyện thành ý chí không sợ hãi sinh tử, chỉ sợ giờ phút này hắn đều đã bị hù dọa rớt xuống khỏi từ kỳ ngưu. Phong Phi Vân, ngươi lại vẫn còn dám động thủ. Viên tướng sĩ thần vũ quân này gào thét một tiếng, cánh tay duỗi ra, cái còng huyền vũ thiết nằm trên mặt đất liền bay lên, rơi vào trong tay. Rồi hắn cưỡi kỳ ngưu, tựa như một cơn gió đen quay cuồng xông lên mãnh liệt. Tiếng chân kỳ ngưu làm rung động cổ thành. Cái còng huyền vũ thiết phát ra âm thanh kim loại va chạm, leng keng lạch cạch. Xoạt! Đạo đao khí thứ 2 bay đi ra ngoài, vô cùng điên cuồng hỗn loạn. Nó trực tiếp xẻ vị tướng sĩ thần vũ quân này, khiến hắn rơi vào cảnh phân thây 8 khối. 4 chân của con kỳ ngưu khổng lồ cũng gãy lìa, cứ như thế nó ngã lăn ra trên mặt đất. Nữ nhân ngồi ở cuối phố uống rượu có hơi dừng một chút, cũng không quay đầu mà lại tiếp tục uống rượu. Khụ khụ. Phong Phi Vân run rẩy nhặt lên cái mũ rơm dính đầy bụi bặm, sau đó lại đội lên trên đầu. Lệnh Đông Lai, người có lẽ tự mình ra tay đi. Đã sớm muốn tranh tài một trận đến nơi đến chốn cùng ngươi. Lệnh Đông Lai đứng ở trên lầu cao, diện mạo hiên ngang, trên người có một cỗ khí thế lâm vào cảnh trời sập cũng không dao động, hắn nói. Ngươi thân chúng Diêm Vương hủ huyết, càng đánh sẽ chết càng nhanh. Nay đánh một trận với ta, chỉ sợ mệnh ngươi cũng không còn. Trước khi chết có thể đánh một trận với cường giả như ngươi, có chết cũng không uổng phí. Phong Phi Vân đáp. Vậy ta đây liền thành toàn cho ngươi. Chiến đao ngang hông Lệnh Đông Lai tự động bay ra, như vầng trăng giữa tháng treo giữa trời. Ánh đao khủng bố vô song, ngưng tụ dị thú chiến hồn trong đao mang, rồi nó dung hợp với thần vũ đao pháp. Một đao hạ xuống, nghiền nát vạn vật. Ầm, 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 ầm. Một thanh bạch thạch cự đao bay lên từ phía dưới, có long khí bắt đầu khởi động phóng về hướng phía trước, chặn thần vũ chiến đao. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp va chạm hơn 70 lần, cuối cùng thần vũ chiến đao bị chém thành mảnh nhỏ, biến thành bột sắt vụn. Nó bay vọt lên theo chiều ngược lại,
như cơn mưa đao mà công kích về hướng Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai vươn tay ra về phía trước, trong lòng bàn tay có một mảnh vân phi xuất hiện, những bột sắt vụn này lập tức biến thành phấn vụn, mây khói đều tan đi. Ngao! Bạch thạch cự đao chém tới, một đạo long ảnh màu trắng bay lên trời, trông rất là thật. Tựa như một con thần long thần tiên đang ngao du mà đến, hung uy hiển hách. Đây đã là chiêu thứ hai của Long Hoàng Đao Quyết Đại Thừa, Long Hoàng thì lao đến gần 9 tầng trời. Nếu như những người khác khẳng định đều đã bị một chiêu đao quyết này làm sợ hãi đến bỏ chạy. Nhưng mà Lệnh Đông Lai lại vẫn bất động như tùng, áo choàng trên lưng tung bao theo gió. Xem ra Phong Phi Vân là thật sự liều mạng, nghĩ muốn toàn lực đánh một trận với ta. Đây là cuộc đấu với thú đến đường cùng, căn bản không cần liều mạng với một kẻ hẳn phải chết. Thân thể Lệnh Đông Lai bồng bềnh bay lên, chân đạp một đám mây tím như muốn bay lên trời, phải làm cho Phong Phi Vân bị tiêu hao sạch mà giết chết. Lệnh Đông Lai không phải một người vũ phu, mà là một trí sư có được đại trí tuệ, nếu không cũng sẽ không trở thành tướng quân lệnh trẻ tuổi nhất. Ầm, 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 ầm. Tốc độ của Phong Phi Vân so với hắn nhanh hơn quá nhiều, đã đứng ở đám mây, mang theo bạch thạch chiến đao, một mảnh đao vân từ chân trời bay tới. Nó ép cho Lệnh Đông Lai phải trở về, không thể liều mạng với Phong Phi Vân. Nhất chỉ thượng thanh. Lệnh Đông Lai đứng ở trên đỉnh lầu các cao cao, một đạo chỉ quang cuộn sóng bay ra, biến thành một cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời. Có một loại chấn khí như màn nước trào ra, phá hủy tất cả mọi thứ chung quanh. Phòng ốc, đền, phố cổ trong cổ thành, đường lát đá xanh, dị thú cổ cầm, cả một tảng lớn đều biến thành phấn vụn, bị một đạo chỉ quang này xé nát. Mấy người học viên vạn tượng tháp kia đều không chạy trốn kịp, trên người cũng có vết máu, thiếu chút nữa sẽ chết ở trong chỉ quang. Lúc trước bọn họ cũng đủ tự tin đối với tu vi của chính mình, nhưng mà chỉ vẻn vẹn là làm dư âm cơn sóng từ một ngón tay của Lệnh Đông Lai đã làm cho bọn họ bị thương nặng. Đó cũng là tuyệt học mà Lệnh Đông Lai lĩnh hội ra tam tác đạo ngôn từ đạo tổ, lực công kích so sánh với Thái Thanh Bát Trận Đồ đều phải đáng sợ hơn. Phong Phi Vân người mặc áo vải, đầu đội mũ rơm, đứng ở đám mây, trong đan điền một đám mây đen chấn động. Một pho bia cổ màu đen bay ra từ trong đan điền, cao gần 33 trượng, giống như một mảnh thông thiên thần ấn từ trên trời hạ xuống. Có hào quang của trăm đạo tử phủ ở đây, chúng vờn quanh thánh bia màu đen. Có 18 bóng người nhìn không rõ lắm đang đứng ở 18 phương hướng của thánh bia màu đen để bảo vệ, trong miệng niệm ra đại đạo thiên âm. Phong Phi Vân đứng ở trên thánh bia màu đen, trực tiếp đè về hướng phía dưới. Hắn đã điều ra pháp khí bổn mạng, toàn lực xuất thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn như một vị từ thiên giới rơi xuống, ép tới người ta không thở nổi. Ầm, 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 ầm. Lệnh Đông Lai đánh ra nhất chỉ thượng thanh mà cũng không ngăn được thánh bia màu đen. Chỉ quang tựa như đánh vào giữa một biển mây đen ngòm, một chút rung động đều không hề phát ra. Mặt đất đã bắt đầu trũng, lún xuống thành hình dấu vết một cái thánh bia. Chốn lầu gác cao nơi Lệnh Đông Lai đứng đã sụp đổ, biến thành phấn vụn. Pháp khí bổn mạng cường đại như thế. Lệnh Đông Lai vùng ống tay áo lên, năm đạo linh mang xoay tròn cuốn lên trời cao. Không ngờ đồng thời đánh ra 5 món linh khí. Một thứ là thanh bạch kiếm dài 3 trượng, một vật là nửa đoạn gỗ mục, một cái là một tòa thiết tháp, còn có 2 kiện đều là linh châu xanh tím, nửa xanh nửa tím màu sắc diễm lệ, uy lực có thể san bằng một thành, phá vỡ một quả núi. Lệnh Đông Lai là một người có được mạng lớn, 5 món linh khí này đều là hắn xông vào trong di chỉ thượng cổ nhặt được. Không chỉ có những linh khí này, vẫn còn có rất nhiều linh thạch, linh đan, mật quyển và công pháp. 5 món linh khí tựa như 5 vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng tỏa ra cực kỳ chói mắt. Chúng được Lệnh Đông Lai dùng 2 tay nâng, trên bàn tay ngưng tụ ra một cái Thái Thanh Bát Trận Đồ. 5 món linh khí liền huyền không dựng lên trên trận đồ, đánh vào thánh bia màu đen kia. Một màn này khiến cho vô số người đều phải chấn động. Thiên tài cấp bậc sử thi đánh nhau, quả thực có thể hủy diệt một tòa thành trì. Lệnh Đông Lai thiên tư tuyệt đỉnh, số mệnh đương thời không người có thể sánh bằng. Từng có một vị tán nhân đạo gia muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mà lại bị hắn cự tuyệt. Coi như là nhân vật cấp bậc thiên tài đều không có khả năng đồng thời mang theo 5 món linh khí ở trên người. Tu sĩ thế hệ trẻ tuổi có thể có được một kiện linh khí, cũng đã có khả năng xưng vương xưng bá. Nhưng mà hắn lại đồng thời xuất ra 5 món linh khí, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Phong Phi Vân cũng rất cường đại.
đều đã trúng Diêm Vương hủ huyết, lại vẫn dũng mãnh như thần long vậy. Đã từng là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều thật đúng là không thể xem thường, ít nhất trong khi tu vi của hắn còn chưa giảm xuống đến trình độ nhất định, có muốn động vào người hắn cũng sẽ không có món gì ngon ăn. Những người lúc trước vốn khinh thường Phong Phi Vân, giờ phút này một câu nói đều nói không ra lời. Tu sĩ trong cổ thành đã trốn ra ngoài thành, sợ hãi hai người đại chiến rồi sẽ hủy diệt một tòa cổ thành này. Trong một tòa cổ thành này mặt đất đang rung động, những đoạn tường cổ thành đang sụp đổ, những bức tường nhà gỗ biến thành vách đổ, linh khí dao động, khiến cho trời cao thất sắc. Thái Thanh Bát Trận Đồ nâng năm món linh khí, hào quang chói mắt. Chúng cưỡng lại được với thánh bia màu đen, có một loại cảm giác nó sẽ bay dựng lên để trấn áp ngược lại. Phong Phi Vân đứng ở trên bầu trời, chân đạp thánh bia màu đen, một trường đặt trên thánh bia màu đen, từ trên bàn tay đánh ra hơn 8.000 con dị thú chiến hồn. Dẫn đầu đúng là con kim nghê có được huyết mạch thượng cổ thánh thú, thân cao vài trăm thước, đầu sư tử, bán long thân, toàn thân đều bộc phát ra hào quang vàng chói. Hơn 8.000 đầu dị thú chiến hồn đều đã đánh nát Thái Thanh Bát Trận Đồ đang nện vào trên thánh bia màu đen. Chúng tựa như những ngôi sao đầy trời rơi xuống, thánh bia màu đen lấy thế nghiền nát vạn vật ầm ầm đè ép đi xuống. Năm món linh khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không đánh lại được thánh bia màu đen, bị đánh cho từ trên trời rơi xuống, hào quang lờ mờ. Lệnh Đông Lai vang bàn tay lên, thu hồi năm món linh khí, thân thể biến thành một vệt sáng xanh, như hóa thân của Thanh Liên. Chỉ thoáng chớp mắt hắn liền bay đến ngoài mấy chục dặm, hai mắt nheo lại còn trong lòng thầm nghĩ, Phong Phi Vân mặc dù đã trúng Diêm Vương hủ huyết, nhưng mà thật sự có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng. Khi mà tu vi còn chưa có mất đi bao nhiêu, nếu như hiện tại đánh một trận cùng hắn thì thật sự rất có hại. Lệnh Đông Lai ánh mắt biến hóa, đang suy tư cái gì đó. Ầm. Thánh bia màu đen đánh cho mặt đất sinh ra một cái hố sâu hơn 10 thước, có vô số vết rạn từ cái hố chậm chạp lan tới, khiến cho nửa cổ thành đều đua nhau đổ vỡ. Khối thánh bia màu đen này đúng là pháp khí bổn mạng vũ hóa đài của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân phất ống tay áo xuất một chiêu, liền thu lại hơn 8.000 con dị thú chiến hồn. Hắn vươn một tay, nhẹ nhàng nâng vũ hóa đài, trên người có linh mang trắng xóa bao trùm thân thể, nhưng mà lại không che giấu được một gương mặt tái nhợt kia. Tốc độ của ngươi trở nên nhanh hơn. Phong Phi Vân, 2 năm nay đồng thời với việc ngươi đang tiến bộ thì ta cũng đang tiến bộ. Ta biết tốc độ của ngươi nhanh cho nên ta cũng tu luyện ra một chiêu đạo môn gấp rút tam thanh thăng tiêu. Đó chính là kết hợp tam tác đạo môn mà ngộ ra, đủ để đuổi sao cản trăng. Lệnh Đông Lai chân đạp tam thanh chi khí, chắp hai tay sau lưng, tư thế oai hùng lỗi lạc, có phong thái của anh hào cái thế. Ta cũng muốn nhìn, tam thanh thăng tiêu, của ngươi rốt cuộc có nhanh bằng, luân hồi tật tốc của ta hay không? Phong Phi Vân nói. Nhưng Lệnh Đông Lai không tiến về phía trước, ngược lại bồng bềnh lui về phía sau. Hắn vừa lui vừa cất cao giọng nói. Kỷ cô nương, Phong Phi Vân đều đã đi ra từ trong vạn tượng tháp. Con ma ốm này liền giao cho ngươi thu thập, ta có chuyện quan trọng, phải đi trước một bước. Lệnh Đông Lai khẽ mỉm cười, chân đạp tam thanh chi khí, dưới chân trải ra một dòng thiên hà. Hắn bồng bềnh đạp sông đi, cũng khá thong dong, nhưng mà tốc độ cũng rất khoái. Khi hắn bước ra bước thứ ba thì cũng đã biến mất ở cuối bầu trời. Đây là hắn muốn mượn tay Kỷ Thương Nguyệt để loại trừ Phong Phi Vân. Sau khi Lệnh Đông Lai đi, Phong Phi Vân liền rơi xuống trên cỗ cổ xa vàng nhạt, thân thể cũng có hơi lắc la lắc lư, sắc mặt càng khó nhìn hơn. Nó trắng tựa như tờ giấy. Khụ khụ. Phong Phi Vân hai tay ngưng tụ ra linh khí của tử phủ, trấn áp chỗ Diêm Vương ấn ký trên ngực, nhưng mà lại cũng không có một chút hiệu quả, Diêm Vương ấn ký kia khuếch tán càng lợi hại hơn. Lại muốn đoản mệnh một tháng. Phong Phi Vân lầu bầu nói, vừa nói liền lại bắt đầu ho khan. Nửa cổ thành đều bị hủy diệt, nhưng mà trong đám loạn thạch kia lại còn có một nữ nhân đang uống rượu. Một bàn, một ghế, một bình rượu, một chén, tất cả không tổn hại mảy may, ngay cả một ít cho bụi cũng không có. Chén rượu đặt ở trên bàn. Lọc cọc. Người nữ nhân yểu điệu động lòng này đang chậm rãi đi tới, trên người nàng mang theo cả linh khí và tà khí, chiếc áo bào đen bay phấp phới trong gió thu. Đôi mắt tím vô cùng yêu dị làm cho người ta không nhịn được phải lui về phía sau. Kỷ Thương Nguyệt. Phong Phi Vân nhìn chăm chú nữ nhân đang bước một đi tới, không có nửa phần kinh ngạc. Hắn đã sớm biết rõ nàng ngồi ở cối phố uống rượu,
trên mặt chỉ có nụ cười miễn cưỡng mà nói. Thật đúng là dậu đổ bìm leo, khụ khụ, ngươi cũng muốn ra tay đúng vào lúc này. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Kỳ Thương Nguyệt vẫn như vậy, lạnh lùng vô tình. Nàng bước đi trên đống gạch đá vụn đổ nát, từng bước một mà dấu chân đã đi tới. Tà linh chi khí bao phủ ở trên người, mà ngay cả trên đầu đều đang đội một cái nón rộng vành lớn màu đen. Một mực đi tới trước mặt Phong Phi Vân, đến khi chỉ còn các có hai bộ thì nàng mới hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Trong đôi mắt nhung kia có một loại thần sắc làm cho người ta nhìn không hiểu, ngay sau đó nói với giọng mỉa mai. Ngươi thử nhìn một chút dáng dấp đáng sợ hiện tại của mình, thật sự là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Phong Phi Vân hai chân đều đã không đứng vững, trực tiếp ngồi thở dốc ở trên đồng sa màu vàng nhạt. Có máu tươi rỉ ra từ trong miệng, một tay hắn chống càng xe mà hỏi với vẻ có hơi suy yếu. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thế này của ta, có đúng là ngươi rất vui vẻ không? Kỳ Thương Nguyệt cười lạnh nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi sống không bằng chết, đây chính là báo ứng, đây chính là báo ứng. Âm thanh biến đổi, nàng tức giận nói. Chính là ngươi đều đã suy sụp như vậy, vẫn còn sống ở trên đời này để làm chi? Ta càng suy sụp, ngươi liền càng là cảm giác được sự sỉ nhục. Phong Phi Vân cười nói. Khuôn mặt lạnh lẽo của Kỳ Thương Nguyệt càng có vẻ tức giận hơn, tức thì nàng liền đi về hướng Phong Phi Vân. Ngừng. Phong Phi Vân cười nói. Đừng trách ta không hề nhắc nhở ngươi, ta bị trúng chính là Diêm Vương hủ huyết. Phàm là người nào dám đến gần ta quá, đều là sẽ phải gặp tai ách. Kỳ Thương Nguyệt có hơi dừng lại, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là có hơi dừng lại, nàng liền lại đi tới, một tay đặt lên trên cổ tay Phong Phi Vân, trong tay có linh nhân tiên huyết bẩm sinh tràn ra, thẩm thấu về hướng cổ tay Phong Phi Vân. Huyết quang đột ngột xuất hiện. Huyết khí như linh hoa mang theo một mùi thơm đặc thù. Phong Phi Vân cũng không hề phản công, dù sao đều đã là người hẳn phải chết, còn có cái gì để sợ. Đây là nàng muốn kiểm nghiệm xem Phong Phi Vân có phải thật sự đã trúng Diêm Vương hủ huyết hay không. Dù sao những lời Phong Phi Vân đã nói đích xác không thể nào tin nổi, nhưng mà lần này cũng là thật sự. Diêm Vương ấn ký đã hủ thực hết linh nhân huyết dịch trời sinh. Biến nó thành độc huyết màu đen. Vẻn vẹn chỉ là nhỏ một giọt trên mặt đất cũng đã hủ thực đá vụn thành bề mặt đen bóng như gương. Quả nhiên là Diêm Vương hủ huyết. Phong Phi Vân, lần này ngươi nhất định phải chết, thần tiên đều không cứu được ngươi. Trong mắt Kỳ Thương Nguyệt mang theo vài phần tán thưởng, có hơi lui về phía sau hai bộ, gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Hàm răng gắt gao cắn chặt, trong đầu nàng đã không biết bao nhiêu lần hy vọng nam nhân trước mắt này không được chết già. Phải chết không toàn thây. Nhưng mà đến sau khi xác định hắn thật sự đã trúng Diêm Vương hủ huyết thì trong lòng lại có một sự mất mát không sao diễn tả nổi. Nguyên nhân là bởi vì hắn không bị chết ở trong tay chính mình. Có lẽ nói trong lòng của mình còn có một chút bóng dáng của Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân nhìn ra ánh mắt của Kỳ Thương Nguyệt có gì khác thường, hắn hỏi. Ngươi có đúng là đã biết lai lịch của Diêm Vương hủ huyết sao? Nhìn thấy ngươi cũng không sống lâu. Nói cho ngươi cũng không sao. Diêm Vương hủ huyết là do một vị tiên hiền của Tử Minh Thi Động thu thập từ trong thân thể một khối thi tà đào được dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên. Theo lời đồn đại, khối thi tà này vô cùng kỳ dị cổ quái, mặc dù là tu sĩ cấp bậc cự kình thì đều chỉ có thể thu thập được 3 giọt hủ huyết trên người thi tà. Một khi lấy nhiều hơn một giọt, như vậy cự kình đều phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Hơn nữa, phàm là tu sĩ đã từng đi thu thập hủ huyết, cuối cùng cũng không được chết già. Toàn bộ đều chết oan chết uổng trong vòng 10 năm. Cái này quả thực đã trở thành một bùa ma. Một khối thi tà này liền được xưng là Diêm Vương, lấy mạng Diêm Vương. Phong Phi Vân hỏi. Vậy khối thi tà này hiện tại vẫn còn ở Tử Minh Thi Động như trước? Kỳ Thương Nguyệt lắc đầu, đáp. Hơn 1.800 năm trước, có một vị cự nhân cao đến vài trăm thước, xông vào Tử Minh Thi Động tựa như thiên tướng giáng trần, đã lấy Diêm Vương đi. Thiên hạ làm sao có thể có cự nhân cao vài trăm thước? Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi, nhưng mà cũng không có nghe nói qua trên đời có cự nhân cao vài trăm thước. Kỳ Thương Nguyệt liếc mắt nhìn Phong Phi Vân thật kỹ, giống như có cái gì muốn nói. Nhưng mà chỉ là đồn đại thôi, ta cũng không tin. Bỗng nhiên, truyền đến 4 đạo âm thanh xé gió lợi hại. Hiu, hiu, 4 ông lão tóc hoa dâm bay vọt đến, đều là mặc áo bào đen, ánh mắt hung ác. Đôi mắt lấp lánh linh lợi.
họ liền rơi ở bốn góc xung quanh Phong Phi Vân, bao vây lấy hắn vào chính giữa. Phong Phi Vân ngồi ở trên cổ xa, có hơi nhìn chăm chú bốn vị khách không mời mà đến. Chỉ cần từ bộ áo bào đen mặc trên người của bọn họ liền đã nhìn ra, bọn họ chính là người của đệ thất điện Xâm La Điện, hơn nữa địa vị vẫn còn rất cao. Bộ áo bào trên người bọn họ có in hình biển hoa, đúng là dấu hiệu của đệ thất điện. Phong Phi Vân cười khan hỏi. Hôm nay người muốn giết ta thật đúng là không ít, các vị tiền bối, chẳng lẽ không hề nghe được thần vương truyền lệnh. Phong Phi Vân đã sớm ngờ tới, sau khi đi ra khỏi vạn tượng tháp tất nhiên sẽ là sát kiếp vô số, lại thật không ngờ nhân vật tu vi thế hệ trước cũng không thèm để ý thần vương truyền lệnh, định hạ sát thủ đối với hắn. Trong đó một ông lão có vầng trán cực cao, rất giống Thọ Tinh Công ông lão, nói u ám. Chúng ta đích thực không có hứng thú đối với một kẻ hẳn phải chết. Lại càng không muốn đắc tội thần vương, chỉ là nghĩ muốn mượn ngươi một món đồ. Vật gì vậy? Phong Phi Vân hỏi. Yêu ma chi huyết có khả năng luyện hóa cư cửu quái bào, chúng ta chỉ cần một chén, một mình ngươi động thủ lấy đi. Đừng ép chúng ta phải ra tay. Một ông lão khác có xương gò má cao ngất lên tiếng. Cư cửu quái bào, chính là vật duy nhất mà mẹ Phong Phi Vân để lại cho hắn. Nó có được yêu ma lực khổng lồ, hiện tại bị mấy vị lão tổ Phong gia trấn áp ở từ đường của gia tộc. Chỉ có yêu ma chi huyết trên người hắn thì mới có thể hoàn toàn tế luyện cư cửu quái bào. Đôi mắt Phong Phi Vân bỗng chớp một cái, sắc mặt có hơi biến đổi. Ở ngoài 800 dặm, một vị tướng sĩ thần vũ quân cưỡi con đại trùng lân hỏa tốc chạy về, từ trên trời giáng xuống, quỳ rạp xuống trước đại doanh. Báo, tướng quân, hai vị phó điện chủ đệ thất điện Xâm La Điện chỉ huy 6 vị cự kình, 16 vị thái thượng trưởng lão, 8 vạn hắc bào Xâm La, một mạch đi về hướng Nam, vây công Phong gia ở phủ Nam Thái. Lệnh Đông Lai đứng ở trên một đài chiến đấu, đôi mắt mang theo linh mang, nhìn về phương hướng cổ thành. Hắn cho là Phong Phi Vân và Kỳ Thương Nguyệt sẽ phát sinh một hồi đại chiến, nhưng mà đợi một canh giờ, lại cũng không có một chút động tĩnh. Ngược lại thì chờ được một tin tức như vậy đưa đến đây. Đệ thất điện Xâm La Điện thực sự là rất mạnh tay a. Lệnh Đông Lai khẽ cau mày, không có lợi ích tuyệt đối, làm sao có thể khiến cho những kẻ tà tông này gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn hỏi. Phong gia rất béo bở sao, ta không nhìn thấy được, ngươi xác định là người của đệ thất điện Xâm La Điện. Nơi nào bọn họ đi qua, đệ tử họ Phong đều thành ma không đầu tất cả, toàn bộ nữ nhân họ Phong thành kỹ nữ. Tuyệt đối là phong cách làm việc của Xâm La Điện. Viên tướng sĩ thần vũ quân kia đáp. Lệnh Đông Lai nhẹ nhàng sờ sờ cằm, cười nói. Cái này có trò hay để nhìn, quả nhiên vẫn là mở màn từ phủ Nam Thái. Bắt đầu từ hôm nay, thần tấn vương triều liền phải nghênh đón một thời đại hỗn loạn nhất trên đời. Bốn ông lão đệ thất điện Xâm La, hắc bào trên người tung bay, sát khí khắp người, đều là cường giả siêu quần xuất chúng đã tu luyện 200 năm trở lên. Đó đều chính là nhân vật tà tông hung danh hiển hách. Hai tay hiện rõ huyết khí làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân ngồi ở trên đồng xa, thân thể suy yếu, lại vẫn còn cười. Trong huyết dịch của ta có Diêm Vương hủ huyết, coi như cho các ngươi một chén, các ngươi dám cầm sao? Buồn cười, thực sự coi chúng ta cũng không biết tí gì. Ngươi ăn vào một viên ngũ phẩm linh đan, đã tạm thời ngưng tụ Diêm Vương hủ huyết ở trong ngũ phẩm linh đan, nên còn chưa có ăn mòn toàn thân. Chỉ cần từ vị trí đan điền của ngươi mở ra một miệng máu, thì máu chảy ra liền không có Diêm Vương hủ huyết. Ông lão có vầng trán cực cao lạnh lẽo nham hiểm cười nói. Phong Phi Vân bảo, mở ra miệng máu tại đan điền, như vậy tương đương là khiến cho linh khí của ta trôi đi nhanh hơn, bị chết cũng nhanh hơn. Cái đó cũng không quan chuyện của chúng ta. Phong Phi Vân, ngươi cho chúng ta là đến để thương lượng với ngươi sao? Ngươi sau bao lâu sẽ chết thì không quan hệ với chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn yêu ma chi huyết trên người của ngươi, không hơn. Ngu xuẩn. Phong Phi Vân nở nụ cười vui vẻ, liền nói. Nếu không được thương lượng, ta đây trước hết đưa các ngươi lên đường. Phong Phi Vân lúc trước đều trông có vẻ vẫn còn bệnh tật, vẻn vẹn chỉ là một khoảnh khắc thì thân thể đột ngột bay lên, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ngay cả bóng dáng của hắn đều không thể thấy. Bốn ông lão đệ thất điện Xâm La đều là cả kinh, đồng thời xuất thủ, triển khai hộ thể chi quang, vầng sáng bảo vệ, để phòng ngự. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh của ba thanh đao chém ngập vào trong thịt vang lên.
Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là đi lượn một vòng về phía bọn họ. Hắn liên tiếp bổ ra ba đao, liền đánh bại ba lão già, dòng máu trên người chảy róc rách, hộ thể chi quang của bọn họ cũng không gây ra trở ngại cho đao của Phong Phi Vân được nửa phần. Đến khi Phong Phi Vân lại trở về trên đồng xa, ba ông lão này mới ngã trên mặt đất, tinh khí trong thân thể trôi đi, đan điền bị nghiền nát. Mà ngay cả pháp khí bổn mạng trong đan điền bọn họ đều bị chém nát. Phong Phi Vân lấy bạch thạch cự đao chống thân thể, toàn thân đều đang toát mồ hôi, hai tay đang không ngừng run rẩy. Nhưng mà đôi mắt kia lại trừng lên làm một ông lão cuối cùng trong lòng phát lạnh. Ông lão đệ thất điện Xâm La này, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Không phải nói hắn đã trúng Diêm Vương hủ huyết, vì sao vẫn còn lợi hại như vậy, tên tiểu bối này quả thực làm cho người ta sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược. Soạt, Phong Phi Vân để ngang bạch thạch cự đao trước mặt lão già kia, sát mang bập bùng thụt thụt thò thò trên lưỡi đao, có long vân đang nhẹ nhàng rung động. Hắn nói với âm thanh lạnh lùng. Nói cho ta biết, vì sao phải lấy yêu ma chi huyết. Ông lão đệ thất điện Xâm La kia vội vàng lui về phía sau hai bộ, bị đao mang đâm vào ngực phát đau, môi có hơi phát run mà đáp. Cái này, nói. Phong Phi Vân quát lên một tiếng. Trong âm thanh mang theo thần thức áp bách lớn lao, 40 đạo thần thức đè ép tới với khí thế như rời núi lấp biển, cuồn cuộn không ngừng. Nó chấn áp đầu óc lão già kia trở nên trống rỗng, tức thì bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, khiếp sợ nói. Điện chủ của chúng ta nghe nói Phong gia có một bộ yêu ma chiến y cưu cửu quái bào, mặc chiến y vào là có thể vô địch khắp thiên hạ. Cho nên liền mệnh cơ nộ phó điện chủ và anh túc phó điện chủ tiêu diệt đệ tử Phong gia. Không chỉ có muốn đoạt cưu cửu quái bào, càng muốn đoạt lấy tài nguyên Phong gia tích lũy ngàn năm, để chuẩn bị cho đại thế hỗn loạn không lâu sau. Ngươi đã có thể đi chết. Phong Phi Vân nhắc chiến đao lên, từ trên thân đao bay ra một con trường long uy thế bức người, chấn áp đến làm người ta run rẩy. Không nên, không nên, a! À, âm thanh của ông lão đệ thất điện Xâm La này bất chợt dừng lại. Phong Phi Vân thu hồi bạch thạch cự đao lại, sắc mặt khá là nặng nề. Đệ thất điện Xâm La không ngờ muốn tiêu diệt Phong gia. Chuyện này tại thời kỳ khác là không có khả năng phát sinh, dù sao Phong gia cũng là gia tộc tu tiên hàng đầu ở phủ Nam Thái, đệ tử Phong gia không có hơn 1.000 vạn thì cũng có mấy trăm vạn. Muốn tiêu diệt một gia tộc tu tiên như vậy, nhất định sẽ rước lấy sự chỉ trích của cả tu tiên giới. Nhưng mà đệ thất điện Xâm La hiện tại lại không kiêng nể gì triển khai giết hại. Không có kiêng nể chút nào, xem ra loạn thế này đã bắt đầu mở màn. Đệ thất điện Xâm La vây công Phong gia, rất có thể đem trở thành kẻ châm ngòi lửa thời đại hỗn loạn. Rút dây động rừng, cả tu tiên giới đều phải nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Đệ thất điện Xâm La thế lực lớn, tuyệt đối gấp hàng chục lần Phong gia trở lên. Muốn tiêu diệt một Phong gia cũng không coi là việc gì khó. Khụ khụ. Phong Phi Vân ói ra hai ngụm máu trên mặt đất, sau đó liền lại ngồi trên cỗ đồng sa màu vàng nhạt. Chiếc roi trong tay vung lên. Kỳ Ngưu liền tiếp tục chạy về hướng phía trước, lao nhanh về hướng phía nam. Trong cổ thành, đổ nát thê lương, khắp nơi đều là gạch ngói vụn. Kỳ Thương Nguyệt đứng ở trên một nửa lâu các đã đổ nát, dưới chân là một khúc gỗ xà ngang đã gãy rời khỏi chân, đôi mắt nhìn theo một chiếc đồng xa kia ở chân trời, môi anh đào có hơi nhếch lên. Đệ thất điện Xâm La điện vây công Phong gia, thật sự là quá tốt. Phong Phi Vân trở về, nhất định là cửu tử nhất sanh. Lần này ta muốn ngươi đích thực sống không bằng chết. Phủ Nam Thái là một mảnh đất rộng mênh mông, ngang dọc 10 vạn dặm, có 28 quận. Nhưng mà đã có 22 quận đều rơi vào trong tay nữ ma, trở thành chốn thi tà tụ tập. Tu sĩ vốn ở Phủ Nam Thái đều lui vào tổ địa đã dựng xây lâu ngày, hoặc là vào trong 6 quận thi tà còn không có xâm lấn, làm nơi chống cự cuối cùng. Phong gia là một trong gia tộc tu tiên cao nhất cấp ở Phủ Nam Thái, có hơn 1.000 năm lịch sử. Đệ tử Phong gia có đến ngàn vạn, trải rộng cả phủ Nam Thái. Tất cả được chia làm 16 mạch trực hệ, 48 mạch chi thứ. Mỗi một hệ đều phồn vinh hưng thịnh, tráng ninh thịnh vượng, tại phủ Nam Thái là một bá chủ tuyệt đối. Mỗi một đệ tử Phong gia từ nhỏ lại bắt đầu tu luyện, trong đó tự nhiên không thiếu đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh. Cứ cách mỗi 20 năm đều sẽ xuất hiện mấy vị anh tài nghịch thiên, trở thành trụ cột của gia tộc. Nhưng mà sau khi nữ ma xuất thế, Phủ Nam Thái liền xa vào vùng đất chiến loạn. Đại quân thi tà đầu tiên là công phá thành Tử Tiêu Phủ,
rồi lại chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ khiến cho tu sĩ phủ Nam Thái bị tổn thất nặng nề. Phong gia tự nhiên cũng không thể là ngoại lệ. Không biết có bao nhiêu đệ tử Phong gia bị mất mạng, cuối cùng chạy trốn tới quận Long Chiết xa xôi. Nơi này chính là một trong 6 quận lớn mà Thi Tà còn chưa xâm lấn. Phong gia có một chỗ tổ địa nằm trong quận Long Chiết. Trên 100 vạn đệ tử Phong gia đều lui về giữ nơi này, cùng tồn tại với các gia tộc tu tiên và tiên môn khác. Muốn đi vào quận Long Chiết, so sánh tiến vào quận Tam Thánh đều phải gian nan hơn, nơi hiểm yếu rất nhiều, đặc biệt có Tấn Hà nước chảy xiết và dãy núi Ngũ Chiết cao như bức tường thần. Quả thực chính là 2 bức chướng ngại vật thiên nhiên, chúng đã ngăn chặn tu sĩ và Thi Tà muốn đi vào quận Long Chiết ở bên ngoài. Trên bờ Tấn Hà, gió lạnh thổi vù vù. Trên bờ sông có một mảnh rừng phong đỏ, đang giữa mùa thu, lá đỏ đầy trên cành, chúng rơi xuống theo gió tựa như một cơn mưa màu đỏ. Rồi trao liệng rơi xuống dòng nước Tấn Hà trong suốt, như những chiếc thuyền nhỏ phiêu lưu. Nước sông trong suốt, dòng nước thật sự chảy xiết làm tung lên những đám bọt nước màu trắng. Liền ở trên dòng sông lớn này có thành lập một tòa quan ải như thiên môn cổng trời. Tòa cổ thành đứng cao vút soi bóng trên mặt nước, cao gần 10 trượng, xung quanh nạm đồng có khắc hoa văn trận pháp. Trên mặt sông cũng có rất nhiều hoa văn trận pháp, cực kỳ dày đặc, có lẽ là do đại trận pháp sư thời thượng cổ thiết lập. Nó có uy lực chết chóc ẩn hiện, tựa như một bức thiên đồ trôi nổi giữa không trung. Phàm là tất cả sinh vật muốn bay qua từ trên mặt sông, đều phải bị treo cổ. Ở dưới thiên môn mặt sông kia đang bốc lên một đám khói bếp. Có 10 mấy đệ tử Xâm La Điện mặc áo bào đen đang nấu rượu, bọn họ chính là đội phụ trách trông coi một tòa thiên môn này, không cho phép bất luận kẻ nào xông qua. Ha ha, phủ Nam Thái dù sao chỉ là một chốn Nam Man xa xôi, là bá chủ tu tiên giới mà quả thực không chịu nổi một kích. Ở trước mặt đệ thất điện Xâm La Điện chúng ta liền như gà đất chó sành. Một người nam nhân mặc áo giáp màu đen, khoác áo choàng vàng đen ngồi ở bên trong thiên môn cao giọng mà cười. 4 ngày trước hắn tham gia vào một hồi đại chiến, đệ tử tinh anh của Phong gia ở trong tay hắn tựa như đồ chơi, một trưởng liền đánh nát nửa thân thể. Mà ngay cả đệ lục trưởng lão Phong gia đều chết ở trong tay của hắn. Xâm Lâm lão đại, ngài chính là một trong mấy cường giả cao cấp nhất của thế hệ trẻ tuổi đệ thất điện Xâm La Điện chúng ta. Cũng chỉ có Vạn Hương Sầm Điện hạ có khả năng hơn ngài một đầu, đối phó những nhân vật nho nhỏ như Phong gia này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một tên đệ tử áo đen dáng người gầy gò như khỉ nịnh nọt nở nụ cười. Xâm Lâm lớn tiếng cười một tiếng, cười đến cực kỳ kiêu ngạo, hắn nói. Đệ thất điện Xâm La Điện chúng ta đối phó một Phong gia, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hiện tại chỉ sợ Phong gia có thể có cứu binh chạy tới, phiền toái như vậy liền lớn hơn. Dù sao Phong gia đã thành lập hơn 1000 năm, cũng có kết giao tình cảm với rất nhiều thế lực tu tiên. Chúng ta cứ bảo vệ cho tốt cánh cửa tiến vào quận Long Chiết. Một khi có người dám đi trợ giúp Phong gia, liền lập tức phát tin thông báo cho các thái thượng trưởng lão, bọn họ sẽ chạy tới đánh giết kẻ dám ứng cứu này. Một tên đệ tử áo đen cười nói. Đệ thất điện Xâm La chúng ta làm việc, người nào dám nhúng tay. Mà ngay cả mấy tu tiên thế lực lớn ở phủ Nam Thái đều vội vàng rút lui, thật giống như chuột thấy mèo, cực kỳ sợ hãi đối với tà tông chúng ta, huống chi là người khác. Ha ha! Một chiếc chiến thuyền dài 100 thước đi từ phương hướng quận Long Chiết lại đây, trên bong thuyền có rất nhiều đệ tử Xâm La Điện đứng, ai nấy đều sát khí bức người, lạnh lùng dữ tợn. Chiến thuyền rẽ sóng mà đi, chả mấy chốc đã đến được bên ngoài thiên môn. Một người nam nhân khoác áo choàng màu vàng đen đi tới trên bong thuyền, hắn cười cười nói với hơn 10 tên đệ tử Xâm La Điện trông coi thiên môn. Xâm Lâm, lần này bản thân cũng không có quên ngươi. Biết các ngươi ở chỗ này không có khả năng kiếm nước uống, nên đặc biệt đưa mấy thiên kim tiểu thư Phong ra cho các ngươi chơi đùa, toàn bộ làm tiêu khiển. Xâm Lâm phi thân nhảy lên, liền đứng ở trên một chốn thủy đài tại cửa thiên môn, cười vang mà bảo. Không hổ là hảo huynh đệ của ta, mau áp giải lại đây cho ta xem, đều là những mặt hàng gì. Tuyệt đối là nữ nhân trực hệ Phong gia, mọi người đều sống an nhàn sung sướng, đều thật sự xinh đẹp. Tiết Hích vung tay áo lên, liền có mấy tên đệ tử Xâm La Điện áp giải 7, 8 người thiếu nữ từ trên chiến thuyền đi xuống. 7, 8 người thiếu nữ này đều là 15, 16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, mặc quần áo lộng lẫy, mang theo đồ trang sức, ngang hông còn đeo lưu kim ngọc đái.
Nó siết chặt làm đường cong của vòng eo uyển chuyển được vẽ hết ra bên ngoài. Bọn họ tóc rối tung, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn máu chảy, trên người mang theo gông sắt có rất nhiều vết roi đã làm rách quần áo của bọn họ, để lộ ra những mảng lớn trắng như tuyết, còn có vết máu đo đỏ. Tiết Hích cao giọng cười dâm đãng. Mấy người này là sư huynh đệ chúng ta khi công phá một tòa cổ thành Phong Gia, bắt được từ phủ thành chủ. Đó chính là Thiên Kim tiểu thư chi thứ ba Phong Gia, ngươi nhìn ra thịt mịn màng mềm mại kia, thật sự là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ta chính là phải mất đi bao nhiêu sức lực mới ngăn lại nổi các sư đệ này. Bằng không mấy nàng này đều đã bị chơi đùa tổn hại, làm sao còn có thể để các ngươi thích thú. Hiện tại đều còn chưa có khai bao, lần này ngươi tính toán cảm ơn ta như thế nào a? À? Ha ha! Một người thiếu nữ đầu đội thoa đỏ ở trong đó vừa khóc vừa mắng. Các ngươi là đám cầm thú, đồ tể. Cường giả Phong Gia chúng ta nhất định sẽ bầm thây bọn ngươi vạn đoạn. Ha ha! Nàng này thật sự là ngây thơ, cường giả Phong Gia các ngươi ở trước mặt đệ thất điện Xâm La điện chúng ta chính là một đám phế vật. Xâm Lâm tiếng cười hung hăng ngang ngược, hắn đi tới, liền lấy tay nắm chặt lấy cằm mịn màng của Phong Thanh Dục, nhe răng cười nói. Tiểu thư, vóc người làm ta rất không dằn lòng được, hôm nay trước hết bắt ngươi khai bao. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta thật có phúc. Bốp! Xâm Lâm trực tiếp vung một cái tát khiến nàng bay đi ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết xuất hiện một dấu ấn năm ngón tay. Dầm một tiếng, nàng ngã trên mặt đất. Những kẻ tà nhân các ngươi đều không chết tử tế được, Phong Gia chúng ta có vô số cường giả, nhất định có người có thể cho các ngươi bài học đau đớn. Một thiếu nữ khác của Phong Gia nổi giận quát. Thiếu nữ này chính là muội muội của Phong Thanh Dục, cũng là Thiên Kim tiểu thư chi thứ ba Phong Gia, gọi là Phong Thanh Lan, cũng có dáng vẻ 14, 15, vóc người thanh tú tao nhã. Đêm qua, nàng mới trở về từ học viện niệm học, còn chưa kịp bước xuống từ xe hương liền bị hai tên tu sĩ Xâm La điện bắt lấy, dẫn tới nơi này. Phong Gia các ngươi cũng chỉ có thể xưng bá tại phủ Nam Thái, trước mặt đệ thất điện Xâm La chúng ta. Chẳng qua chỉ là một đám phế vật thôi. Một tên đệ tử tà tông khinh thường cười một tiếng. Bỗng nhiên, một tiếng sấm sét lôi đình từ trên tấn hà truyền đến. Một người trung niên áng chừng 50 tuổi đang đạp nước mà đến. Trên người mang theo một cảm giác tang thương, trên mặt lộ vẻ lo buồn. Ánh mắt kia của lão tuyệt đối không phải người 50 tuổi có khả năng có được. Đệ tử đệ thất điện Xâm La đều bị khí tức trên người lão làm kinh động, nhất tề đưa mắt quay sang nhìn kỹ. Là trưởng lão thứ 8, chúng ta được cứu rồi. Mấy Thiên Kim tiểu thư Phong Gia đều kích động đến rơi lệ, rốt cục thấy được hy vọng. Trưởng lão thứ 8 có tu vi cao đến đáng sợ, đã tu luyện trên 100 năm, tại Phong Gia có được địa vị cực cao. Phong Thanh Dục nằm trên mặt đất, có hơi ngẩng đầu lên, nói. Cường giả tuyệt đỉnh Phong Gia chúng ta đến, những kẻ tà nhân Xâm La điện các ngươi khó tránh dược tai nạn. Tiết Hích cười một tiếng mỉa mai. Từ trong người lao ra hai đạo dị thú chiến hồn. Hắn mang theo một cây thần mâu, bay lên không bay lên, tà khí hào hùng quát. Người phương nào tới đây? Người trung niên đạp sóng mà đi kia lập tức ngừng bước chân lại. Lão đứng ở trên mặt nước, nhàn nhạt cười nói. Phong Gia trưởng lão thứ 8, Phong Duy Đình. Một đệ tử tà tông như con khỉ ốm bay xuống từ thiên môn, thân thể tựa như con thoi lướt trên mặt nước. Hắn bay về hướng Phong Duy Đình. Những trưởng lão này của Phong Gia chẳng qua cũng chỉ là hổ giấy, chỉ có thể bạo ngược tại gia đình. Lão đại Xâm Lâm của chúng ta đều đã làm thịt Phong Gia đệ lục trưởng lão, chặt rụng đầu nó như con chó. Cái tên trưởng lão thứ 8 này liền để cho ta tới đối phó hắn. Phong Duy Đình đứng ở trên mặt nước, bàn chân nhẹ nhàng đi một bước trên nước gợn. Một cơn rung động liền chấn động ra ngoài, sóng nước càng ngày càng mạnh mẽ, dao động làm cho mặt sông cơ hồ như muốn khuấy sông lật biển. Phốc, hai chân của tên đệ tử đệ thất điện Xâm La bị một cỗ chấn khí vô hình đánh gãy, một mảnh máu huyết bắn tung tóe tại nửa người dưới của hắn, nửa thân thể phía trên cứ như thế mà chìm vào đáy sông. Người của đệ thất điện Xâm La điện các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, thực sự đã cho Phong Gia chúng ta là dễ bắt nạt đến như vậy sao? Ngón tay trưởng lão thứ 8 Phong Duy Đình búng một cái trong không khí. Lập tức liền có 12 đạo linh khí bay ra từ ngón tay lão. Làm mặt nước trong hồ nước bị kích động lan tới, như muốn phải nện vỡ chiến thuyền tà tông. Tiết Hích nhếch miệng cười một tiếng, hai tay đồng thời xuất ra một trường, hai con dị thú chiến hồn mãnh liệt như nước cuộn trào, liền bay ra từ trong bàn tay. Hồn thú dương nhanh múa vuốt,
phát ra những tiếng gầm giống như trời long đất lở, 12 đạo linh khí do trưởng lão thứ 8 đánh ra đều bị chấn vỡ. Hai con dị thú chiến hồn lao điên cuồng trên mặt sông, kéo theo hai vệt sóng trắng cuồn cuộn. Sắc mặt trưởng lão thứ 8 trở nên cực kỳ nghiêm túc, những đệ tử tà tông này quả nhiên cường đại. Chẳng qua mới khoảng 20 tuổi, cũng đã so sánh hơn được trăm năm tu hành của lão. Hai chân trưởng lão thứ 8 trùng xuống, đứng thành thế trung bình tấn. Lão búng ra một ngón tay, trên đầu ngón tay hình thành một cỗ phong kình. Đó là tuyệt học đại phong kình của Phong gia. Một mảnh gió giật cuồn cuộn thổi quét trên mặt nước tới, khiến cho dòng nước Tấn Hà đang chảy xiết đều phải dừng hết lại. Ầm, 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 ầm. Hai con dị thú chiến hồn bị công kích nện vào mà bay ngược trở về, trưởng lão thứ 8 cũng liền lui lại 7 bộ, huyết khí trong thân thể bốc lên, đầu khớp xương trên ngón tay đều đau đớn muốn nứt ra. Sâm Lâm cười nói, Tiết Ích, tu vi của ngươi đã thụt lùi, ngay cả loại nhân vật này đều không thu thập được, có muốn ta đến trợ giúp ngươi hay không? Tiết Ích lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, châm chọc cười nói. Hắn dẫu có nói gì đi chăng nữa cũng là tiền bối Phong gia. Nếu như ta xuất một chiêu liền đánh gục hắn, thì cũng quá không nể mặt mũi hắn. Ầm, 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 ầm. Tiết Ích sắc mặt trầm xuống, tay xách thần mâu trực tiếp xông lên phía trước. Chiến khí mãnh liệt trên người như nước cuộn trào, thần mâu tựa như con rồng lượn đâm thẳng ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở vị trí ngực của trưởng lão thứ 8. Trưởng lão thứ 8 sắc mặt biến đổi đột ngột, tốc độ của hắn làm thế nào lại nhanh như vậy? Lại lần nữa lão đánh ra một đạo đại phong kình, nhưng mà lại bị dễ dàng đánh bại, vị trí ngực bị thần mâu xuyên thủng ra một lỗ huyết. Phốc! Từ trong miệng trưởng lão thứ 8 phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị một cỗ tà khí màu xám xâm lấn, toàn thân đều không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng đều như đang bị nướng ở trên đống lửa đỏ, khô nóng mà đau đớn. Rầm! Tiết Ích nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp tóm lấy đầu trưởng lão thứ 8, ném bay lão đi ra ngoài. Cứ như vậy lão chật vật không chịu nổi mà rơi xuống trên chiến thuyền. Hắn bay trở về chiến thuyền từ trên Tấn Hà, một cước giẫm trên lưng trưởng lão thứ 8. Trong lòng trưởng lão thứ 8 cảm giác đặc biệt sỉ nhục, lại bị một kẻ tiểu bối cấp đánh bại, còn bị hắn giẫm dưới chân. Lão muốn giãy giụa đứng lên, nhưng mà lại bị Tiết Ích một lần nữa hung hăng giẫm ở trên người, trên lưng tràn đầy huyết dịch. Đây chính là cường giả tuyệt đỉnh của Phong gia các ngươi, thật sự là không chịu nổi một kích. Tiết Ích nhe răng cười mà nói, ánh mắt quét qua mấy thiên kim tiểu thư kia của Phong gia. Phong Thanh Dục, Phong Thanh Lan và mấy thiếu nữ Phong gia khác đều tuyệt vọng rơi lệ, cúi đầu, không dám nhìn những ánh mắt trần trụi này của đệ tử Sâm La Điện. Ngay cả đại nhân vật như trưởng lão thứ 8 đều thua ở trong tay những tà ma này, còn có người phương nào có thể là đối thủ của bọn chúng. Đối với bọn họ những thiên kim tiểu thư Phong gia này mà nói, trưởng lão thứ 8 đều đã là người không tầm thường như thần tiên. Ngay cả cha của mình và Gia Gia, đều phải cung kính đối với lão. Nhưng mà trưởng lão thứ 8 lại bị một tà nhân dẫm đạp dưới chân, khiến cho thế giới quan trong lòng bọn họ bị sụp đổ trong nháy mắt. Ha ha, cô nương, ta đã sớm nói cường giả Phong gia, ở trước mặt đệ thất điện Sâm La chúng ta chính là một đám gà đất chó sành. Sâm Lâm ngồi xổm người xuống, nâng lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Phong Thanh Dục rồi ra sức vuốt ve. Hắn nắm chặt làm nàng đau đến phát khóc. Càng là như thế thì Sâm Lâm liền càng hưng phấn. Hắn nói, hôm nay ta liền trước mặt trưởng lão thứ 8 của các ngươi, biến ngươi từ thiếu nữ thành đàn bà. Tất cả đệ tử Sâm La Điện đều ha ha phá lên cười, số đệ tử còn lại của đệ thất điện Sâm La đều chiếu ánh mắt đến trên người mấy nàng thiếu nữ, lộ ra nụ cười dâm tà. Chỗ hạ thân nổi lên như cắm lều trại cũng đều dục dịch. Thành là vương, bại là tặc, một gia tộc tu tiên không đủ cường đại. Nhất định sẽ bị người khác ức hiếp, của cải gia tộc sẽ bị người cướp đoạt, nữ nhân gia tộc sẽ sa vào cảnh làm công cụ cho người khác tiết dục, đệ tử gia tộc cũng sẽ biến thành nô lệ hèn mọn. Đây đều là quy luật lục lâm sống sờ sờ. Chỉ có trở nên cường đại, mới có thể không bị người làm nhục, mới có thể ức hiếp người khác. Xoẹt xoẹt, âm thanh trang phục bị xé nát, lại thêm những tiếng khóc lóc cầu xin của những thiếu nữ Phong gia này, âm thanh thét chói tai. Âm thanh bất lực hỗn tạp đan chung vào một chỗ, tạo ra một khúc bi ca. Bọn họ vốn là thiên kim tiểu thư, ngồi mắt ăn bát vàng, giờ phút này lại biến thành công cụ tiết dục cho người khác. Đám hỗn đản các ngươi này. Trưởng lão thứ 8 cực kỳ phẫn nộ, lại lần nữa nện một trưởng vào trên chiến thuyền,
muốn giãy giụa nhổm lên. Nhưng mà lại bị Tiết Ích một lần đạp gục xuống, trong miệng thổ huyết. Trưởng lão thứ 8 phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng, hai mắt nhắm nghiền, không muốn thấy một màn như vậy. Nhưng mà lại bị hai tên đệ tử Xâm La Điện vạch ra mở hai mắt, khiến cho lão không thể không nhìn. Tiết Ích cười nói. Hôm nay để cho ngươi nhìn tốt một chút nữ nhân phong gia bị đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện chúng ta chà đạp. Bọn họ khẳng định sẽ rất thích, hình ảnh kia tất nhiên là khá mất hồn. Trưởng lão thứ 8 hai tay gắt gao nắm chặt, không thể nhúc nhích, toàn thân đều đang run rẩy. Đôi mắt bị người ta vạch ra, nhìn chăm chú vào thiếu nữ phong gia bị người xé nát quần áo, đang chạy lẩn trốn nhưng lại trốn không thoát. Cuối cùng bị vài tên cường tráng đè xuống thân thể mềm mại xinh xắn lanh lợi. Rồi đặt trên mặt đất, tách ra hai chân thon dài. Khụ khụ, có âm thanh ho khan từ thiên môn truyền ra ngoài. Đây là âm thanh của một người đang nhuốm bệnh, mặc dù rất thấp trầm, nhưng mà lại truyền vào trong tai tất cả đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện. Một người thiếu niên mặc áo vải, đầu đội mũ rơm từ bên bờ chậm rãi đi đến. Trên chân tràn đầy linh vân, trôi nổi trên mặt nước, trong tay chống một cây gậy gỗ. Cứ đi vài bước, hắn lại khom lưng ho khan vài tiếng. Sắc mặt của hắn trắng bệch đến dọa người, vừa nhìn đã biết đang bị bệnh nguy kịch. Con ma ốm từ nơi nào tới, còn không mau cút đi, nơi này là chỗ ngươi nên tới sao? Những đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện này đang lúc cao hứng, đều đã lột được hai thiếu nữ chỉ còn áo lót, nhưng mà không thể không tạm thời ngừng lại. Chơi đùa nữ nhân tự nhiên là có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo thiên môn được an toàn, bất cứ lỗi nào cũng không thể xảy ra. Những đệ tử tà tông này mặc dù hung hăng ngang ngược gian ác, nhưng mà lại đều cẩn thận coi chừng, không chấp nhận nửa phần qua loa. Thiếu niên không ngừng ho khan này đi bước một vào thiên môn, đứng ở dưới tấm cửa đồng cao 10 trượng. Hắn nhìn chăm chú một màn trước mắt này, bước chân lập tức ngừng lại. Thân thể của hắn mệt mỏi tựa vào trên cánh cửa đồng, có hơi ngẩng đầu dưới cái mũ rơm, để lộ ra nửa gương mặt bệnh tật, hắn nói. Quả nhiên là người của đệ thất điện Xâm La Điện. Đều thả bọn họ đi. Ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Âm thanh có hơi khàn khàn. Đám đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện này đều là có hơi sửng sốt, chợt liền bắt đầu cười ha hả, trong đó một tên vạm vỡ thân cao 8 thước mở miệng nói. Tiểu tử này thật đúng là bệnh cũng không nhẹ, đều bắt đầu nói mê sảng. Tên vạm vỡ thân cao 8 thước này xách lên một cây đại giản vạn cân, đi về hướng thiếu niên bệnh tật này. Một giản nện ầm ầm xuống. Từ trên đại giản tuôn ra một vầng sáng xanh. Ầm. Cây đại giản vạn cân cứ như thế bị cắt thành hai đoạn. Thân thể tên vạm vỡ cao 8 thước này cũng bị cắt thành hai đoạn, trực tiếp bay ra. Hai nửa xác chết văng cách xa nhau hơn 10 trượng, những chỗ bị cắt vẫn còn máu chảy. Tất cả đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện đều kinh sợ, toàn bộ xuất ra binh khí, xông tới. Xâm Lâm đứng ở phía trước nhất, hắn nói. Xem ra cường giả phong gia đích thực đã đến. Sai, ta không phải người của phong gia. Thiếu niên bệnh tật này chậm rãi lấy xuống cái mũ rơm trên đầu, để lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng mà mặt tái nhợt, hắn nói. Ta đã sớm bị phong gia trục xuất ra khỏi cửa. Thấy hình dáng thiếu niên trước mắt này, Xâm Lâm theo bản năng lui nhanh xa hơn 3 trượng, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, bật thốt lên thất thanh. Yêu ma chi tử đã đến. Xâm Lâm từng nhìn thấy Phong Phi Vân tại bờ Thánh Hồ, ấn tượng đối với hắn đặc biệt sâu. Phải nói ấn tượng của đệ tử Xâm La Thập Điện đối với Phong Phi Vân đều rất sâu, đây chính là một nhân vật khiến cho bọn chúng cực kỳ đau đầu. Xâm Lâm nhanh chóng liền ổn định bước tiến, hít sâu một hơi. Tại sao chính mình lại thất thố như thế, không phải chỉ là một yêu ma chi tử đã bị chúng Diêm Vương hủ huyết, có cái gì phải sợ? Thì ra là yêu ma chi tử. Tiết Ích và các đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện đều có hơi ngưng thần tập trung, bắt đầu cảnh giác. Kẻ đã từng là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều, cho dù đã trúng Diêm Vương hủ huyết thì vẫn không thể khinh thường. Mấy thiên kim tiểu thư phong gia kia đều nhổm lên từ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, bộ la sam trên thân thể mềm mại có rất nhiều chỗ đều bị xé nát. Họ gắt gao ôm ngực, nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mắt này khiến cho tất cả đệ tử Xâm La Điện đều như lâm đại địch. Mắt nhung bọn họ mang theo vẻ tò mò, đã sớm nghe nói đến vị anh tài phong gia có được dáng dấp truyền kỳ. Mặc dù hắn bị trục xuất ra khỏi phong gia, nhưng mà vẫn có rất nhiều thiên kim tiểu thư và công tử xuất sắc mới nổi lên của phong gia đều cực kỳ ngưỡng mộ đối với hắn,
biến hắn trở thành đệ tử kiêu ngạo của Phong gia. Phong Thanh Dục đối với Phong Phi Vân vẫn có si mê sùng bái, đây chính là thiên tài hàng đầu của thần Tấn Vương Triều. Người anh họ đã đánh cho vô số anh hào phải cúi đầu. Nàng đã sớm muốn gặp mặt người anh họ này, hôm nay rốt cục thỏa giấc mộng. Nàng kích động đến có hơi run rẩy, mắt nhung cẩn thận nhìn chăm chú Phong Phi Vân, trong mắt lộ vẻ sùng bái giống như nhìn thần tượng. Mặc dù hiện nay hắn đã trúng Diêm Vương hủ huyết, sắc mặt tang thương, nhưng mà trong cái nhìn của nàng lại vẫn có một vẻ anh hào tài hoa kiêu ngạo, những người khác căn bản vô phương so sánh cùng hắn. Nếu như anh họ đã trở về, như vậy đám tà nhân này tất nhiên chịu không nổi. Trong lòng Phong Thanh Dục nghĩ như thế, đối với Phong Phi Vân thì nàng có một sự sùng bái mù quáng. Phong Phi Vân có hơi liếc mắt nhìn sang nàng, lập tức gương mặt Phong Thanh Dục đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh họ, những tên đệ tử tà tông này muốn ức hiếp ta và tỷ tỷ, anh nhất định phải báo thù cho chúng ta, đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Phong Thanh Lan tuổi còn khá nhỏ, bị đệ tử Xâm La Điện lột sạch chỉ còn cái khố cừu màu hồng nhạt, nàng đang ngồi dưới đất, đau khổ lau nước mắt. Phong Phi Vân chậm rãi đi tới, hắn cởi chiếc áo vải rộng rãi trên người, khoác lên trên người nàng rồi nói. Ta mặc dù đã không phải đệ tử của Phong gia, nhưng mà ngươi đã kêu ta một tiếng anh họ. Như vậy ta liền không cho phép bất luận kẻ nào lại ức hiếp ngươi. Phong Phi Vân cũng không phải một người lạnh lùng, đời trước hắn là một con phượng hoàng ấp ra từ vỏ trứng, không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, cũng không biết chính mình từ đâu mà đến. Cho nên đời này hắn xem ra rất coi trọng tình thân, mặc dù bị trục xuất khỏi Phong gia. Nhưng mà trong lòng hắn thì kẻ đáng hận cũng vẻn vẹn chỉ là mấy vị lão tổ Phong gia kia và gia chủ Phong gia. Còn đối với các đệ tử Phong gia khác thì hắn cũng không có hận ý. Ngón tay trắng như tuyết của Phong Thanh Lan gắt gao nắm chặt chiếc áo vải ở trên người, trái tim nhảy lên cực kỳ nhanh, thật giống như cảm giác chính mình được người yêu ôm vào trong ngực. Soạt, Tiết Ích bay xuống từ trên chiến thuyền, mang theo một cây trường mâu màu đen, trên người vần quanh hai con dị thú chiến hồn. Hắn cười lạnh nói, Phong Phi Vân, ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn là yêu ma chi tử mà ngay cả Nạp Lan Hồng Đào đều có thể đánh bại ư? Hiện tại chẳng qua ngươi chỉ là một phế vật mệnh không còn được bao lâu. Phong Phi Vân bỗng nhiên xoay người, đôi mắt trở nên sắc bén, hai đạo hỏa mang đột ngột phóng ra từ trong mắt của hắn. Một cỗ thần thức chi lực vô hình khổng lồ đè ép ra ngoài, lập tức khiến cho hai chân Tiết Ích run lên, đứng không vững nổi nên bước chân liên tiếp rút lui về phía sau ba bước. Đôi giày sắt kim kiều thiết đều bị xuyên thủng. Yêu ma chi tử chẳng qua chỉ là một con quỷ đoản mệnh, ta tới lấy yêu ma chi huyết trên người hắn, mang về hiến cho thái thượng trưởng lão. Một đệ tử đệ thất điện Xâm La Điện giống như con khỉ ốm bay ra, hắc bào từ trên người rơi xuống, biến thành một mảnh tà phong đen xì bao phủ một chốn thiên địa. Giết yêu ma chi tử, có thể nổi danh giữa ngàn vạn người. Phong Phi Vân dám quản chuyện của đệ thất điện chúng ta. Chính là sờ vào mông con cọp cái. Không giáo huấn hắn một chút thì hắn thực sự cho là chính mình rất giỏi đến đâu. Lập tức, lại có hai đệ tử đệ thất điện xuất ra binh khí, đều tự đánh ra chín đạo tà thuật, biến thành những làn sóng trôi nổi trong không khí, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mấy thiên kim tiểu thư Phong gia kia đều sợ đến trốn chung một chỗ. Những đệ tử tà tông này đều quá cường đại, tùy tiện một tên đều có tu vi cao hơn bậc cha chú của bọn họ. Quả thực tựa như Tu La đi tới từ địa ngục. Vị anh họ trong truyền thuyết này, thật sự có thể đánh bọn chúng chạy sao? Chỉ có hai tỷ muội Phong Thanh Dục và Phong Thanh Lan đối với Phong Phi Vân tin chắc không nghi ngờ, có một loại sùng bái cuồng nhiệt. Họ chỉ muốn thấy Phong Phi Vân đánh giết tứ phương với tư thế oai hùng, đây mới là người anh họ một mực trong cảm nhận bọn họ đã trở thành thần tượng, nam nhân giống như thần linh. Phong Phi Vân vươn bàn tay, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà trên bàn tay lại hình thành một long hổ ảo ảnh, đây là lực lượng long hổ. Lực của một hổ tương đương lực của 10 nghiêu, có lực lượng 1024 vạn cân. Lực lượng long hổ, có khả năng vác núi, coi như là một số tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, cũng không nhất thiết có thể đánh ra lực lượng một con long hổ. Long hổ ảo ảnh cao hơn 10 trượng hiện ra, đầu long thân hổ, trên người phủ đầy lân phiến, tựa như một con long hổ thượng cổ đích thực đã xuất thế. Nó to như một quả núi nhỏ, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Phốc, phốc, phốc. Ba tên đệ tử đệ thất điện này đều bị lực lượng long hổ đánh bay, thân thể nổ tung biến thành ba đám huyết vụ mang theo những giọt huyết tinh mịn, rơi ở trong dòng nước chảy xiết của Tấn Hà.
Phong Phi Vân chủ động xuất thủ, sát phạt quyết đoán. Thân thể so sánh tốc độ làn gió không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vẻn vẹn chỉ là đi lượn một vòng liền vang lên 7 âm thanh kêu thảm thiết, có 7 tên đệ tử đệ thất điện đều bị người ta đánh nát lục phủ ngũ tạng, tựa như một đám bùn nhão nằm ở trên mặt đất. Một màn này quả thực dọa người, khiến cho các đệ tử đệ thất điện còn sống sợ đến bắp đùi bị chuột rút. Có 2 tên đệ tử xoay người bỏ chạy, thân thể bắn lên, hóa thành 2 tia sáng đen. Chỉ vẻn vẹn trong thời gian một cái hô hấp liền bay đến bên kia dòng Tấn Hà, chỉ còn thấy 2 điểm đen lớn như vậy, đang cấp tốc chạy trốn theo phương hướng về quận Long Chiết. Phốc, phốc, Phong Phi Vân đứng ở ngoài thiên môn, hắn búng ra 2 ngón tay. 2 đạo chỉ quang đen tuyền trực tiếp xuyên thủng 2 tên đệ tử đệ thất điện này. Chúng rơi thẳng tắp xuống nằm ở trên mặt đất, trên người máu tươi chảy ròng ròng. Mọi người liều mạng, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy, vẫn còn không đánh lại được một kẻ hẳn phải chết. Tiết Hích cầm trong tay trường mâu màu đen dẫn đầu xông đi ra ngoài, 2 con dị thú chiến hồn quấn ở trên người cũng lao theo ra. Hắn dẫn theo 13 đệ tử tinh anh của đệ thất điện xông tới đằng đằng sát khí. Tiết Hích đương nhiên không phải hạng người dễ dàng đối phó. Trong thế hệ trẻ tuổi đệ thất điện có khả năng xưng hùng, thiên tư bản thân càng là phi phàm, đã đạt tới cảnh giới anh tài nghịch thiên. Long Hoàng nhất đao sát. Trong tay Phong Phi Vân toát ra một mảnh hào quang trắng loá, một thanh thạch đao thật lớn đã nắm ở trong tay, thân thể đứng thẳng tắp. Hắn bổ ra một đao, phát ra một tiếng long ngâm cao vút, một con trường long trắng tinh bay đi ra ngoài. Sau khi một đao đi qua, tất cả 13 đệ tử tinh anh đệ thất điện bị chém thành 2 đoạn, chặt đứt ngang người, lục phủ ngũ tạng đều biến thành huyết bùn mà chảy xuôi xuống. Rầm. Thanh trường mâu màu đen trong tay Tiết Ích gãy lìa, 2 con dị thú chiến hồn bị cắn nát, trên thân thể có vết đao dài 1 thước. Đao khí bá đạo tràn vào thân thể của hắn, chém vỡ linh hồn của hắn, thân thể cứ như thế té xuống. Vẻn vẹn một đao, liền chém chết hết 14 vị tinh anh đệ thất điện, trong đó vẫn còn bao gồm loại nhân vật vương giả thế hệ trẻ tuổi Tiết Ích có tài trí mưu lược kiệt xuất. Phong Phi Vân thu đao, chống đỡ thân thể, lại bắt đầu ho khan. Những thiên kim tiểu thư này của Phong gia cả kinh đến cằm đều phải rớt xuống. Đây chính là thiên tài hàng đầu trong truyền thuyết của thần Tấn Vương Triều, quả thực rất tướng soái, quá cường đại. Giết một vài tà nhân, quả thực liền như sắt thức ăn. Ở đây, liền chỉ còn lại có Xâm Lâm còn sống, giờ phút này hắn đã có hơi đứng không vững thân thể, ở trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hưu. Một đạo ngọc phi phù bay ra từ trong tay Xâm Lâm. Nó hóa thành một con thoi trắng bay đi về hướng bầu trời. Hắn muốn đưa tin cho cường giả siêu cấp của đệ thất điện. Phong Phi Vân lại là phát huy ra một đao, đi sau mà tới trước, chém vỡ một quả ngọc phi phù kia. Xâm Lâm nhân cơ hội này muốn đào tẩu, tiên huyết trên người bắt đầu bùng cháy. Hắn thi triển phép cấm tà đạo làm tăng lên tốc độ chính mình, trên chân sinh ra một mảnh huyết vân, hắn muốn phi thiên đi. Trở về đi. Âm thanh của Phong Phi Vân vang lên từ đỉnh đầu của hắn. Một bàn tay cực lớn ấn từ trên trời xuống, trên đó có hỏa diễm lượn lờ, hoa văn vô số, trực tiếp ép Xâm Lâm tới khi người vỡ vụn, bị đánh thành phấn vụn. Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật, thời gian từ đầu đến cuối cũng không vượt qua 1 phút đồng hồ. Tất cả đệ tử đệ thất điện liền đều đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Mặc dù là như thế, Phong Phi Vân lại vẫn không hề cảm nhận được đến nửa phần cảm giác thành tựu. Tu sĩ đệ thất điện so sánh với Phong gia thì cường đại hơn không chỉ một cấp bậc. Bọn chúng đã tiến vào quận Long Chiết 4 ngày, rốt cuộc có công phá được tổ địa Phong gia hay không? Nếu như để cho người của đệ thất điện công phá được Phong gia tổ địa, Phong gia khẳng định sẽ bị diệt tộc. Mà cưu cửu quái bào cũng bị cướp đi, đây là điều mà vô luận như thế nào thì Phong Phi Vân cũng không nhìn từ xa đến. Cưu cửu quái bào là vậy duy nhất mẫu thân để lại cho ta. Nếu như ai dám có chủ ý với nó, ta sẽ cho hắn biết sinh tử khó cả đôi đường. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, liền không hề dừng lại nữa. Hắn cấp tốc chạy đi về hướng quận Long Chiết. Phi Vân đường huynh, chờ một chút. Phong Thanh Dục lấy hết súng khí đuổi kịp. Phong Phi Vân dừng bước, tịnh không quay đầu lại, chỉ hỏi. Chuyện gì? Phong Thanh Dục trong mắt hoàn toàn óng ánh. Hai mắt đẫm lệ mà nói. Đệ thất điện Xâm La điện tà nhân giết hại người nhà của ta, phụ thân của ta, chú bác ông bà đều chết ở trong tay bọn chúng. Ta và muội muội đã không nhà để về, chúng ta có khả năng đi theo ngươi chứ?
Phong Thanh Lan cũng nhẹ nhàng cắn môi, hàm chứa nước mắt, tội nghiệp nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Không thể. Phong Phi Vân vừa nói dứt lời, liền vội vàng chân đạp luân hồi tật tốc, biến thành một cơn gió thoảng, băng qua ngàn vạn con sóng biếc của Tấn Hà, vượt qua dãy núi Ngũ Chiết, tựa như một u linh xuyên qua không gian ở trong không khí, vội vàng chạy đi về hướng tổ địa Phong gia. Nếu như không bị chúng Diêm Vương hủ huyết, Phong gia cũng không gặp khốn cảnh diệt tộc, thì Phong Phi Vân tự nhiên không ngại mang theo hai cô em họ nũng nịu này. Cho dù có ngủ với bọn họ thì hắn cũng sẽ không có chút xíu băn khoăn. Loại ví dụ tiểu nữ sinh sùng bái đại ca ca, sau đó bị sa ngã thì thật sự quá nhiều. Mặc dù cùng là đệ tử Phong gia, nhưng là huyết mạch trong thân thể bọn hắn đã rất nhạt, cách xa nhau rất nhiều, cũng không tính là họ hàng gần giao hợp với nhau. Loại mỹ nữ dâng lên tận miệng, Phong Phi Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, chủ động đè ra cũng là điều sinh lý cần phải có. Nhưng mà hiện tại thời gian cấp bách, Phong Phi Vân làm sao có thời giờ chiếu cố mấy nữ hài tử. Rồi hãy nói phía sau có trưởng lão thứ 8 ở đó, đủ sức để bảo vệ bọn họ được an toàn. Hiện tại hắn càng muốn trước khi chết, thu hồi chiếc y bào mà mẫu thân lưu lại. Quận Long Chiết ở vào phía đông phủ Nam Thái, tiếp giáp với quận Tam Thánh. Nó cũng là một mảnh đất tràn đầy chuyện cổ tích, có rất nhiều cường giả tu tiên đều từng du ngoạn đến nơi này, để lại dấu chân. Cả một quận lớn này tràn đầy màu xanh đen của núi non trùng điệp, mây trắng lảng bảng trên đỉnh núi, có đàn vượn truyền qua vách núi, để lại dấu chân lõm sâu trên vách đá dốc đứng cao chót vót. Phong Phi Vân thuận gió mà chạy, dọc trên đường đi gặp phải ba đạo tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện. Bọn chúng đều là dạng hai tay dính đầy máu tươi, có rất nhiều đệ tử của Phong gia đều chết ở chốn núi non hoang vu, thi thể đều không còn hoàn toàn trọn vẹn, bị lang sói ăn mất. Phong gia đã từng huy hoàng như thế nào, tại phủ Nam Thái đó là gia tộc tu tiên tuyệt đối đứng đầu. Nhưng mà chỉ bởi vì một món cưu cửu quái bào mà đưa tới vô tận sát kiếp, không chỉ có là tu sĩ tà đạo đệ thất điện Xâm La Điện, mà ngay cả mấy tiên môn và gia tộc đứng đầu khác ở phủ Nam Thái đều ra tay ám toán lập kế ở sau lưng, cướp đoạt tài nguyên khoáng sản, thành trì, ruộng vườn của Phong gia. Thất phu vô tội, giữ ngọc có tội. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ biết thì sống. Đây là quy luật không thay đổi của thế giới này. Phong gia tổng cộng có mấy tổ địa, trong đó một chỗ liền nằm tại Huyền Tinh Phúc Địa ở quận Long Chiết. Nơi này vốn là nằm trên một con linh mạch, chính là nơi ra đời của gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Huyền Tinh Phúc Địa chính là nơi ngộ đạo của ngài. Sau khi nữ ma xuất thế, có rất nhiều đệ tử của Phong gia đều chết ở trong tay thi tà. Còn một bộ phận đệ tử trong đó liền rút lui đến quận Long Chiết. Huyền Tinh Phúc Địa trở thành nơi đóng quân dòng chính của Phong gia. Huyền Tinh Phúc Địa, ở vào giữa 99 tòa vân phong, Phong gia xây dựng nhiều năm. Nơi này vô số cửa ải hiểm yếu, còn có huyền tinh đại trận do gia chủ Phong gia đời thứ nhất bố trí. Coi như là vài vị cự kình đồng thời xuất thủ, cũng không thể trong một hồi lâu công phá được nó. Đến khi Phong Phi Vân chạy tới bên ngoài Huyền Tinh Phúc Địa, cường giả đệ thất điện Xâm La Điện đã tấn công nơi đây 4 ngày. Mà ngay cả huyền tinh đại trận đều đã xuất hiện vết rạn. 99 tòa vân phong đột ngột hiện ra 99 cột sáng chiếu thẳng vào trong không trung. Chúng nâng một tòa trận bàn khổng lồ, trận cổ này tựa như một mảnh sao trời trôi nổi giữa núi cao, đón nhận công kích của trên vạn tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện. Đây là một cuộc đối chiến khủng bố vô song, các thế lực lớn tu tiên chiến đấu, ánh sáng của các thuật pháp nhuộm cho bầu trời ánh lên đủ mọi màu sắc. Trên bầu trời dày đặc tu sĩ mặc áo bào đen, có kẻ cưỡi thanh dương dị thú, có vài tên đang điều khiển tứ dực đại cầm. Chúng vây khốn cả huyền tinh phúc địa, không ngừng đánh ra từng đạo thuật pháp, tìm kiếm vị trí yếu nhất để ra tay xuất thủ. Cứ tiếp tục công kích dày đặc như vậy, muốn công phá huyền tinh đại trận chỉ là vấn đề về thời gian. Phong Phi Vân đứng ở trên một đỉnh núi xa xa, hai mắt nhìn về phía này. Tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện thật sự quá nhiều. Đã vây chặt mỗi một phương vị của huyền tinh phúc địa đến chật như nêm cối, căn bản không có khả năng len lén lẻn vào. Xâm La Điện không hổ là tà tông đệ nhất thiên hạ trước đây. Chỉ vẻn vẹn là một đệ thất điện liền cường đại như thế. Vì muốn diệt tộc Phong gia, lại đồng thời đưa ra 6 vị cự kình. Trong lòng Phong Phi Vân kêu lên không thôi. 6 vị cự kình, đây là một cỗ chiến lực khổng lồ như thế nào? Bất cứ một gia tộc tu tiên nào của phủ Nam Thái đều không có khả năng có được 6 vị cự kình. Phong gia đã xem như xếp hạng hàng đầu trong các đại gia tộc ở phủ Nam Thái.
nhưng mà hơn 1.000 năm tích lũy, cũng mới xuất hiện 3 vị lão tổ cấp bậc cự kình, trong đó còn có 2 vị đều đã đi vào tuổi già, huyết khí đều đã không còn nữa, chiến lực đã không biết bị sói mòn đến tình trạng như thế nào. Một vị cự kình là có thể khởi động một gia tộc tu tiên hàng đầu. Nhưng mà với Xâm La thập điện, trước mặt bất cứ một điện nào thì đều có thể dễ dàng tiêu diệt một gia tộc tu tiên hàng đầu. Tu sĩ Tà Tông tấn công Huyền Tinh Phúc Địa nhiều hơn vạn người, nhưng mà Phong Phi Vân biết đây vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ trong đó. Còn các tu sĩ Tà Tông khác đều đã đi giết trụi đám đệ tử Phong gia đóng tại mỗi đại cổ thành. Tà Tông làm việc cho tới bây giờ đều là nhổ cỏ tận gốc, lòng dạ độc ác, kể cả những chuyện không ra gì đều có thể làm được. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ tu tiên giới mới sợ hãi người Tà Tông như thế. Đến sau khi màn đêm buông xuống, Tà Tông mới ngừng lại. Trên vạn tu sĩ Tà Tông đều canh giữ ở bên ngoài Huyền Tinh Phúc Địa. Chúng đốt sáng lên 36 chiếc đồng trụ, bên trong đồng trụ vọt lên dầu hỏa, nhóm lên đống lửa. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhuộm đỏ cả 99 tòa vân phong. Những tu sĩ Tà Tông này liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện tập thể, khôi phục linh khí tiêu hao ban ngày, chuẩn bị một vòng tiến công mới vào ngày mai. Lúc này có 2 đạo linh mang lao ra từ trong Huyền Tinh Phúc Địa. Đây là 2 tu sĩ tiền bối Phong gia, tóc hoa râm, thân thể lưng còng. Họ muốn thừa dịp cơ hội này chạy ra khỏi vòng vây của tu sĩ Tà đạo đệ thất điện. Hưu. Trên màn đêm phương đông, một tòa cung điện trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngôi sao sáng ngời rơi xuống từ trên bầu trời. Một âm thanh uy nghiêm mà lạnh lùng truyền ra từ trong cung điện. Phong Tinh Nghiên, Phong Bình, các ngươi chạy thoát được sao? Một bàn tay thật lớn màu đen bay ra từ trong cung điện, trong bàn tay nâng một đám mây màu đen, trực tiếp đè dí 2 tu sĩ Phong gia muốn chạy thoát ở trên mặt đất. Đừng, ta không muốn chết. Các ngươi quá độc ác. Rầm, rầm. 2 vị tu sĩ tiền bối Phong gia trực tiếp bị đánh thành bánh thịt, huyết nhục đều bị lẫn vào trong đất đá, quả thực máu thịt lẫn lộn. Phong Phi Vân đứng ở trong gió lạnh, trong lòng cảm giác cực kỳ cay đắng, tự nhủ. Phong Tinh Nghiên và Phong Bình, chính là đệ nhị trưởng lão và đệ ngũ trưởng lão của Phong gia. Ngay cả bọn họ đều bắt đầu chạy trối chết, xem ra đệ tử Phong gia trong Huyền Tinh Phúc Địa đều bị hù dọa đến vỡ mật. Tu sĩ Tà đạo đệ thất điện còn chưa tiến vào, mà cũng đã tự rối loạn đầu trận tuyến. Lại có đệ tử của Phong gia chạy ra từ trong Huyền Tinh Phúc Địa, tiền tiền hậu hậu chừng hơn 100 người. Toàn bộ đều bị tu sĩ Tà đạo đệ thất điện giết chết, thi thể bị dắt vào đồng trụ nướng trên lửa đỏ. Trong đó còn có một chút đệ tử Phong gia ý chí không kiên định, muốn đầu hàng trước đệ thất điện, trở thành người hầu của tu sĩ Tà đạo. Nhưng mà sau một hồi bị trêu và làm nhục, cuối cùng cũng đã bị giết chết. Dưới 99 tòa vân phong, ánh lửa rực rỡ, huyết khí nồng nặc làm cho người ta buồn nôn. Điện hạ đệ thất điện Vạn Hương sầm cưỡi trên một mảnh hoa vũ, rơi xuống cửa núi dưới Huyền Tinh Phúc Địa. 2 bên là đồng trụ cao 30 trượng đang thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Vạn Hương Sầm không chỉ có là điện hạ đệ thất điện, mà cũng chính là đệ nhất mỹ nhân đệ thất điện. Trên người nàng có mùi thơm trêu ngươi, như tiên mật tỏa vào trong không khí, bay ra xa trăm dặm. Nàng mặc chiếc áo bạch vũ lưu sa, vóc dáng xinh đẹp động lòng người, thanh cao thoát tục, mái tóc dài thả xuống từ trên đầu mãi cho đến ngang hông. Nàng có sự dụ dỗ của yêu nữ, cũng có dáng dấp của Lăng Ba tiên tử không thực giữa chốn nhân gian khói lửa. Phía sau nàng có 4 thiếu nữ người mặc hắc bào đi theo. Đều là tóc túm đuôi ngựa, xinh đẹp tuyệt vời mà thanh tú, tuổi không vượt qua 20. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đóa tà liên, hoa sen màu đen. Vạn Hương Sầm ngừng bước chân, quyến rũ cười một tiếng. Nàng cười đến vầng trăng cũng phải e thẹn thất sắc, âm thanh vang lên thật ngọt ngào. Dẫn tới, một đội tu sĩ Tà đạo đệ thất điện. Dẫn tới một đám đệ tử trẻ tuổi Phong gia bị trói gô đến trước mặt Vạn Hương Sầm. Chừng 46 vị anh tài hiếm có thuộc trực hệ Phong gia, trên người có vô số vết roi và vết máu. Họ đều bị mạnh mẽ chân áp phải quỳ ở trên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quỳ xuống. Hỗn đản, quỳ xuống cho ta. Những đệ tử trẻ tuổi Phong gia này đều bị phong bế đan điền lại, trên người cũng không có một tia linh khí. Đầu gối bọn họ đều bị đá gãy, lúc này mới quỳ rạp trên mặt đất. Vạn Hương Sầm mắt nhung như trái hạnh đào, đôi mắt sáng ngời nếu được so sánh với những vì sao trên trời cao thì vẫn còn sáng hơn.
nàng cao giọng cười nói. Mỗi vị tiền bối phong gia, tiểu nữ tử biết các ngươi đều đang nhìn từ bên trong, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện thấy anh tài trẻ tuổi của phong gia liền chết đi như vậy. Không bằng các ngươi mở huyền tinh đại trận ra, ta đem những anh tài trẻ tuổi này của phong gia cho các ngươi vào trong đó. Từ bên trong huyền tinh phúc địa truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Tiểu yêu nữ, những quỷ kế này của ngươi, há có thể lừa được chúng ta? Một khi chúng ta mở huyền tinh đại trận ra, đám tu sĩ tà đạo đệ thất điện các ngươi nhất định sẽ xông vào toàn bộ. Phong gia ta chẳng phải sẽ bị diệt tộc như vậy. Âm thanh này rất già nua, chính là một vị đại nhân vật phong gia, ẩn thân giữa 99 tòa vân phong, lão cũng không có hiện thân, nhưng mà khẳng định có khả năng nhìn thấy mấy chục vị anh tài trẻ tuổi phong gia đang quỳ trên mặt đất. Vạn Hương Sầm phong tình vạn chủng cười một tiếng. Tiền bối thật sự là quá thông minh. Ngón tay mảnh rẻ như ngọc xanh của nàng nhẹ nhàng vung lên trong không khí, hạ xuống mệnh lệnh. Ba tên tu sĩ tà đạo đứng ở sau lưng nàng đợi mệnh đã lâu rồi. Chúng nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời vung đao. Phốc, phốc, phốc. Đầu lâu của ba anh tài trẻ tuổi phong gia liền bị rơi xuống, ba cái đầu máu chảy đầm đìa tựa như quả bóng cao su lăn đi ra ngoài. Yêu nữ, ngươi. Đệ thất điện khinh người quá đáng. Các ngươi phát rồ. Cường giả phong gia ẩn thân trong huyền tinh phúc địa đều vội vàng lên tiếng, ai nấy đều tức giận mắng chửi, nhưng mà không ai dám lao ra khỏi huyền tinh đại trận. Vạn Hương Sầm vẫn cười xinh đẹp như trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm ngọc trơn bóng mà nói. Hại chết bọn họ đâu phải là ta, là các ngươi a. Nếu như không mở huyền tinh đại trận ra, những anh tài trẻ tuổi phong gia này đều sẽ phải chết hết sạch a. Ha ha! Phong Phi Vân đứng ở xa xa, cũng là ngừng lại hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú những đệ tử phong gia đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn về phương hướng huyền tinh phúc địa ở giữa 99 tòa vân phong. Trong huyền tinh phúc địa yên lặng không tiếng động. Vạn Hương Sầm ung dung vươn người một cái. Những đường cong dáng ngọc, eo thon, mông vểnh mê người, đều hiện ra hoàn mỹ. Nhưng âm thanh ngọt ngào lại chợt biến đổi, nàng nói. Xiết sạch toàn bộ cho ta. Ra lệnh một tiếng. Tất cả tu sĩ tà đạo đệ thất điện đều ồn ào theo. Âm thanh hô sát đua nhau vang lên. Phốc, phốc. Những chiếc đầu người rơi rụng lăn trên mặt đất, những sinh mệnh hiếm có chợt biến thành thi thể lạnh như băng. Những người này đều là anh tài trẻ tuổi phong gia, tương lai hy vọng của phong gia. Nhưng mà hiện tại lại đều bị mất mạng. Không chỉ có là Phong Phi Vân nhìn một màn này. Tin tưởng trong huyền tinh phúc địa vẫn còn có vô số tiền bối và lão tổ phong gia cũng đều nhìn một màn này. Nhưng mà lại đều chịu bó tay. Đây chính là bi kịch của người yếu, đây chính là quy luật lục lâm sống sờ sờ, đây là quy tắc của tu tiên giới, cường giả là vương, người thắng là chủ. Vạn Hương Sầm hơi hơi cười một tiếng, có hơi vẫy tay một cái rồi nói. Các tiền bối phong gia không đau lòng cho anh tài trẻ tuổi, chúng ta đây liền chơi đùa một trò càng kích thích hơn. Dẫn tới, một vạn hắc bào xâm la trấn thủ tại chỗ này, còn có 16 vị thái thượng trưởng lão. Ngồi ở trong hành cung đen xì đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên người dáng lành rực rỡ trói lọi như 16 vị thần trong thần miếu. 6 vị cường giả cấp bậc cự kình, khí tức của bọn họ như ẩn như hiện. Đây chính là lực lượng trấn áp làm mỗi vị tiền bối phong gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi có chỗ sơ suất, cả phong gia sẽ bị diệt tộc. Lần này đây bị dẫn tới chính là một đám thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng giống như Phong Thanh Dục bọn họ. Đó đều là thiên kim tiểu thư phong gia trực hệ. Nếu không phải con gái thành chủ thì chính là đại tiểu thư một tòa phủ đệ, đã từng có được cuộc đời xa hoa xa xỉ, hiện tại lại xa vào làm tù nhân. Các bậc cha chú bọn họ đều đã bị tu sĩ tà đạo xâm la điện giết chết. Chỉ bởi vì bọn họ là nữ nhân vóc người xinh đẹp cho nên bọn họ còn sống. Tổng cộng có 136 thiếu nữ, trong đó có một nửa đều là thiếu nữ từ 12 tuổi đến 16 tuổi. Gương mặt bọn họ bị dọa đến tái nhợt, thân thể mềm mại đang lạnh run. Những thiếu nữ này đều là những nàng dung mạo đẹp nhất trong phong gia trực hệ, ai nấy đều như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Tất cả tu sĩ tà đạo đệ thất điện đều trở nên hưng phấn, nụ cười dâm đãng không dứt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú những nữ nhân xinh đẹp này, hận không thể lập tức xông lên đi, lột sạch sẽ bọn họ rồi đè xuống phía dưới thân thể. Vạn Hương Sầm lại cười nói. Các vị phong gia tiền bối, các ngươi đều nhìn thấy, tu sĩ đệ thất điện chúng ta đối với nữ nhân phong gia các ngươi đều là thèm nhỏ dãi.
trong huyền tinh phúc địa có người không nhịn được mở miệng quát mắng. Yêu nữ, nếu như ngươi là dám động bọn họ, Phong gia chúng ta chỉ cần vẫn còn có một người sẽ tử chiến tới cùng với đệ thất điện các ngươi. Vạn Hương Sầm che miệng cười một tiếng. Đừng vội giận, đừng vội giận. Phong gia coi như bị diệt tộc, cũng không phải sợ tuyệt hậu. Mấy ngàn tu sĩ đệ thất điện chúng ta sẽ giúp các ngươi tiếp tục truyền thừa đời sau. Ha ha, các ngươi còn chờ đợi cái gì nữa, còn không mau lột hết trang phục bọn họ. Vạn Hương Sầm dáng người thon thả, khóe miệng khêu gợi đang khẽ nhếch lên một đường cong. Nàng tin tưởng những lão tổ Phong gia này có thể chịu được việc anh tài thế hệ trẻ tuổi bị giết hại, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu để cho nữ nhân Phong gia bị làm bẩn. Bằng không Phong gia bọn họ coi như tránh được một kiếp này, cũng vĩnh viễn vô phương ngẩng đầu lên tại tu tiên giới. Đây là tâm lý chiến, từ ban đầu, nàng liền đứng ở phía trên. Ha ha, đang chờ điện hạ ban phát những lời này. Một đám tu sĩ tà đạo đệ thất điện đứng lên từ trong tu luyện, phát ra âm thanh như sài lang đang nhe răng cười, đồng thời nhào về hướng về đám nữ nhân Phong gia kia. Không nên, không nên, lão tổ, cứu mạng. Ô ô, cứu mạng a, ra ra cứu mạng a. Ầm, 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 ầm. Huyền tinh đại trận rốt cục bị mở ra, tựa như một cánh cửa ánh sáng hiện ra trước mắt từ trong thiên địa. Một ông lão da rẻ hồng hào bay ra từ bên trong, giữa ngón tay điểm ra một cột sáng màu xanh, trực tiếp đánh cho một đám tu sĩ đệ thất điện xông lên đều bay ngược đi ra ngoài, mỗi người đều miệng phun ra máu. Tựa như có cơn gió thu cuốn hết lá vàng, có khí thế nghiền nát vạn vật. Đến hơn 20 vị tu sĩ tà tông đều bị đánh chết như thế, thất khiếu máu chảy. Các tu sĩ khác cũng bị trọng thương ngã xuống đất, vô phương đứng lên. Vạn Hương Sầm không chỉ có không tức giận, ngược lại hé miệng cười một tiếng, rốt cục đã dẫn ra một con cá lớn. Ha ha, Phong Hàn Nghiêu, lão ô quy nhà ngươi này rốt cục đã thò đầu ra. Nếu đã ra, vậy thì liền để cho ta tới tiễn ngươi trầu trời đi. Một vị cự kình đệ thất điện bay xuống từ trên màn đêm, người mặc một khối áo giáp đỏ bầm, một chưởng nện về hướng lão già kia. Phong Hàn Nghiêu đúng là một trong ba vị lão tổ Phong gia, đã sống hơn 800 năm, tuổi thọ còn không nhiều, huyết khí đã đang bị trôi đi. Nhưng cho dù huyết khí trôi đi, thì lão vẫn là cự kình. Ầm, 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 ầm. Phong Hàn Nghiêu tế ra một chiếc đồng lô khéo léo tinh xảo, có hai tai, hình dáng tứ giác. Trên thân của nó có khắc chữ cổ ẩn chứa linh tính. Vật này chính là một trong ba món linh khí Phong gia, có tên gọi Tấn Hà Đồng Lô. Chính là một vị tổ tiên Phong gia đã đào được trong Tấn Hà. Nó đã mục nát đến không còn hình dáng. Tấn Hà Đồng Lô có lực lượng dung thiên nạp địa, từng có một vị lão tổ Phong gia sử dụng đồng lô, nhét cả một quả núi lớn vào bên trong, rồi luyện hóa thành một khối ngoan thiết to như nắm tay. Phong Hàn Nghiêu chân dẫm một mảnh long quyển đại phong cơn lốc lớn, thân thể tựa như lá rụng trong gió. Lão đánh ra Tấn Hà Đồng Lô đã giết chết một tảng lớn tu sĩ đệ thất điện Xâm La. Cự kình đệ thất điện tung ra một huyết sắc trưởng ấn nện xuống ầm ầm, trực tiếp đập vào trên Tấn Hà Đồng Lô, làm phát ra một tiếng leng keng hữu lực, tựa như lôi thần giáng xuống đỉnh núi. Phốc! Phong Hàn Nghiêu dù sao cũng đã già, huyết khí trôi đi khá nhiều. Lão bị một trưởng này nện đến thổ huyết. Muốn bay ngược chạy trốn. Đạo huyết sắc trưởng ấn thứ hai lại phóng ra ầm ầm, đầy trời đều là huyết mang. Những vòng tròn rất giống làn sóng gợn rung động lại một lần nữa đánh cho Phong Hàn Nghiêu phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, cự kình Phong gia có chiến lực thật sự quá yếu, cho dù đã xuất ra linh khí, cũng vô lực xoay chuyển tình thế. Hôm nay phải để thây lại trong tay Lục Quân ta. Lục Quân là một trong các hộ điện pháp vương của đệ thất điện. Cũng là cự kình tu luyện 500 trở lên, lực công kích tại đệ thất điện có khả năng xếp vào 5 bậc hàng đầu. Hai vị cự kình đại chiến, lực lượng lan đến cực kỳ khủng bố. Có quả núi cao bị sụp đổ theo, đá lăn loạn xuống, cây cổ thụ biến thành những mảnh nhỏ. Chỉ tùy tiện dư âm làn sóng kia cũng đã đáng sợ như giống như địa ngục tử mang ánh tím địa ngục hủy diệt tất cả mọi thứ. Phong Hàn Nghiêu không ngăn được công kích của Lục Quân đành liên tiếp bại lui, mũ mãng trên đầu đều vỡ tung. Tóc bạc rủ rơi xuống. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn trận cự kình đại chiến này. Đối với ba vị lão tổ Phong gia kia thì hắn cũng không có một chút thiện cảm, ba lão hỗn đản tham lam mà thôi. Chỉ vì cư cửu quái bảo do mẫu thân lưu lại mà đem trục xuất Phong Phi Vân khỏi Phong gia, sai người nhốt ra ra, phái người đi truy bắt phụ thân.
vì luyện hóa cửu cửu quái bào, thậm chí không tiếc sức muốn vây giết Phong Phi Vân. Những cửu hận này, Phong Phi Vân đều khắc sâu ghi nhớ ở trong lòng. Cho dù tu sĩ đệ thất điện không giết ba lão cẩu này, nếu như hắn có cơ hội thì tất nhiên cũng sẽ ra tay giết người. Khi sư diệt tổ thì đã làm sao, người bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng mà đối với các đệ tử Phong gia khác, Phong Phi Vân lại không có loại cừu hận này, có đôi khi thậm chí sẽ ra tay cứu giúp. Lục quân, đệ thất điện các ngươi khinh người quá đáng, không phải là muốn đoạt cừu cửu quái bào, hà tất ra tay đối với những bé gái và anh tài trẻ tuổi vô tội Phong gia. Một đạo ánh vàng rực rỡ bay ra từ trong huyền tinh phúc địa, vị lão tổ thứ hai của Phong gia cũng bay ra, cùng với Phong Hàn Nghiêu đồng thời bắt đầu chiến đấu với lục quân. Ba vị cự kình cùng đánh chung một chỗ. Hai vị cự kình Phong gia, khó khăn lắm mới chặn được một mình lục quân. Đồng thời đối đầu hai vị cự kình, lục quân lại càng đánh càng hăng. Chiến khí toàn thân đều ngưng tụ thành một tầng mây, cười thoải mái mà nói. Hai lão thất phu các ngươi này, thủ đoạn so với đệ thất điện chúng ta cũng chẳng quang minh được hơn là bao. Năm đó vì chiếm lấy cừu cửu quái bào, chính là ngay cả tiểu bối gia tộc của chính mình đều phải ra tay giết chết. Hai vị cự kình Phong gia đều có sắc mặt âm trầm, đều tự xuất ra một kiện linh khí, đồng thời nện thẳng về hướng lục quân ở phía trước, làm cho lớp bùn trên mặt đất bị thổi lên cao trăm trượng. Đây là đại chiến của cấp bậc cự kình, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tu sĩ còn chưa đạt tới cấp bậc cự kình, nếu như nhúng tay thì sẽ bị giết chết tươi trong nháy mắt. Bên ngoài huyền tinh phúc địa đã lâm vào một cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Ánh mắt Phong Phi Vân chợt khựng lại, hắn thấy một thiếu nữ vung tay vung chân chạy ra từ trong huyền tinh phúc địa. Thiếu nữ này cũng áng chừng 13, 14 tuổi, vóc dáng thanh tú, khuôn mặt trắng nõn mũm mím, đôi mắt tròn xoe tựa như bồ đào màu đen thạch anh. Phong Phi Vân lúc đầu vừa nhìn, thật đúng là cũng không nhận ra nàng ngay được. Cho đến lúc nhìn thấy con bạch miêu nhi trong lòng nàng thì mới dám khẳng định thiếu nữ duyên dáng yêu kiều lại chính là tiểu tà ma. Hai năm trôi qua, cái đuôi nhỏ đã từng đi theo phía sau lưng hắn đã cao lên khá nhiều. Mà ngay cả bộ ngực đều đã bắt đầu có hơi nhú lên. Nữ hài tử phát dục thì trong thời gian hai năm này sẽ đột nhiên liền trưởng thành, từ một tiểu la lị dễ thương, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp dung mạo thanh nhã. Nhìn thiếu nữ dịu dàng ít nói mà thanh nhã như vậy. Ai mà biết nàng chính là tiểu tà ma tà khí kinh hoàng kia. Tiểu tà ma mắt nhung sáng ngời thanh nhã, trong tay lấy ra một cái túi lưu kim màu tím. Một đám mây màu tím ùa ra từ trong túi. Nó bao bọc lấy 134 nữ nhân Phong gia kia vào trong đám mây màu tím. Thu hoạch. Đám mây màu tím lui về như nước thủy triều, rồi thu vào trong lưu kim túi. Một sợi dây vừa quấn lấy, liền lại bị nàng buộc lại ở trên vòng eo nhỏ. Đại công cáo thành, lớn mật, cũng dám cứu đi nữ nhân Phong gia, giao ra cho ta đây. Vạn hương sầm biến thành một mảnh hoa vũ, mang theo hương thơm đầy người mà bay về hướng tiểu tà ma. Có 12 ông lão cảnh giới thiên mệnh, theo sát ở phía sau vạn hương sầm, như 12 đạo khói bụi màu đen, cuồn cuộn cuốn lại đây. Ha ha, đến a, bắt được ta liền cho ngươi. Thơm quá, không chịu được. Thật sự là không chịu được. Tiểu tà ma thụt thò đầu lưỡi, liếc mắt nhìn vạn hương sầm rồi xoay người liền chạy. Meo meo, meo meo. Bạch miêu nhi bay ra từ trong lòng nàng, trên người bốc lên một đám hào quang màu trắng. Đến khi hào quang tan hết, bạch miêu nhi liền đã lớn chừng như con cọp vậy. Nó có 9 cái đuôi, trên trán vẫn còn hiện rã những đường hoa văn như một chữ cửu. Meo meo. Trên trán con cọp là hình chữ vương. Trên trán con mèo đạm đạm chính là chữ cửu. Mỹ nữ, cúi chào. Tiểu tà ma ngồi ở trên lưng đạm đạm, vững vàng đi lên trên bốn phiến hỏa vân, nó bay lên không. Còn nha đầu kia vẫn còn xoay người, vẫy tay cáo biệt tươi cười đối với vạn hương sầm. Đạm đạm có tốc độ phi hành cực nhanh, coi như vạn hương sầm là cấp tu sĩ khác mà cũng kém thật xa không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tà ma trốn. Tiểu tà ma Phong gia, sớm muộn sẽ có một ngày. Ta muốn ngươi không cười nổi. Vạn hương sầm mang theo một làn gió thơm, bay xuống từ giữa không trung, rồi đứng ở trên tột đỉnh núi, nhìn chăm chú thiếu nữ cưỡi miêu nhi ở phía chân trời kia, trong mắt nhung lộ vẻ sắc lạnh. Gió thu lạnh lùng, thổi cho mái tóc xanh của vạn hương sầm tung bay, mà ngay cả những sợi tóc mảnh mai kia cũng tỏa ra hương thơm mê người. Dưới nửa vầng trăng, da thịt trên mặt nàng óng ánh tựa như ngọc,
hàng mi như liễu, giống như nàng tiên từ tiên giới giáng xuống. Liền vào lúc nàng tính toán quay về, từ phía sau truyền đến một tiếng ho khan của nam nhân, khụ khụ rất nặng. Tựa hồ phải moi hết lục phủ ngũ tạng từ trong thân thể ra ngoài. Ai? Vạn Hương sầm cả kinh, lại có người có thể không một tiếng động tiếp cận chính mình. Khụ khụ, một nam nhân để ngươi không cười nổi. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một nam nhân có vẻ bệnh tật, ống tay áo che tại miệng, vẫn còn ho khan. Nhưng mà đôi mắt kia của hắn lại đặc biệt sáng ngời tựa như hai ngôi sao lạnh. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười khẽ, cười đến khiến cho bất cứ một người nữ nhân nào trong thiên hạ đều sẽ sợ hãi trong lòng. Màn đêm như làn sương lạnh giá, gió lạnh thổi bay áo khoác, trong không khí tràn ngập mùi vị đắng chát sơn dã của cây khổ trá. Là ngươi. Vạn Hương sầm mắt nhung chớp động tỏa ra màu sắc khác thường. Nàng nhìn chăm chú thiếu niên đi ra từ trong bóng tối này. Đôi tay ngọc thon thả chắp ở phía sau, từ lòng bàn tay tỏa ra một vầng ánh sáng. Nó biến thành cánh hoa linh khí màu hồng nhạt, sắc bén tựa như lưỡi dao, tỏa ra hỏa diễm. Từ trong da thịt ngọc ngà của nàng tản ra một mùi hương thơm mát. Nàng đứng ở trên đỉnh núi mà tựa như một cây linh hoa tinh khiết. Mùi thơm trời sinh mà đến này đã thu hút tới một số lớn linh điệp. Phong Phi Vân từ từ đi tới, hắn hỏi. Đang kinh ngạc là ta còn chưa chết. Vạn Hương sầm mảnh mai chập chờn, giải lụa màu trên vai được một cỗ linh khí màu tím dẫn động bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên như cánh bướm sặc sỡ. Mấy sợi tóc trên đầu phớt qua gương mặt có vẻ đặc biệt phong tình vạn trùng, nàng lại cười nói. Ta chỉ là đang rất ngạc nhiên, vào lúc sinh mệnh của ngươi không còn nhiều, thì hẳn phải là đi tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của ngươi, làm thế nào mà lại tới đây? Soạt, 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 soạt. Bốn đạo bóng dáng thon thả yểu điệu bay từ trong đêm tối. Bốn người nữ nhân mặc trường bào màu đen, dáng người cao rong ròng, hai chân thon thả bay xuống. Mọi người bọn họ đều có tu vi không tầm thường, trên làn da trắng lưu động được tinh quang, trên đỉnh đầu trôi nổi một tòa hắc liên. Trên mỗi một sợi tóc đều tràn ngập linh khí, nhổ xuống một sợi tóc, đều có thể trở thành vũ khí sắc bén nhất. 12 lộ bụi mù đen tuyền cuồn cuộn vào tới, 12 ông lão đã sống mấy trăm năm chạy tới. Bọn họ đều là cảnh giới thiên mệnh, liền đứng ở phía sau Vạn Hương sầm, tinh mang đen tuyền ở sau lưng bọn họ bắt đầu khởi động, tựa như lưng đeo một mảnh hắc vân ma tôn. Bốn vị nữ hộ điện và 12 lộ điện hạ hộ đạo nhân đồng thời chạy tới. Sức mạnh bên Vạn Hương sầm lập tức tăng nhiều. Lúc trước tu vi của nàng đã trên Phong Phi Vân, giờ phút này càng không sợ. Dưới chân giẫm một mảnh hoa vũ, thân thể bắt đầu bồng bềnh, nàng đứng ở giữa không trung trên một tòa thất phẩm liên thai nở rộ. Bắt sống yêu ma chi tử, ai có thể lấy được yêu ma chi huyết trong thân thể hắn, điện chủ tất có trọng thưởng. Vạn Hương sầm ngồi ở trên thất phẩm liên thai, gương mặt tinh xảo tuyệt vời đắm chìm trong ánh trăng trong trẻo. Càng tôn thêm vài phần cao quý. Nếu hắn đi tìm cái chết, ta đây sẽ tới đưa hắn một đoạn đường. Một ông lão hai tay kết xuất ấn quyết, giữa hai tay phát ra một vầng sáng xanh. Một thanh kiếm cổ màu xanh dài ba thước bay ra từ trong vầng sáng xanh. Nó nâng cái đuôi thật dài mà lao về hướng tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chậm rãi vươn một ngón tay, một chùm tia sáng màu vàng hiện ra trên ngón tay. Nó ngưng tụ một nửa khí lực của vùng rừng núi. Một ngón tay đã đập vỡ thanh kiếm cổ màu xanh này. Chân đạp luân hồi tật tốc, thân thể đột nhiên mất đi bóng dáng. Vào lúc lại xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng ở phía sau lão già kia, lại qua loa hời hợt điểm ra một ngón tay. Chỉ quang bay ra, tức thì xuyên thủng hộ thể chỉ quang bên ngoài lớp da của ông lão, đâm tới phá vỡ gáy lão, cắn nát thần thức trong đầu lão. Rầm, thân hình già nua chợt ngã thẳng cẳng xuống trên mặt đất. Trong hai mắt trống rỗng có một tia tiên huyết chảy ra. Một ông lão đã sống hơn 300 năm, liền chết như vậy ở trong tay Phong Phi Vân. Tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện cũng chỉ đến như vậy, phế vật thôi. Phong Phi Vân quay đầu, nhìn chòng chọc về hướng Vạn Hương sầm ở giữa không trung, thân thể chợt biến thành một đạo khói trắng. Hắn bay lên, bụi mù liền cuốn về hướng Vạn Hương sầm. Lớn mật, cũng dám bất kính đối với điện hạ chúng ta. Bốn nữ nhân khoác áo choàng vàng đen đồng thời phi thân lên, dáng người thon thả mà lại nhanh nhạy. Trên đỉnh đầu xuất ra hắc liên làm bộc phát ra bốn cỗ lực lượng khí thế sáng ngời, như bốn vầng mặt trời đen. Bốn vị nữ hộ điện này đều là tu sĩ thiên tư tuyệt đỉnh, đã trải qua tôi luyện sinh tử,
xông qua cấm địa chết người, đều có thể sinh tồn trong ma sơn mà dị thú thường lui tới. Số tu sĩ chết ở trong tay bọn họ, quả thực vô số kể. Bông hắc liên trên đỉnh đầu bọn họ chính là một loại tà pháp cấp bậc tuyệt học, mặc dù so sánh không bằng 12 đại tà công, cũng đã không còn kém nhiều. Đặc biệt bốn người bọn họ liên thủ thì chiến lực càng không phải chuyện đùa, đã từng đánh một vị tu sĩ tiền bối thiên mệnh đệ nhị trọng đến trọng thương. Thân thể Phong Phi Vân tựa như u linh, xuyên qua không gian giữa bốn đóa hắc liên, xuất nhập như chỗ không người. Bốn vị nữ hộ điện căn bản là không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ầm, 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 ầm. Hai quyền nện ầm ầm từ phía dưới lên, ánh vàng lấp lánh, quyền đầu lớn như cái đấu. Đây là quyền pháp do hai ông lão mặt vàng đánh ra, trên quyền ngưng tụ được sức mạnh cần thiết của long hổ. Hai ông lão này chủ tu lực lượng, đã có thể đánh ra lực lượng một hổ, huyết khí trên người có thể ngăn sông lật biển. Phong Phi Vân trực tiếp duỗi tay ra, một cái trưởng ấn cực lớn vỗ ra ngoài, trên đó ngưng tụ được năm chủng loại sắc thái, đen, xanh, vàng, trắng, đỏ, tựa như năm đám linh vân tràn ngập ở lòng bàn tay. Bàn tay cực lớn hạ xuống, trực tiếp đánh nát quyền ảnh màu vàng. Hai ông lão này tức thì bị trưởng ấn đánh cho chia năm xẻ bảy, toàn bộ không còn lực để đánh lại. Đã có ba ông lão cấp bậc thiên mệnh chết ở trong tay Phong Phi Vân, ở trước mặt của hắn không chống đỡ được quá một hiệp. May là Phong Phi Vân trúng Diêm Vương Hủ Huyết, bằng không đương thời không người có thể tranh giành cùng hắn. Vạn Hương Sầm nhìn Phong Phi Vân đang đi bước một tới gần, bốn vị nữ hộ điện và 12 vị điện hạ hộ đạo nhân cũng không thể ngăn nổi bước tiến của hắn. Đây chính là một vị sát thần, cho dù là trúng Diêm Vương Hủ Huyết, thì vẫn có nhuệ khí động trời. Số người trong thế hệ trẻ tuổi có thể ngăn cản hắn, cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Vạn Hương Sầm đã đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng, thiên tư tuyệt đỉnh, chính là điện hạ một điện, tương lai có khả năng kế thừa vị trí điện chủ. Với tu vi này căn bản là nàng không sợ hãi Phong Phi Vân, coi như Phong Phi Vân không có trúng Diêm Vương Hủ Huyết, muốn tại cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng mà đánh bại nàng thì đó cũng là chuyện không có khả năng. Có thể trở thành điện hạ một điện, đó đều là thiên kiêu không tầm thường, ai cũng đều không phải dễ chọc. Dầm. Phong Phi Vân đánh ra nhị phẩm linh khí lôi hỏa châu, dẫn động lôi kiếp tứ phương, một mảnh lôi hải ngưng tụ ra trên đỉnh đầu Vạn Hương Sầm rồi giáng xuống. Vạn Hương Sầm ngồi xếp bằng yên tĩnh, trôi nổi trên thất phẩm liên thai. Ống tay áo xanh bằng lụa mỏng vung lên, một đám mây màu xanh cuốn tới liền trực tiếp phá vỡ lôi hải, nàng vươn tay ngọc thon thả, muốn cướp lấy lôi hỏa châu. Một kiện nhị phẩm linh khí nắm giữ ở trong tay kẻ sắp chết như ngươi thì thật sự rất đáng tiếc. Hãy để cho ta đến thay ngươi bảo quản đi. Vạn Hương Sầm đôi mắt mơ màng, hàng lông mi dài đang chớp chớp, có vẻ hơi cười khẽ. Đây chính là một kiện nhị phẩm linh khí, giá trị phi phàm, coi như là cường giả cấp bậc cự phách đều sẽ phải động tâm. Cái đó thì còn phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Âm thanh của Phong Phi Vân vang lên trong gió lạnh. Một đạo gió xoáy lướt qua bên cạnh Vạn Hương Sầm, một đạo trưởng ấn thật lớn đánh ra từ trong gió xoáy. Ngay sau đó bóng người Phong Phi Vân cũng bay ra từ trong gió xoáy. Tốc độ thật nhanh. Vạn Hương Sầm hơi kinh hãi, tốc độ của Phong Phi Vân cũng thật là đáng sợ, quả thực có thể so với bán bộ cự phách, tu sĩ dưới cấp bán bộ cự phách, không người có thể so sánh tốc độ cùng hắn. Một trưởng này giống như tia chớp bay tới gần. Vạn Hương Sầm mặc dù gặp nguy không loạn, vươn một cánh tay trắng nõn, năm ngón tay mảnh rẻ tựa như con rắn trắng nhỏ. Một mảnh cánh hoa xanh ngọc lấp lánh bay ra từ lòng bàn tay nàng, xé nát một chưởng này của Phong Phi Vân. Hiu! Thất phẩm liên thai dưới chướng nàng biến thành một đạo ánh sáng lung linh bay đi ra ngoài. Tu vi của Phong Phi Vân mặc dù không bằng nàng, nhưng mà tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, khiến cho nàng cảm giác được một tia nguy hiểm. Nàng không muốn mạo hiểm, dù sao nữ nhân rơi vào trong tay Phong Phi Vân cũng không có kết cục tốt. Quả thật là nàng không muốn không cẩn thận để rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sao lại để cho nàng toại nguyện? Hắn vốn chính là vì muốn bắt Vạn Hương Sầm, nên mới có thể hiện thân, đương nhiên không có khả năng để cho nàng đào tẩu. Vạn Hương Sầm chính là một con riêng của Thi Động Động chủ truyền thừa từ thuở xa xưa ở Phủ Bắc Cương, có được thân phận không phải tầm thường. Cho dù là những thái thượng trưởng lão đệ thất điện đều phải kiêng kỵ nàng ba phần. Chỉ cần bắt được nàng, như vậy liền có được lợi thế đàm phán với tu sĩ tà đạo đệ thất điện.
cho dù cưu cửu quái bảo bị tu sĩ tà đạo đệ thất điện đoạt đi, Phong Phi Vân cũng có thể lấy vạn hương sầm làm con tin, đổi lại cưu cửu quái bảo. Đây là xuất một nước cờ hiểm, dù sao tu vi vạn hương sầm so với hắn cao hơn 5 lần trở lên, huống chi còn có 4 vị nữ hộ điện tu vi không thấp hơn so với Phong Phi Vân và 12 ông lão cảnh giới thiên mệnh. Nếu muốn bắt nàng, nhất định phải phối hợp thiên thời địa lợi, nhưng lại nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi nhất là đã bắt được nàng. Bằng không nếu như kinh động đến cự phách của đệ thất điện, như vậy tất cả bố trí đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa một khi thất bại vẫn còn có thể chết không toàn thây, nhưng mà Phong Phi Vân đều không sợ hãi chút nào, hắn cảm giác được đáng giá mạo hiểm, nếu muốn cướp thịt miệng hùm, tự nhiên phải mạo hiểm. Soạt! Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, thân thể giống như gió xoáy, trực tiếp đuổi theo về hướng vạn hương sầm. Nếu như để cho nàng bay trở về trong trận doanh đệ thất điện, như vậy liền không còn có cơ hội. Phong Phi Vân, lá gan của ngươi thật sự quá lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh nhau với điện hạ. Trước qua cửa ải này của chúng ta rồi hãy nói sau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bốn vị nữ hộ điện đồng thời vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh, trên cổ tay chảy ra một vết máu, tràn ra một mảnh huyết vụ rồi nhập vào trong bốn đóa hắc liên. Bốn đóa hắc liên xoay quanh lẫn nhau, rồi nhập vào chung một chỗ hình thành một đóa ma hoa thật lớn. Nó bộc phát ra lực lượng có tính hủy diệt, tựa như cơn lốc xoáy xoay tròn bay ra. Ma hoa dẫn tới gió lạnh hóa long, lực lượng có tính xé rách cuốn tận trời cao, làm cho thể xác và tinh thần của người ta đều sợ run. Bốn vị nữ hộ điện này đều chính là nhân vật không thể coi thường, mỗi một nàng đều tài hoa hơn người, thuộc về cấp bậc anh tài nghịch thiên. Chiến lực so với Phong Phi Vân không kém bao nhiêu. Bọn họ liên thủ xuất một chiêu, một cỗ khí thế hào hùng khiến cho 9 ông lão còn sống kia đều phải né tránh, sợ bị lực lượng của ma hoa làm tổn thương đến. Phong Phi Vân cũng ngừng bước chân lại, điều động ra vũ hóa đài trong đan điền. Thần đài màu đen chỉ cao có 33 trượng, tựa như một mặt thánh bia mang theo linh khí của tử phủ từ trên trời hạ xuống. Ầm, 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 ầm. Trên vũ hóa đài ngưng tụ linh hồn của 18 vị nhớ tài trí cao vô thượng, uy thế đáng sợ như thế nào. Nó xuất ra một chiêu, từ trên vòm trời cũng có lôi đỉnh giáng xuống, trực tiếp đánh bay ma hoa màu đen đi ra ngoài. Phong Phi Vân mượn một cỗ lực lượng phản xung này, đạp lên vũ hóa đài mà trực tiếp bay đến phía trên vạn hương sầm, từ trên trời áp xuống. Ầm, 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 ầm. Tiên nhan vạn hương sầm mang theo vài phần châm chọc. Thất phẩm liên thai dưới thân đã bay đến phía trên một con sông lớn thì ngừng lại. Vòng ngực vỉnh lên kiêu ngạo với người, vóc dáng xinh đẹp khuynh thành đứng ở trên đài sen xanh, như tiên nữ băng qua biển xanh, thanh nhã vượt khỏi đời thường, nàng chậm rãi vươn một cánh tay ngọc. Cánh tay của nàng nhỏ như thanh ngọc, làm tung bay những cánh hoa đỏ rực, không ngờ lấy tay ngăn cản được vũ hóa đài khổng lồ. Phong Phi Vân đứng ở trên vũ hóa đài, đánh ra kình lực toàn thân. Trong thân thể có tiếng thú gầm không dứt. Hơn 8.000 con dị thú chiến hồn bay ra, có con như sư tử, có con như mãng xà, có con thân người với 4 đôi cánh, có con lân phiến bao trùm toàn thân. Lực lượng của dị thú chiến hồn đột phá xuống phía dưới, khiến cho vũ hóa đài biến thành phiên thiên ấn, phát ra lực lượng rung trời chuyển đất. Lực lượng của Phong Phi Vân lại đáng sợ như thế, khó trách có thể được xưng là chiến lực đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới. Vạn hương sầm dù sao cũng là nữ nhân đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không phải những thiên kim tiểu thư quanh hàng năm sống trong khuê phòng có khả năng bằng được. Mùi hương thơm mát trên người bắt đầu trở nên đậm đặc, hương khí đều phô ra sắc thái hồng nhạt, trở thành mắt thường có thể thấy được. Thân thể và thất phẩm liên thai ở dưới chân liền dung hợp, toàn thân đều là màu xanh thánh khiết. Một thanh lưu ly thiên chiếu cung nắm ở trong tay, một tay căng dây biến cây cung thành vầng trăng tròn. Một mũi tên với đuôi ánh sáng dài hơn 10 thước rời cung bay ra, đánh cho vũ hóa đài đều bị rung mạnh, 16 con dị thú chiến hồn tu vi 500 năm bị chấn nát biến thành trận mưa nhỏ. Nàng nhanh chóng lôi ra mũi tên thứ hai, nhắm ngay vào ngực Phong Phi Vân. Ngón tay vừa buông, một mũi tên với đuôi ánh sáng dài hơn 20 thước bay ra, uy lực so sánh một mũi tên vừa rồi kia thì còn lớn hơn 7-8 lần. Phong Phi Vân vội vàng xuất ra miểu quỷ ban chỉ. 6 bức thần đồ hiện ra trước người, bao bọc lấy thân thể. Thất phẩm liên thai và lưu ly thiên chiếu cung đều là nhất phẩm linh khí, trên đó có thiết lập hoa văn trận pháp, trải qua mấy trăm năm mới thai nghén ra linh tính, uy lực không phải chuyện đùa.
thất phẩm liên thai có thể làm tăng lên chiến lực của nàng, ngưng tụ linh khí nhanh hơn, phát huy ra được cảnh giới lực lượng cao hơn. Lưu Ly Thiên Chiếu Cung có lực công kích có thể xuyên núi phá đất, nắm giữ ở trong tay nàng có thể bắn chết tu sĩ với cảnh giới cao hơn so với nàng. Uy lực của hai kiện linh khí mà Vạn Hương Sầm có lực lượng với tính áp đảo, đã đánh bay Vũ Hóa Đài. Sức mạnh mũi tên thứ ba đã đạt tới cái đuôi ánh sáng dài hơn 30 thước, quả thực tựa như một ánh mặt trời. 6 bức thần đồ bảo vệ Phong Phi Vân bị một đạo quang tiễn này đánh đến lõm xuống, đầu mũi tên sắc bén không ngừng tiếp cận vị trí ngực của Phong Phi Vân. 3. Thần đồ bị đâm thủng, mũi quang tiễn đụng vào thân thể Phong Phi Vân, xuyên luôn qua người. Phong Phi Vân phát ra một tiếng hét thảm, từ giữa không trung rơi xuống, trên người bắn ra đầy tiên huyết. Bùm bùm một tiếng, rơi vào trong dòng nước chảy xiết. Trong mắt Vạn Hương Sầm lộ ra nụ cười đắc ý, khoác cây Lưu Ly Thiên Chiếu Cung ở trên lưng, thu thất phẩm liên thai rồi bay đến trên mặt sông. Một đôi mắt nhung như đan phượng bắn ra hai đạo linh quang, tìm kiếm tung tích của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân muốn bắt nàng, làm sao nàng không muốn bắt Phong Phi Vân? Chỉ có chiếm được yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân, mới có thể tế luyện cư cửu quái bào, đây là mục đích lớn nhất của đệ thất điện Xâm La Điện trong lần tấn công Phong gia này. Đây là một dòng sông lớn chảy qua giữa hai quả núi, hai bên bờ sông mọc đầy những cây phong đỏ xanh tươi tốt. Dưới bóng đêm trông chúng có vẻ cực kỳ thần bí, có những con sinh vật chưa biết ẩn núp trong rừng, ánh mắt xanh lè. Những con này là dị thú sinh ra trong núi hoang đầm lầy lớn. Dưới uy áp khổng lồ của Vạn Hương Sầm, toàn bộ đều chậm rãi lùi bước. Bọn chúng biết nữ nhân xinh đẹp trước mắt đang trôi nổi trên mặt sông này không dễ chọc. Nước sông lạnh lẽo, tạo ra rất nhiều dòng nước xoáy. Trong nước có rất nhiều thủy sinh vật, trong đó có con đã hiểu được đạo tu luyện, còn sống trăm năm trở lên đã biến thành dị thú trong nước. Kỳ quái, chẳng lẽ Phong Phi Vân đã chết, xác chìm đáy nước. Chung quanh Vạn Hương Sầm lượn lờ hoa vũ. Mùi thơm trên người làm cho người ta say mê. Những thủy sinh vật dưới nước này sau khi ngửi được mùi thơm trên người nàng, đều đầu váng mắt hoa, lặn sâu xuống đáy nước. Một nữ nhân thơm phức, luôn càng làm cho nam nhân mê luyến. Từ dưới mặt nước có một bóng đen bay vút tới, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền lại xuất hiện ra ở phía dưới thân thể Vạn Hương Sầm. Bóng đen này tự nhiên chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân che giấu khí tức. Chìm ở trong nước mà nhìn về hướng phía. Xuyên thấu qua nước sông trong suốt, có thể thấy quần lụa mỏng màu xanh trên người Vạn Hương Sầm, từng lớp, lờ mờ. Còn có đôi chân ngọc thon thả và mượt mà kia bên trong cái váy. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn một lần, liền dẫn đến tiểu phúc người ta căng cứng phát đau. Hắn rất muốn đưa tay đến trên bắp đùi nàng mà véo một cái, nếm trải sự mịn màng và co giãn kia. Vóc người yêu nữ này quả nhiên thuộc về tuyệt phẩm. Một đôi chân kia quả thực dụ hoặc người ta tới cực điểm. Chỉ là bình thường đều giấu ở dưới váy sam, nhưng lúc này lại bị Phong Phi Vũ nhìn thấy sạch sẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có Phong Phi Vân mới dám dưới váy Vạn Hương Sầm mà ngắm nhìn cảnh xuân mê người kia. Những người khác, ai cũng không có lá gan đó. Lông mày lá liễu của Vạn Hương Sầm nhướn lên một cái. Nàng cảm giác dưới đáy nước truyền đến một tia dao động rất nhỏ tới cực điểm, nàng vừa mới tính toán xuất ra thất phẩm liên thai. Phong Phi Vân đã sớm một bước nhô lên khỏi mặt nước. Hắn vươn một đôi tay to, trực tiếp túm lấy hai chân của Vạn Hương Sầm, kéo giật nàng xuống phía dưới một cái. Bùm bùm một tiếng, trực tiếp kéo nàng vào trong nước sông. Tốc độ của Phong Phi Vân so sánh Vạn Hương Sầm nhanh hơn mấy lần, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đều đã bị kéo tới đáy sông, ấn vào trong lớp bùn sông thật dày. Vạn Hương Sầm dù sao chính là tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng, tài trí cao siêu, đã trải qua vô số sát kiếp, đối với nguy cơ có năng lực ứng biến cực mạnh. Phong Phi Vân tóm lấy hai chân nàng, vẫn còn kéo nàng về hướng vào chỗ sâu trong nước bùn. Hai tròng mắt nàng phát lạnh, trong nháy mắt liền xuất ra pháp khí bổn mạng trong đan điền. Một vệt sáng xanh bay ra từ vị trí tiểu phúc của nàng, đánh thẳng vào ngực Phong Phi Vân. Đây là một cái vòng cổ, lại làm cực kỳ khéo léo. Nhưng mà lực lượng lại vô cùng khổng lồ, làm cho nước ở đáy sông đa phần bốc hơi lên thành thủy khí trong nháy mắt. Phong Phi Vân khóe miệng có hơi nhếch lên một cái, đẳng cấp chính là cơ hội này. Pháp khí bổn mạng của nàng vừa mới bay ra đan điền, Phong Phi Vân và nàng cách nhau cực kỳ gần nên hắn lấy tốc độ nhanh hơn để xuất thủ.
một quyền đánh thẳng vào vị trí tiểu phúc đan điền của nàng. Ầm, 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 ầm. Một cỗ lực lượng xẻ núi phá đá từ quyền của Phong Phi Vân truyền ra, làm cho đan điền của Vạn Hương Sầm bị nện đến có vết rạn nhiều chỗ. Một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, trực tiếp khiến cho vị tà tông điện hạ này đau đến ngất đi. Thân thể co giật một cái, hai mắt trở nên trắng dã, từ trong miệng trào ra huyết, thân thể mềm mại liền mềm nhũn chìm ở trong nước bùn. Uy lực khủng bố của chiếc vòng cổ kia đều đã đánh tới vị trí ngực của Phong Phi Vân, lại đột nhiên mất đi khống chế, miễn cưỡng ngừng lại, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tất cả quá trình đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật. Mỗi một bước của Phong Phi Vân, tất cả được cho là cực kỳ tuyệt diệu. Muốn bắt cao thủ như Vạn Hương Sầm thế này, chỉ có một chữ nhanh. Nếu so với pháp khí bổn mạng thì tốc độ giết người của hắn còn nhanh hơn. Vạn Hương Sầm có tu vi cao hơn Phong Phi Vân quá nhiều, Phong Phi Vân vừa rồi nếu là chỉ chậm trong một tích tắc, như vậy người bị chết chính là hắn. Pháp khí bổn mạng mà Vạn Hương Sầm đánh ra, có thể nện hắn thành mảnh vụn. Sau một hồi lâu, bốn vị nữ hộ điện và chín vị thiên mệnh hộ đạo nhân đệ thất điện Sâm La Điện, từ xa xa bay tới, trực tiếp nhảy vào trong sông lớn. Nhưng mà lại căn bản không tìm được bóng dáng của Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm. Nguy rồi, điện hạ bị Phong Phi Vân bắt đi. Bốn vị nữ hộ điện sắc mặt đại biến, thân phận của Vạn Hương Sầm thì bọn họ so với ai khác đều biết rõ ràng. Thế này là thật sự xảy ra đại sự. Một đêm này, hai vị cự kình lão tổ Phong gia chết thảm, bị anh túc phó điện chủ đệ thất điện tự mình ra tay giết chết, thi thể bị treo tại một thác nước trên tòa Vân Phong. Huyền tinh đại trận bị công phá, tu sĩ đệ thất điện xông vào huyền tinh phúc địa, tổ địa Phong gia hoàn toàn rơi vào tay giặc. Trên trăm vạn đệ tử Phong gia xa vào làm tù nhân. Những đệ tử Phong gia thể chống cự toàn bộ bị giết chết, thi thể xếp thành một quả núi lớn, máu tươi tụ tập thành một dòng nước lũ. Nhưng mà cưu cửu quái bào lại bị một vị lão tổ cuối cùng của Phong gia mang đi, trốn ra khỏi huyền tinh phúc địa. Có hai vị cự kình tà đạo đuổi giết, đến nay không có phản hồi. Mặc dù tạm thời không có thu được cưu cửu quái bào, nhưng mà lại chiếm được của cải Phong gia thu thập hơn 1.000 năm. Có đại lượng linh thạch, linh đan, trăm năm dị thảo, linh thảo ngàn năm, còn có hai kiện linh khí, v.v. Liền vào lúc tất cả tu sĩ tà đạo đều đang mừng công hát vang, một tin tức không tốt truyền đến. Chủ nhân tương lai của đệ thất điện, điện hạ Vạn Hương Sầm, bị Phong Phi Vân bắt đi. Sau khi tin tức thứ nhất truyền tới trong tai tu sĩ tà đạo đệ thất điện, tất cả mọi người tập thể kêu thất thanh, ai nấy đều không cười nổi. Cái tên Phong Phi Vân, bọn chúng tự nhiên không người không biết. Đây chính là một cái tên khiến cho tu sĩ tà đạo Sâm La Thập Điện đều phải đau đầu. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ tà đạo đệ thất điện mới không cười nổi. Phong Phi Vân là ai? Đây chính là một kẻ so với tu sĩ tà đạo bọn hắn thì còn phải vô sỉ hạ lưu hơn. Đệ nhất mỹ nhân Bạch Như Tuyết đệ tứ điện Sâm La Điện, đệ nhất mỹ nhân Lục Ly Vi đệ thập điện Sâm La Điện đều là bị hắn cưỡng gian. Đến nay tu sĩ tà tông đệ tứ điện và đệ thập điện đều không ngẩng đầu lên làm người nổi, thường xuyên bị người cười nhạo. Ở trong tà đạo, xem như bị mất hết mặt mày. Nếu như nói tu sĩ Sâm La Điện, đều là tà nhân người gặp người sợ. Như vậy Sâm La Điện sợ nhất gặp phải chính là Phong Phi Vân. So sánh tu sĩ tà đạo càng vô sỉ hơn, so sánh tu sĩ tà đạo càng không biết xấu hổ hơn. Quả thực chính là kẻ không tiết tháo, không mặt mũi nào, vô liêm sỉ. Sản phẩm ba không chính hiệu, gặp phải người như thế, ai đều cũng sẽ đau đầu. Hai vị phó điện chủ đệ thất điện Sâm La Điện, sau khi nghe nói chuyện này thì nổi giận lôi đình. Vạn Hương Sầm tuyệt đối không thể có nửa phần sơ suất. Sau lưng nàng có một vị tà nhân hung ác. Nếu như nàng gặp phải chuyện gì, coi như bọn họ là phó điện chủ đệ thất điện cũng chịu không nổi. Cái tên Phong Phi Vân này đều đã trúng Diêm Vương hủ huyết, vẫn còn có thể gây sức ép như vậy. Xem ra những đệ tử Phong gia này tạm thời đều đừng động tới. Nội trong ngày hôm sau, tu sĩ đệ thất điện Sâm La Điện truyền ra tin tức, truyền khắp cả quận Long Chiết. Hai vị phó điện chủ đệ thất điện Sâm La Điện muốn định ngày hẹn Phong Phi Vân. Hy vọng ba ngày sau hắn có khả năng đến tổ địa huyền tinh phúc địa của Phong gia để gặp mặt. Nhân vật cấp bậc phó điện chủ, không ngờ lại muốn định ngày hẹn một tiểu bối, chuyện này quả thực chính là việc phá lệ. Lúc này tất cả tu sĩ trong quận Long Chiết cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện có gì khác. Phong Phi Vân cũng phao tin. Nếu muốn đổi lại Vạn Hương Sầm,
tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện nhất định phải rút lui toàn bộ khỏi quận Long Chiết, hơn nữa không thể gây tổn thương bất cứ một vị đệ tử phong gia nào. Sau khi tin tức kia truyền ra, mọi thứ càng thêm sôi sùng sục. Phong Phi Vân lại bắt cả điện hạ đệ thất điện, khó trách tu sĩ tà đạo đệ thất điện nói năng mịt mờ như vậy. Thì ra là sợ hãi tin tức để lộ ra ngoài. Dù sao tu sĩ cả tu tiên giới cũng biết, một nữ nhân rơi vào trong tay Phong Phi Vân, nếu như còn có thể giữ được trinh tiết thì chỉ có một khả năng, nữ nhân này vóc người thật sự rất xấu. Vạn Hương Sầm chính là đệ nhất mỹ nhân đệ thất điện, tự nhiên không phải một xử nữ. Cũng khó trách hai vị phó điện chủ đệ thất điện Xâm La Điện đều phải hành động giống như hỏa thiêu dưới mông. Quận Long Chiết là một quận nha từ thuở xa xưa, tồn tại rất nhiều danh thắng cổ tích, rất nhiều tiên hiền đều đã để lại dấu chân ở chỗ này. Phong Phi Vân mang theo Vạn Hương Sầm liền đi ở giữa những chốn cổ tích này, trong những nơi cổ tích này phần lớn cũng có chữ khắc do tiên hiền lưu lại. Chúng có khả năng ngăn cản tu sĩ tà đạo đứng đầu suy tính. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hành tung của Phong Phi Vân mới có vẻ cực kỳ mờ ảo. Mà ngay cả những cự kình vô song của đệ thất điện đều không thể suy tính ra vị trí của hắn. Trong một mảnh phế thành đổ nát thê lương, một tòa phế thành mà có một nửa đều bị chôn ở dưới cát vàng hoàng sa, các kiến trúc khác cũng bị tàn phá không chịu nổi. Ngay cả một bức tường hoàn hảo cũng đều không thể tìm được. Ở chính giữa phế thành nổi lên cao vút một bức tượng Phật bằng đá. Nó cao hơn 100 thước, cũng bị hư hại rất nhiều. Bàn tay tượng Phật bằng đá đều đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa, trên mặt có rất nhiều vết nứt, mang theo một cỗ khí tức tang thương. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới tượng Phật bằng đá, thấy được họ tên hai vị nổi danh trong sách cổ lúc này được khắc trên tượng Phật bằng đá. Một người mặc long bào, một người mặc đạo y trang nghiêm. Một tòa phế thành này trước đây chính là một tòa Phật thành, vô số tu sĩ đều đã tới đây hành hương. Nhưng mà tình huống thay đổi. Nơi này đã thật lâu không ai nhòm ngó tới, con đường trong phế thành đều đã chìm sâu dưới 3 thước hoàng sa. Khụ khụ, Phong Phi Vân có hơi ho khan, Diêm Vương ấn ký trên ngực khuếch tán càng mạnh mẽ hơn. Hiện nay tuổi thọ của hắn trở nên ngắn hơn, căn bản không có khả năng sống đến 2 năm. Còn việc có thể sống đến 1 năm hay không, đều phải nhìn tánh mạng của hắn có gắng gượng nổi không. Vạn Hương Sầm đứng cách hắn chừng 10 thước, đan điền bị hắn phong bế. Nàng không thể điều động nổi một tia linh khí trên người ra ngoài. Mấy lần nàng muốn đào tẩu, đều bị Phong Phi Vân tóm lại về. Thân là điện hạ Xâm La Điện, có thể lâm vào cảnh bị đè nén như thế, quả thực khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi. Biến thành tù nhân của bất luận kẻ nào, nàng cũng có thể không sợ hãi chỗ nào. Bởi vì nàng tin chắc không người nào dám động đến một sợi lông của nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng là một ngoại lệ. Nàng không dám nửa phần đến gần Phong Phi Vân, không chỉ có là sợ hãi lây dính Diêm Vương hủ huyết trên người hắn, càng là sợ hãi bị hắn xâm phạm thân thể. Sàn sạt! Phong Phi Vân đang từ từ đi tới về phía nàng. Tiên nhan Vạn Hương Sầm có hơi biến đổi, kìm lòng không đậu lui về phía sau mà nói. Phong Phi Vân, nếu như ngươi dám đụng đến một đầu ngón tay của ta, người của Phong gia các ngươi tất nhiên sẽ chết sạch. Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, sắc mặt tái nhợt. Chán đổ mồ hôi, cười nói.